thằng nhóc này nói đúng không, chú ý phá hỏng sơn môn đại trận, ý bọn họ Huyền Huyết Tông huyết sát diệt thần trận chính là đùa giỡn sao? Huyết Khô Linh Tôn nhất thời khí cũng không đánh vừa ra tới, nghiêm nghị quát lên, im miệng. Diệp Thần thấy vậy, vội vàng nói, tại hạ cái này liền rời đi, tuyệt không dừng lại nhiều chốc lát. Nói xong câu này nói, hắn liền vội vàng xoay người, muốn phải xuống núi. Phá ta Huyền Huyết Tông sơn môn, há có thể tùy tiện liền đi. Thật làm ta Huyền Huyết Tông không người sao? Diệp Thần nghe được câu này, chỉ có thể dừng bước lại, nhìn trước mặt cái này hơi thở vượt xa mình tồn tại, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào là tốt. Nơi đây rất là quỷ dị, Tiểu Trọng Lâu trưởng, Giả Cửu Thiên Thần thuật thậm chí còn Hoàng Tuyền Đồ đều không cách nào vận dụng, thực lực giảm bớt nhiều. Nếu như và người này đối kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Đỗ Sư Huynh đã chạy tới sơn môn. Hắn thấy Diệp Thần bóng người, vội vàng chỉ một cái đối phương, đối với Huyết Khô Linh Tôn nói, chính là hắn phá trận giết người. Hộ pháp không thể để cho hắn rời đi. Cái gì? Huyết Khô Linh Tôn nghe vậy, hơn nữa tức giận, thằng nhóc này chẳng những phá trận, còn giết người chúng ta. Đỗ Sư Huynh gật đầu nói, không sai, hộ pháp. Chỉ giá thủ sơn môn đại trận Chu Sư Đệ, vì bảo vệ đại trận đã bỏ mạng. Lẽ nào lại như vậy? Huyết Khô Linh Tôn hét lớn một tiếng, chợt giơ lên trong tay quỷ đầu trượng, một tiếng dày, Diệp Thần bốn phía đã bị một đám màu đen hư ảnh bao vây. Diệp Thần thấy vậy, biết dưới tình huống này nói nhiều cũng là vô ích, chỉ có thể rút ra sát kiếm, trần bia hộ thể, viêm bia dẫn độc, hủy diệt đạo ấn ngay tức thì hộ thân. Thằng nhóc giỏi, ta cái này thì để cho ngươi nếm thử một chút 18 máu oán uy lực. Huyết Khô Linh Tôn múa quỷ đầu trượng, 18 đạo hư ảnh đồng thời hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần thấy vậy, vội vàng một kiếm vung ra, nhưng là kiếm quang vạch qua hư ảnh, cũng không có bất kỳ tổn thương. 18 đạo hư ảnh lúc này đã vây quanh, không ngừng đụng vào mình trên thân thể mặt, kích thích từng trận màu xám cho bụi mù. Cái này 18 máu oán ngưng tụ tử khí, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn vậy giống vậy ẩn chứa hủy diệt lực, ngược lại có một chút ám hợp, điều này cũng làm cho Huyết Khô Linh Tôn âm thầm có chút ngạc nhiên lai lịch của đối phương. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, huống chi 18 máu oán không chỉ như vậy. Huyết Khô Linh Tôn con người đông lại một cái, ngón tay lần nữa bắt pháp quyết, 18 đạo hư ảnh ngay tức thì chuyển là màu máu, dần dần có thực chất yếu, nếu như đến khi ngưng tụ xong tất, Diệp Thần phải đối mặt, không khác nào 18 cái giống nhau địch thủ. Diệp Thần chợt ở hủy diệt đạo ấn ra, thả ra đạo linh lửa, nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, 18 tia máu sắc thân ảnh nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ được thương tổn không nhỏ. Thấy đạo linh lửa tựa hồ có thể khắc chế cái này 18 máu oán, Diệp Thần nhất thời mừng rỡ nhìn sang, thế lửa hồi sinh, không lâu lắm 18 máu oán liền lần nữa hóa thành từng đạo tàn ảnh. Huyết Khô Linh Tôn thấy vậy, vội vàng triệu hồi mình 18 máu oán, luyện chế thật lâu máu oán, cũng không thể trắng trắng hao tổn ở thằng nhóc này trong tay. Thu hồi 18 máu oán sau đó, Huyết Khô Linh Tôn thân hình động một cái, lại xuất hiện thân lúc đó, đã tới Diệp Thần trước mặt. Quỷ đầu trưởng vỗ mặt tới, vô số quy luật phun trào, không gian mơ hồ đều phải vỡ vụn. Diệp Thần vội vàng giơ kiếm ngăn cản, chỉ là lớn như vậy thực lực sai biệt, há là hắn có thể ngăn cản tới. Sát kiếm và quỷ đầu trưởng tiếp xúc ngay tức thì, Diệp Thần liền cảm nhận được liền vượt xa thực lực mình uy áp, sát kiếm không tự chủ được bị văng ra, ngay cả mình, cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước, lúc này mới đứng yên. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Huyết Khô Linh Tôn cũng không nghĩ tới, mình đột nhiên tập kích, đối phương lại có thể làm được như vậy trình độ. Có thể phá hỏng huyết sát diệt thần trận, quả nhiên có chút thực lực. Huyết Khô Linh Tôn lần nữa múa quỷ đầu trượng, không ngừng hướng Diệp Thần tấn công tới, Diệp Thần miễn cưỡng chống cự, nếu không phải trần bia hộ thể, cùng với sinh mệnh lực khủng bố và thân xác thành thánh, tất nhiên đã sớm trọng thương. Hai người không ngừng giao chiến lúc đó, Huyền Huyết Tông núi trước cửa, chạy đến đệ tử vậy càng ngày càng nhiều, trừ trưởng môn ra, hữu hộ pháp và tứ đại trưởng lão còn có 8 đại đường chủ toàn bộ đến sân. Nguyên vốn cho là nguy cơ phát hiện chỉ có một cái tiểu tử, đám người liền đứng ở một bên xem cuộc chiến. Chỉ là không nghĩ tới tả hộ pháp và cái này xông trận tiểu tử lại khó phân thắng bại đánh lâu không dưới, vì vậy cũng quát to lên. Tả hộ pháp, ngươi làm sao liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng không giải quyết được. Tả hộ pháp, xem ra ngươi gần đây tu hành lười biếng à.
tà hộ pháp, muốn không muốn ta kết quả hỗ trợ à? Huyết Khô Linh Tôn nghe cùng người trong môn mà nói, vừa tức vừa gấp, không nhịn được mắng, các ngươi ai không phục mình bên trên. Lúc này Diệp Thần trong lòng, thật ra thì so tả hộ pháp còn muốn cuống cuồng. Đối phương thực lực hắn đã trong lòng hiểu rõ, nếu như liều chết nhất kích, ngược lại cũng không phải không thể chiến thắng đối phương, nhưng là chung quanh cường địch rình chung quanh, cái này một chàng đánh thắng, vậy thì như thế nào? Phải nghĩ biện pháp thoát khốn mới được. Diệp Thần vẫn ở chỗ cũ khổ khổ chống đỡ. Vừa không dám lỏng giải phân nửa, cũng không dám buông tay đánh một trận. Cho đến chàng thượng một tiếng gào thét, để cho lòng hắn bên trong cả kinh. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh lâu như vậy, nhanh giết hắn liền kết liễu. Đây là Huyền Huyết Tông hữu hộ pháp thanh âm. Diệp Thần nghe được câu này, biết đối phương nổi lên sát tâm, vội vàng hô chờ một chút. Vừa nói, hắn ngay tức thì thu hồi sát kiếm, toàn lực vận chuyển viên mãn trần bia, đem tự thân chỗ hiểm xích sao bảo vệ, phòng ngừa lúc này Huyết Khô Linh Tôn cho tự mình tới cái một kích chí mạng. Thật may hắn đánh cuộc đúng, Huyết Khô Linh Tôn gặp hắn thu tay lại, trên tay quỷ đầu trưởng cũng dừng lại. Thật ra thì hắn trong lòng ngược lại âm thầm vui mừng, thằng nhóc này đi trước kêu ngừng, nếu không lại kéo một hồi, mình coi như không chịu nổi. Mặc dù vì vậy miễn đi mất mặt có thể, bất quá Huyết Khô Linh Tôn như cũ mặt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, dùng âm u giọng hỏi thằng nhóc ngươi muốn làm gì. Diệp Thần khoát tay một cái nói, đánh mệt mỏi, đừng đánh. Không có cầu xin tha thứ vậy không nói dọa, câu này nói thật, ngược lại làm cho Huyết Khô Linh Tôn không có cách nào tiếp. Đã như vậy, Huyết Khô Linh Tôn ngoắc tay nói, cho hắn đặt đứng lên. Nhất thời có vô số Huyền Huyết Tông đệ tử xông tới, đem Diệp Thần vây khốn. Diệp Thần vậy không phản kháng, mặc cho đối phương mà làm. Hữu hộ pháp lạnh lùng nói, đặt dậy tới làm gì? Chẳng lẽ còn phải đem tặc nhân nuôi lên không được, dứt khoát giết sạch sẽ. Diệp Thần nghe được hữu hộ pháp mà nói, trong lòng rét một cái, nếu là đối phương thật sự định đem mình tại chỗ chém chết, hắn bước cờ này coi như đi nhầm. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng vùng vẫy la lớn, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết ta phương pháp phá trận sao? Ha ha, hữu hộ pháp cười lạnh nói, phương pháp phá trận chúng ta có thể từ từ nghiên cứu, ngươi liền an tâm lên đường đi. Chờ một chút, Huyết Khô Linh Tôn đột nhiên mở miệng nói, trước không nóng nảy. Người này tựa hồ là xứ lạ người, hay là để cho trưởng môn xử trí tốt. Huyền Huyết Tông tả hộ pháp phụ trách bảo vệ sơn môn đại trận trách, hữu hộ pháp phụ trách bên trong môn phái bộ an toàn. Theo đạo lý nói, chuyện này nếu để cho trưởng môn biết được, chính là tả hộ pháp không làm tròn bổn phận, đây cũng là Huyết Khô Linh Tôn trước không có mở miệng ngăn cản nguyên nhân. Bất quá hắn ý nghĩ lúc này nhưng lại không cùng. Nếu sơn môn đại trận bị phá một lần, thì có bị phá lần thứ hai nguy hiểm. Hiện tại sơn môn đã bị phá, bị trưởng môn biết cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu thằng nhóc này chịu nói ra phương pháp phá trận, vậy hắn tự nhiên có thể đem đền bù qua, vì vậy mới có đặt đối phương đi gặp trưởng môn ý tưởng. Hữu hộ pháp gặp Huyết Khô Linh Tôn cam nguyện tự bộc lộ hắn xấu xí, tự nhiên vui vẻ xem cuộc vui, liền không ngăn trở nữa chỉ, vì vậy liền do trước đám người, áp giải Diệp Thần, đi gặp trưởng môn. Mọi người đi tới đại điện, trưởng môn nghe chuyện này. Sắc mặt tự nhiên cũng không tốt xem. Hắn lạnh lùng nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói ra phương pháp phá trận, có thể để cho ngươi chết thoải mái một chút, nếu không để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, nhưng mà ta không muốn chết. Ha ha ha, trưởng môn cười to nói, ai lại muốn chết, cái nào tu hành nhiều năm, không phải là vì cầu lấy bất tử bất diệt chi trưởng sinh đại lộ. Chỉ là, ngươi phối sao? Trưởng môn dừng một chút hỏi, ngươi dựa vào cái gì không chết? Nói cho ta một cái đáng giá lý do. Diệp Thần hỏi, nếu như ta chẳng những nói ra phương pháp phá trận, còn có thể nghĩ biện pháp bổ toàn các ngươi đại trận, để cho uy lực cao hơn một tầng lầu, có thể hay không đổi lấy không chết? Ừ. Trưởng môn phất râu trầm ngâm. Máu này giết chết thần trận chính là Huyền Huyết Tông đời trước cao nhân truyền xuống trận pháp, bảo vệ sơn môn đã vượt qua mấy ngàn trở. Còn không có người có thể ở nơi này trên căn bản cải tiến trong đó uy lực. Như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu vì còn sống nói ra, mình có thể tin sao? Diệp Thần nhìn ra trưởng môn trên mặt vẻ do dự, vội vàng nói, trưởng môn nếu không phải tin, có thể đem ta nhốt vào trong đại trận, lại phái người nghiêm ngặt trông chừng.
Mặc dù đại trận đã bị thằng nhóc này phá qua một lần, nhưng là trước chỉ là trị giá thủ sơn môn đại trận đệ tử bảo vệ trận, đại trận uy lực yếu hơn rất nhiều. Nếu như phái ra đường chủ cấp bậc tới bảo vệ đại trận, lấy đối phương thực lực, coi như chắp cánh vậy tuyệt đối không trốn thoát tới. Nghĩ tới đây, trưởng môn khẽ gật đầu. Diệp thần thấy vậy đại hỉ, vội vàng lớn tiếng nói, vãn bối cảm ơn trưởng môn ân không giết. Ai nói nhất định sẽ lưu ngươi mạng. Trưởng môn cười lạnh một tiếng nói, tạm thời bảo tính mạng ngươi, 10 ngày bên trong như là không thể đem đại trận uy lực nâng cao, đến lúc đó nhất định để cho ngươi hối hận ngày hôm nay nói ra hoanh hoang. Coi như trưởng môn nói như vậy, vãn bối vậy nhất định phải cảm ơn trưởng môn. Diệp thần mừng rỡ giật tại bày tỏ, bởi vì hắn không chỉ là tránh được một kiếp. Chủ động yêu cầu bị nhốt ở sơn môn trong đại trận, là hắn tận lực làm, bởi vì hắn cũng có mình cẩn thận. Trước ở huyết sát diệt thần trận bên trong lúc đó, nếu không phải huyền huyết tông đệ tử bỗng nhiên quấy rầy, hắn ngay lập tức là có thể thể ngộ đến biển máu bên trong tử khí, cùng mình hủy diệt đạo ấn ở giữa hủy diệt ý chỗ tương thông. Nếu là có thể lĩnh ngộ, đối với mình tu hành định sẽ rất nhiều bị ích. Vì vậy, hắn mới chủ động sách lên, phải đem mình nhốt tại trong đại trận. Cho dù 10 ngày sau, mình không thể nghĩ ra cải tiến trận pháp phương pháp, hoặc là huyền huyết tông đổi ý, có thời gian lâu như vậy, vậy đủ nghĩ ra thoát khốn biện pháp. Mấu chốt hắn phải dùng cái này 10 ngày, lần nữa câu thông lên trời yêu. Thiên yêu bố trí bước kế tiếp rốt cuộc là cái gì? Bất quá hắn ngược lại là mơ hồ cảm giác được địa tâm vực có một cổ cực kỳ kinh khủng yêu khí. Cái này yêu khí, chính là bữa trước yêu thủy tổ. Cùng lúc đó, một nơi không thuộc về vực ngoại đất thần bí. Một đạo không thể danh trạng bóng người, ngồi ngay ngắn ở tinh vân chỗ sâu, nhìn không ngừng sáng tắt vô số ngôi sao, cặp mắt bên trong, tựa hồ lộ ra lau một cái cực kỳ ngưng trọng và vẻ phức tạp. Bỗng nhiên, ở trước người của nó, một đạo ánh sáng tím chớp mắt, một tên mặc áo bào tím thanh niên, xuất hiện ở thân ảnh kia trước. Áo bào tím thanh niên nhìn vậy bao phủ ở hỗn độn bên trong bóng người, phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn nhìn như trẻ tuổi, thanh âm lại là vô cùng già nua. Hỗn độn bên trong bóng người, nhìn về phía vậy áo bào tím thanh niên, nói chúng ta thật dự định để cho luân hồi chi chủ nhúng tay chuyện này. Hắn sẽ chết, hơn nữa không có đường lui. Cái này trong hỗn độn bóng người, dĩ nhiên là thiên yêu thủy tổ bản thể. Mà đây áo bào tím bóng người, chính là Diệp thần huyền yêu tinh máu xuất xứ huyền yêu thủy tổ. Huyền yêu hai tròng mắt ngưng mắt nhìn tinh vân, nói, luân hồi chi chủ vốn là bất quá là chúng ta có thể tùy ý vứt bỏ một con cờ mà thôi. Nhưng hiện tại sự phát triển của hắn tới xem, tựa hồ tương lai đều có thể sánh vai chúng ta. Hắn như chết, vậy thật quá đáng tiếc. Ta máu tươi hắn còn không luyện hóa xong tất. Thiên yêu thủy tổ không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên mở miệng nói, nếu như lần này hắn thật bắt được món đồ kia, ta liền bảo vệ hắn đến vạn khư thần điện trước. Huyền yêu thân thể ngẩn ra, lạnh lùng nói, ngươi có thể biết điều này đại biểu cái gì? Ngươi sẽ đối kháng đại lộ ý chí, điên rồi phải không? Trước đây chúng ta giúp thằng nhóc này đối kháng vậy mấy con kiến hôi, đã coi là vượt biên giới, hôm nay lại là cưỡng ép biến dạng địa tâm vực lối vào. Cái này nhân quả thực sự quá lớn, như lại dính, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thiên yêu trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói thôi, trước xem thằng nhóc này có thể hay không bắt được vật kia đi, khoảng cách nghi thức không mấy ngày. Mà giờ khắc này Diệp thần tự nhiên không biết thiên yêu và huyền yêu đối thoại. Hắn trước mắt phải làm bất quá là mau rời khỏi nơi đây. Diệp thần đối với huyền huyết tông nói ra huyết sát diệt thần trận thiếu sót, đến khi đại trận được chữa trị xong sau đó. Mình lần nữa tiến vào trong trận. Lần này ngoài trận có 4 manh mối chủ thay phiên bảo vệ trận, uy lực xa không phải trước phá trận lúc có thể so với. Diệp thần từng thử nghiệm để cho 4 vị đường chủ phát động trận pháp, phát hiện quả nhiên hoàn toàn không cùng, lấy mình bây giờ thực lực, nếu như thân ở trong trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá chỉ cần hắn không có nghĩ muốn phá trận lẩn trốn cử động, 4 vị đường chủ vậy sẽ không chủ động phát động trận pháp. Mặc cho hắn ở trong trận nghiên cứu cải tiến phương pháp. Vì vậy lúc này biển máu một hồi bình tĩnh, liền liền vốn nên biến thành dị thú, cũng bị huyền huyết tông tận lực áp chế. Diệp thần an tâm chìm vào biển máu bên trong, mặc cho nhan tuyền nhi tự do hút lấy trong đó ngọn lửa lực, mà mình thì đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm, cẩn thận cảm thụ trong biển máu tử khí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngâm ở trong biển máu Diệp thần, trước khi cảm giác xuất hiện lần nữa,
hắn cấp vội vàng nắm được loại cảm giác này, để mặc cho một chút tử khí thông qua hủy diệt đạo ấn, xâm nhập mình trong cơ thể. Tử khí vào cơ thể trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được liền một chút khác thường, vì vậy vội vàng vận chuyển hủy diệt đạo ấn, định đem đồng hóa. Lại qua một ngày sau, vậy từng tia tử khí mới rốt cục vào hủy diệt đạo ấn ở giữa hủy diệt ý hòa làm một thể. Mặc dù độ tiến triển chậm chạp, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này đã thành công một nửa. Còn dư lại trong thời gian, chính là tận lực đồng hóa càng nhiều hơn tử khí, để cho mình hủy diệt đạo ấn, đổi được càng cường đại hơn. Lại qua một ngày, Diệp Thần đã thành công cùng tiêu mất 6 tơ tử khí, nguyên bản vậy một chút hủy diệt ý, rõ ràng có thể cảm nhận được lớn mạnh rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, lúc này hắn đồng hóa một chút tử khí thời gian, không ngừng rút ngắn. Lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Thằng nhóc, trận pháp cải tiến như thế nào? Huyết Khô Linh Tôn đến. Diệp Thần nghe được Huyết Khô Linh Tôn thanh âm, cung kính nói tiền bối sao không vào nói chuyện. Vừa dứt lời, một cái màu máu hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ôm quyền thi lễ sau đó, Diệp Thần nói, vãn bối mới có hơi rất nhiều ý nghĩ, còn cần nghiệm chứng một phen. Huyết Khô Linh Tôn lạnh giọng nói, hừ, vậy tốt nhất biết bao. Diệp Thần con người vừa chuyển, nói tiếp, sau đó một đoạn thời gian, còn phải làm phiền bảo vệ trận tiền bối phối hợp nhiều hơn ta, để cho ta có thể nghiệm chứng hiệu quả, xin tiền bối nói tốt vài câu. Hư ảnh ống tay áo ngăn lại nói, chỉ cần ngươi cải tiến trận pháp, loại chuyện này không cần ngươi tới bận tâm, ta tự có an bài. Diệp Thần vẫn là khom người nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Đưa đi Huyết Khô Linh Tôn sau đó, Diệp Thần thầm nghĩ muốn, vẫn là được rút ra chút thời gian, nghiên cứu một phen trận pháp này mới được, nếu không phía sau coi như khó mà nói. Cũng may mình đã thành công dung hợp tử khí, lại nữa cần phải hao phí nhiều tinh lực thể ngộ, chỉ cần càng nhiều hơn thời gian tới từ từ hấp thu đồng hóa liền tốt. Bất quá hủy diệt đạo ấn bên trong ẩn chứa hủy diệt ý mặc dù vì vậy đổi được cường đại hơn thêm, nhưng là thực tế uy lực như thế nào, hắn còn cũng không biết, nếu như không có gì lớn dùng, vậy mình có thể coi như là tự trói mình. Vì vậy trước hắn mới hướng Huyết Khô Linh Tôn sách lên, cần nghiệm chứng hiệu quả. Chỉ là nghiệm chứng cũng không phải là trận pháp cải tiến hiệu quả, mà là tự thân công pháp hiệu quả. Ông muốn càng sớm biết hiệu quả thực tế ý tưởng, ngày thứ hai Diệp Thần liền hướng bảo vệ trận đường chủ đưa ra mình yêu cầu. Bình tĩnh mấy ngày biển máu, lần nữa lật dâng lên. Diệp Thần đứng ở mặt biển bên trên, sát kiếm yên tĩnh trôi lơ lửng ở bên người, chờ đợi biển máu huyễn hóa ra dị thú nhảy ra mặt biển, hướng mình tấn công tới. Dị thú nhào tới ngay tức thì, Diệp Thần đồng thời ra tay. Hủy diệt đạo ấn ánh sáng ở lòng bàn tay tụ tập, mơ hồ lộ ra từng tia hắc khí, muốn đến đây cũng là hủy diệt đạo ấn lớn mạnh sau kết quả. Diệp Thần một trường bổ ra, ánh sáng từ dị thú trước người nhập vào cơ thể mà qua, biến dạng dị thú ngay tức thì, hắn chú ý tới, dị thú bị tê liệt thân thể đang bị hắc khí chậm chạp ăn mòn. Mặc dù hiện tại hiệu quả có hạn, nhưng là có thể xác định phải, hủy diệt đạo ấn mạnh hơn. Xác định hủy diệt đạo ấn trở nên mạnh mẽ sau đó, Diệp Thần hô lên Nhan Tuyền Nhi, muốn xem đạo linh lửa biến hóa, dẫu sao mình ở đồng hóa tử khí thời điểm, Nhan Tuyền Nhi vậy không nhàn rỗi. Đến khi Nhan Tuyền Nhi xuất hiện sau đó, Diệp Thần liếc mắt liền phát hiện chỗ dị thường. Nhan Tuyền Nhi, người đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ Nhan Tuyền Nhi mi giữa nho nhỏ hỏa diễm ấn nhớ hỏi. Công tử, người nói là cái này cái linh hỏa dấu vết. Nhan Tuyền Nhi cười hì hì trả lời, hì hì, bởi vì Nhan Tuyền Nhi cường đại hơn à. Ta không phải nói cái này, ta là hỏi tại sao có cái này màu sắc. Dựa theo đạo linh lửa thuộc tính, cho dù xuất hiện linh hỏa dấu vết, vậy chắc cũng là màu đỏ mới đúng, nhưng là Nhan Tuyền Nhi cái trán hỏa diễm ấn nhớ, nhưng lộ ra màu đỏ tím. Cái này ngược lại khá tốt, không tính là đặc biệt để cho hắn kinh ngạc địa phương, tối đa chỉ là thời gian đầu tiên đưa tới hắn chú ý. Trọng yếu nhất chính là, dấu vết vòng ngoài, có một vòng nho nhỏ màu đen đường danh, mặc dù hiện tại còn không rõ ràng, nhưng là Diệp Thần thời gian đầu tiên liền nghĩ đến và tử khí tới giữ liên lạc. Dẫu sao Nhan Tuyền Nhi hấp thu, đồng dạng là biển máu bên trong lửa cháy mạnh. Còn như cái này ảnh hưởng đối với Nhan Tuyền Nhi là thật là xấu xa. Diệp Thần còn không biết, vì vậy hắn mới vội vàng mở miệng hỏi. Nhan Tuyền Nhi, người có cảm giác hay không đến chỗ không đúng? Không có à, Nhan Tuyền Nhi có chút xấu hổ trả lời,
chính là cảm giác Nhan Tuyền Nhi dài lớn một chút. Không có tốt nhất. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó để cho Nhan Tuyền Nhi thử một chút nói linh lửa uy lực và biến hóa. Nhan Tuyền Nhi nghe được Diệp Thần yêu cầu, cao hứng gật đầu một cái, đến khi dị thú xuất hiện, không chờ Diệp Thần mở miệng, cũng đã chủ động xông tới. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Quỷ dị ngọn lửa, ở Nhan Tuyền Nhi bốn phía nhảy lên, đối với ngọn lửa màu sắc biến hóa, Diệp Thần lúc này đã có nơi dự liệu, nhưng là đạo linh lửa hiện ra uy lực, hay là để cho Diệp Thần giật mình không nhỏ. Nhan Tuyền Nhi đang hấp thu nơi này lửa cháy mạnh sau đó, đạo linh lửa cũng không có xem hủy diệt đạo ấn như nhau, có hủy diệt năng lực, nhưng là nguyên bản là có thể chống đỡ chống lại phần lớn cái khác ngọn lửa đạo linh lửa, hiện ra lớn hơn đồng hóa năng lực. Chỉ cần bị trộm linh lửa tiếp xúc được cái khác ngọn lửa, cơ hồ ở ngay tức thì liền bị đạo linh lửa hoàn toàn hấp thu, ngược lại công kích vốn là chủ nhân. Nếu như thứ hiệu quả này đối với lợi hại hơn ngọn lửa hữu hiệu giống vậy, Diệp Thần cơ hồ có thể tưởng tượng, cái khác bất kỳ dùng lửa cường giả gặp phải mình lúc bộ dáng chật vật. Lần nữa cẩn thận hỏi thăm qua Nhan Tuyền Nhi, xác nhận những thứ này tử khí quả thật đối với nàng không có ảnh hưởng gì sau đó, Diệp Thần rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo Diệp Thần dùng mấy giờ, lần nữa thăm dò một lần huyết sát diệt thần trận, gặp phải nghĩ không hiểu địa phương, cũng đều tìm Huyền Huyết Tông người một vừa xác nhận. Mặc dù có chút vấn đề cho dù Huyền Huyết Tông trưởng môn cũng không cách nào cho ra câu trả lời, nhưng là Diệp Thần trong lòng cũng đã đại khái có tính toán. Rất nhanh, Diệp Thần đã hoàn toàn đem toàn bộ huyết sát diệt thần trận vận chuyển nguyên lý hoàn toàn làm rõ ràng, vậy rõ ràng liền trận pháp này lớn nhất thiếu sót vì sao tới. Trận pháp này khai sáng ban đầu, thật ra thì chỉ có hai loại nguyên tố tạo thành, chính là khắc chế lẫn nhau nước lửa hai loại nguyên tố, trong trận chỉ có biển máu và lửa cháy mạnh. Khi đó trận pháp này uy lực còn không tính lớn, tối đa chỉ có thể vây khốn tu vi người bình thường, coi như là vô cùng là thông thường hộ sơn ảo trận mà thôi. Sau đó từ một vị đại năng hoàn thiện, cái này đại năng sau phi thăng thái thượng thế giới, hắn lúc ấy tăng thêm vào kim đất hai loại nguyên tố, lúc này mới có về sau uy lực. Bất quá vị này đại năng lúc ấy để lại ngũ hành thiếu một cái này vô cùng là nghiêm trọng chỗ sơ hở, đây cũng là Diệp Thần có thể phá trận ra mấu chốt. Đây cũng không phải hắn cố ý làm, mà là bởi vì biển máu bản thân đặc tính, căn bản không tìm được thích hợp một nguyên tố tới bổ toàn chỗ sơ hở này. Mà đây vị đại năng tăng thêm vào uy lực mạnh nhất thiên la liệt diễm trận, nhưng là dễ dàng nhất bại lộ điểm này thủ đoạn, vì vậy hắn mới cảnh cáo môn nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, không được khởi động thiên la liệt diễm trận. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Huyền Huyết Tông môn nhân đã sớm không biết nguyên do trong này, chỉ coi là bởi vì thiên la liệt diễm trận phát động uy lực quá lớn, hơn nữa cần cao thủ hàng đầu bảo vệ trận, mới có quy định này. Mà Đỗ Sư Huynh không tuân theo môn quy, không đủ để phát huy trận này uy lực lớn nhất, lúc này mới để cho Diệp Thần cơ hội có thể ngồi. Mặc dù làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả, cũng muốn rõ ràng liền trong đó quan khiếu, nhưng là đối với như thế nào đền bù chỗ sơ hở này, tăng cường cải tiến trận pháp, Diệp Thần nhưng trong lòng căn bản không có bất kỳ biện pháp. Tiếp theo trong thời gian, Diệp Thần chưa tiếp tục hút lấy tử khí, cái khác thời gian cũng đang suy tư nên như thế nào hoàn thiện trận pháp này. Nhưng là mỗi một loại có thể, đều bị mình từng cái bác bỏ. Diệp Thần dứt khoát tạm thời buông tha cải tiến trận pháp dự định, lần nữa chuyên tâm tu hành, hút lấy tử khí. Buổi trưa, Huyết Khô Linh Tôn lần nữa thúc giục hỏi độ tiến triển, Diệp Thần mượn cớ chậm lại. Đến khi ngày thứ 6 Huyết Khô Linh Tôn lần thứ 3 thúc giục hỏi độ tiến triển lúc đó, giọng đã vô cùng là không tốt. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là nói, vãn bối lại cần một chút thời gian, tiền bối ngàn vạn đừng có gấp. Huyết Khô Linh Tôn uy hiếp nói, chỉ hoãn thời gian cũng là vô dụng, 10 ngày kỳ đến một cái, nếu không phải có thể thành công, chính là ngươi thân tử đạo tiêu ngày, thằng nhóc ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tiền bối cứ việc yên tâm, rất nhanh là có thể để cho tiền bối thấy hiệu quả. Tràn đầy tự tin giọng, để cho Huyết Khô Linh Tôn vậy tin hắn nói, mặc dù trên thực tế Diệp Thần trong lòng căn bản không có bất kỳ biện pháp. Có cần gì, tùy thời mở miệng. Huyết Khô Linh Tôn ném xuống những lời này sau đó, lần nữa biến mất. Bất quá nhưng cũng nhắc nhở Diệp Thần, lớn như vậy tốt cơ hội, nếu như chỉ tham đồ hấp thu vài tia tử khí, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Vì vậy không qua mấy giờ, Diệp Thần liền xách lên cầu gặp Huyết Khô Linh Tôn. Thằng nhóc, ngươi có chuyện gì? Huyết Khô Linh Tôn giọng có chút không nhịn được hỏi.
Diệp Thần nở nụ cười nói, tiền bối, cải tiến trận pháp cần một chút vật liệu, mong rằng cung cấp. Huyết Khô Linh Tôn giọng hơn nữa không vui, loại chuyện nhỏ này cần gì phải tìm ta, trực tiếp tìm bảo vệ trận muốn không được sao? Diệp Thần có chút chột dạ nói, bọn họ sợ rằng không làm chủ được. Tiếp theo hắn liền đem yêu cầu vật liệu liệu một vừa nói ra, cái gì phi hồng ngọc tủy, ngàn năm trụ oánh cỏ, vạn năm phi hùng tim, 9 ly dương đá loại một hơi báo hơn 10 loại tài liệu tên chữ đi ra. Mặc dù từ màu máu hư ảnh trên không nhìn ra vẻ mặt biến hóa, nhưng là nghe Huyết Khô Linh Tôn dần dần thô trọng hô hấp, và không ngừng lay động hư ảnh, Diệp Thần vẫn là nhịn đau ngừng lại, đem phía sau nghĩ kỹ hơn 20 loại vật liệu tên chữ nuốt trở về trong bụng. Diệp Thần thậm chí còn ôm trước thử một lần thái độ, nhắc lên có thể tu bổ nguyện vọng thiên tinh phi hồng ngọc tủy. Phi hồng ngọc tủy, vật này địa tâm vực căn bản không có thể có. Còn nữa, cải tiến trận pháp cần như thế nhiều chân quý vật liệu sao? Huyết Khô Linh Tôn nghi ngờ hỏi. Diệp Thần dùng đã sớm suy nghĩ xong giải thích, máu này giết chết thần trận vốn là ngũ hành thiếu một, nguyên bản muốn bổ sung đủ ngũ hành thuộc tính cũng đã rất khó khăn, hơn nữa còn phải nắm giữ nguyên tố tới giữa thăng bằng, vì vậy yêu cầu vật liệu liệu chẳng những phẩm chất phải cao, số lượng chỉ sợ cũng sẽ không quá nhỏ. Gặp Huyết Khô Linh Tôn gật đầu ngầm cho phép, Diệp Thần lá gan lại lớn chút, nói tiếp, hơn nữa không dối gạt tiền bối, lần này ta chỉ là làm một lần thử nghiệm, sau đó sợ rằng còn cần càng nhiều vật liệu. Nếu như quý phái cảm thấy không đáng giá, thừa dịp hiện tại buông tha vậy không tính là muộn. Lời này vừa nói ra, Huyết Khô Linh Tôn nhất thời hừ lạnh một tiếng nói, ta Huyền Huyết Tông ở địa tâm vực cũng không yếu, cân nhắc quyết định thánh đường cũng không dám tới quấy, điểm này vật liệu còn không coi vào đâu, chỉ là đại trận này chỗ sơ hở, không phải ở một nguyên tố trên sao. Vì sao ngươi muốn vật liệu, toàn bộ đều là thuộc tính lửa vật liệu. Bởi vì ta nắm trong tay đạo linh lửa à. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói tiền bối nhất định quen thuộc ngũ hành tương sinh lý, cũng không biết trận pháp này nhưng hoàn toàn không cùng. Trận pháp này tên là huyết sát diệt thần trận, lúc ban đầu chỉ có nước lửa hai loại không tương thích nguyên tố, vì đem chúng cưỡng ép kết hợp với nhau, vì vậy và lẽ thường không cùng, chính là nghịch ngũ hành. Làm sao cái nghịch ngũ hành? Huyết Khô Linh Tôn trận pháp thiên phú mặc dù phổ thông, nhưng là loại thuyết pháp này vẫn còn là lần đầu nghe được. Bởi vì đây là Diệp Thần mình hạt bài đi ra ngoài. Hắn dầu gì lấy được Thái Huyền Trận Hoàng truyền thừa, đối với trận pháp biết rõ tự nhiên so với thường nhân nhiều hơn. Hắn mấy ngày nay phần lớn thời gian, cũng đang lo lắng, dùng cái gì mượn cớ có thể hợp lý muốn tới mình yêu cầu vật liệu liệu, vì vậy đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Hắn thẳng thắn nói, nghịch ngũ hành dĩ nhiên là và đang ngũ hành ngược lại, tương sanh tương khắc đều là như vậy. Vì vậy ở trận pháp này trong đó, không phải nước khắc lửa mà là lửa khắc nước, cũng không phải mộc sanh hỏa mà là hỏa sinh mộc, vì vậy mới cần đại lượng hệ lửa vật liệu. Vẫn còn có loại thuyết pháp này. Huyết Khô Linh Tôn bị Diệp Thần nói cũng có chút choáng váng, tạm thời không cách nào phán đoán thật giả, chỉ có thể trước đáp ứng. Đến khi hắn trở lại môn phái bên trong, vòng vo khắp nơi nghe một phen, nhưng phát hiện đồng môn bên trong không có ai nghe nói qua cái lý này bàn về. Bất quá vậy không có người có thể đối với cái lý này bàn về làm ra hợp lý nghi ngờ. Cái này cũng chỉ có thể trách Huyền Huyết Tông đối với trận pháp hiểu quá thiếu, người trong môn phái quá chú trọng cái người tu hành, đối với trận pháp một đạo nghiên cứu không nhiều, nếu không vậy chưa đến nỗi sẽ suy nghĩ dựa vào người ngoài, tới cải tiến nhà mình hộ sơn đại trận. Vì vậy đối với Diệp Thần nói lên vật liệu, Huyết Khô Linh Tôn đủ số cung cấp. Nhìn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chân quý vật liệu bày ở trước mặt mình. Để cho Diệp Thần vui mừng quá đổi. Thời gian kế tiếp, hắn cũng chuyên tâm lợi dụng những thứ này vật liệu, để đề thăng đạo linh lửa cùng mình tu vi. Hai ngày thời gian hoảng hốt mà qua, dựa vào chân quý tài liệu phụ trợ, Diệp Thần mơ hồ cảm giác cách đột phá càng nhích tới gần. Ngay tại vật liệu sắp hao hết lúc đó, Huyết Khô Linh Tôn lần nữa tới tra xem độ tiến triển. Diệp Thần thấy đối phương đến, dùng không che giấu được nụ cười nói, tiền bối tới đúng lúc. Ta gần đây đang dự định cầu gặp tiền bối. Làm sao, trận pháp cải tiến thành công? Cái đó ngược lại không có. Diệp Thần lắc đầu một cái nói, bất quá lần trước thí nghiệm có rất lớn thu hoạch, lại cho nhiều ta một chút thời gian, đại trận nhất định không cùng đi tích. Huyết Khô Linh Tôn có nghe hay không cái gì thực tế tiến triển, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tổng cộng chỉ còn lại hai ngày cỡ đó, thời gian ngươi tự xem làm. Tiền bối đại khả yên tâm. Vãn bối trong lòng hiểu rõ.
ngươi nói muốn tìm ta, có chuyện gì? Huyết Khô Linh Tôn giọng lạnh như băng hỏi. Cái đó, lần trước tiền bối cho vật liệu, đã dùng xong, bởi vì... Huyết Khô Linh Tôn cắt đứt Diệp Thần mà nói, trực tiếp hỏi nói, lần này lại muốn cái gì? Tiền bối chờ chút. Diệp Thần dứt khoát rất vô sỉ móc ra một cái thật dài danh sách, theo thứ tự báo ra. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn chuẩn bị hơn nữa đầy đủ, chẳng những yêu cầu vật liệu liệu hơn nữa hiếm hoi, cùng loại tài liệu số lượng cũng nhiều rất nhiều. Chẳng những như vậy, toàn bộ danh sách trên tổng cộng liệt ra không dưới 100 loại vật liệu, tất cả đều là Diệp Thần trước nghĩ cũng không dám nghĩ vật liệu. Huyết Khô Linh Tôn nghe được hơn 20 tên chữ thời điểm, chân mày đã nhíu thành một đoàn, nghe tới vạn năm long huyết châu 50 viên thời điểm, hắn rốt cuộc không nhịn được cắt đứt Diệp Thần nói. Vạn năm long huyết châu loại vật này, tìm lần toàn bộ địa tâm vực chỉ sợ cũng không tìm ra 100 viên, ngươi lại một lần liền dám há mồm muốn 50 viên. Vậy, Diệp Thần thương tiếc nói, ít một chút vậy không quan hệ, vậy thì 10 viên tốt. Không có. Huyết Khô Linh Tôn quả quyết cự tuyệt, nếu như Huyền Huyết Tông có loại vật này, hắn cũng sẽ không cầm địa tâm vực mà nói chuyện. Không có, hiệu quả có thể sẽ kém hơn một chút, bất quá vậy không quan hệ, ta đổi nữa vào là được. Diệp Thần thương tiếc trước mình mất đi kiến thức vạn năm long huyết châu cơ hội. Diệp Thần niệm đến danh sách trên thứ 53 cái tên chữ thời điểm, Huyết Khô Linh Tôn lần nữa không nhịn được cắt đứt hắn. Thằng nhóc, người có phải hay không đang đùa ta? Hắn tức giận hỏi, người đây là cải tiến hộ sơn đại trận, vẫn là dự định đem địa tâm vực toàn bộ bảo vệ đứng lên. Tiền bối ngàn vạn đừng hiểu lầm, vãn bối chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, suy nghĩ thêm đến thử sai có thể, mới nghĩ ra cái này tờ đơn. Diệp Thần chột dạ nói, có thể liệt ra vật liệu, quả thật có chút thừa, bất quá đây cũng là miễn được tổng phiền toái tiền bối. Huyết Khô Linh Tôn bất mãn nói, chọn trước cần thiết vật liệu, đến tiếp sau này không đủ nói sau. Phải, vãn bối cái này thì làm một ít lược giảm. Ngay sau đó Diệp Thần đem mình cần thiết vật liệu, và một ít tương đối chân quý vật liệu chọn hơn 30 chồng ra tới, lại đem tổng thể số lượng hạ xuống một nửa chừng. Dù vậy, Huyết Khô Linh Tôn nghe xong, vẫn là nói, những thứ này vật liệu ta làm không được chủ, được báo cáo trưởng môn mới được. Vậy thì phiền toái tiền bối hơn nói tốt vài câu, trận pháp này một khi cải tiến hoàn thành, chẳng những vãn bối có thể mạng nhỏ được bảo, đối với tiền bối mà nói, chắc hẳn cũng là lớn công một kiện. Cái này cùng ngươi vô can, quản tốt chính ngươi là được. Đối với Diệp Thần nói Huyết Khô Linh Tôn ngoài miệng mặc dù không duyệt, nhưng là trong hành động vẫn là rất thành thực, đi qua hắn đối trưởng môn khuyên sau đó, thành công đem Diệp Thần nói lên vật liệu lần nữa đưa tới. Lần này hơn nữa đầy đủ vật liệu cung ứng, để cho Diệp Thần không những tự dùng để tu hành, thậm chí còn sẽ rất hơn vật liệu dùng để nuôi Nhan Tuyền Nhi và Hoang Ma Thiên Kiếm. Đến khi Huyết Khô Linh Tôn xuất hiện lần nữa lúc đó, Nhan Tuyền Nhi biến hóa đã cực kỳ lớn. Ai nha tiền bối, cái này cũng trách ta. Còn không cùng Huyết Khô Linh Tôn mở miệng, Diệp Thần đã chủ động vẻ mặt đau khổ nhận sai nói, nguyên bổn đã thành công sắp tới, đáng tiếc ta một cái lỡ tay. Dùng sai mấy loại vật liệu, đưa đến thất bại trong gang tấc. Xin tiền bối trách phạt. Hơn nữa dưới mắt xem ra 10 ngày căn bản không đủ, có thể còn muốn hơn một ngày, có thể hay không đem 10 ngày ước hẹn lại kéo dài trễ một ngày. Diệp Thần liền không ngừng nhận sai, để cho Huyết Khô Linh Tôn cũng thiếu chút nữa muốn khuyên hắn không nên vô cùng tự trách. Sai lầm một lần chừng mực muốn chặt, lần kế cẩn thận chút chính là. Huyết Khô Linh Tôn chủ động nói. Hiện tại còn cần gì vật liệu, có gì cứ nói. Diệp Thần cầm ra sớm có chuẩn bị danh sách, lần này hắn có kinh nghiệm, nói lên đủ tài liệu để cho Huyết Khô Linh Tôn đau lòng, nhưng là vừa chưa đến nỗi dậm chân trình độ. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Huyết Khô Linh Tôn không nhịn được than thở nói, tỷ thí thế nào lần trước còn nhiều hơn mấy loại vật liệu, ta còn được hồi báo trước trưởng môn mới được. Diệp Thần nhịn được vui vẻ diễn cảm. Dùng cung kính giọng phiền toái tiền bối. Thằng nhóc ngươi lần này tốt nhất không muốn lại ra chuyện rắc rối gì, nếu không có ngươi đẹp mắt. Huyết Khô Linh Tôn ném xuống câu này cảnh cáo, lần nữa đi thuyết phục trưởng môn. Bắt được vật liệu sau đó, Diệp Thần lần nữa và Nhan Tuyền Nhi mỗi người đắm chìm với mình tu hành bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Hắn mơ hồ cảm giác hủy diệt đạo ấn và Nhan Tuyền Nhi đều có đột phá cảm giác. Thậm chí mình tốc độ đột phá ở luân hồi huyết mạch dưới áp chế, cũng tăng nhanh không thiếu.
Nếu như cái loại này tài nguyên cung cấp có thể kéo dài mấy tháng, nếu như vận khí đủ tốt, một bước bước vào thái chân cảnh cũng có thể. Quả nhiên có đầy đủ tài nguyên cung ứng chính là được a. Diệp Thần cảm khái nói, địa tâm vực tài nguyên dự trữ so thiên nhân vực hơn quá nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thậm chí có chút hối hận, ban đầu thì không nên và trưởng môn định 10 ngày nhất không tốt, tranh thủ 1-20 ngày vậy là tốt à. Bất quá lòng hắn bên trong vẫn là có chút lo lắng thiên yêu sự việc cùng với Lý Phi Tuyết, cho nên cố ý rút ngắn thời gian. Mắt thấy ngày tốt thì phải kết thúc, hắn được bắt chặt thời gian, cái hố tới đây càng nhiều hơn vật liệu mới được. Huyết Khô Linh Tôn cơ hồ cách mỗi một hồi sẽ tới hỏi tới một lần độ tiến triển, tính một chút thời gian cũng nên tới, Diệp Thần lại lần nữa điều chỉnh mình danh sách, lần này lại hơi thêm chút vật đi vào, đồng thời thay thế một ít hiện tại đã không quá xem được mắt vật liệu đi ra. Cũng không lâu lắm, Huyết Khô Linh Tôn quả nhiên đúng hạn tới. Thằng nhóc, trận pháp cải tiến thành công chưa? Huyết Khô Linh Tôn gặp mặt sau đó vỗ đầu liền hỏi. Là vãn bối bất lực, nguyên bản. Im miệng. Huyết Khô Linh Tôn nghe được mấy cái mở đầu chữ, liền lập tức cắt đứt Diệp Thần mà nói, để cho hắn thiết kế tỉ mỉ liền rất lâu câu chuyện, cũng không có cơ hội nói ra. Diệp Thần nghe được đối phương giọng không tốt, vì vậy liền ngậm miệng không nói. Thậm chí tùy thời chuẩn bị sử dụng trần bia, âm thầm để phòng hắn đột nhiên hướng tự mình ra tay. Huyết Khô Linh Tôn thở dài nói, người đã ước chừng muốn 5 lần vật liệu, 1-2 lần coi là ngươi sai lầm, đây đã là lần thứ 4, thằng nhóc ngươi có phải hay không đang đùa ta? Tiền bối minh giám, tuyệt đối không có chuyện này. Diệp Thần vội vàng bẻ ngón tay cho hắn nhỏ coi là, trước 2 lần còn chỉ là thí nghiệm, lần trước nhưng là sai lầm, nhưng là tình huống lần này lại có nơi không cùng, lúc ấy. Ta không muốn nghe ngươi những cái kia lý do. Huyết Khô Linh Tôn lần nữa cắt đứt hắn nói về nói, ta cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng. Vãn bối rõ ràng, lần này nhất định sẽ không lại xảy ra vấn đề. Diệp Thần vội vàng vỗ ngực bảo đảm, đồng thời len lén lại đang vốn là danh sách tăng thêm nhiều loại chân quý vật liệu, dù sao lấy sau lại cũng không có chuyện tốt như vậy. Rất nhanh, Huyền Huyết Tông một tên đường chủ mang mấy tên đệ tử, tự mình đem vật liệu đưa vào trong trận. Lâu như vậy tới nay, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Huyết Tông đệ tử chân thân tiến vào trong trận, hơn nữa đối phương đưa tới vật liệu sau đó, tựa hồ căn bản không có rời đi dự định. Thấy đối phương không chịu rời đi, nóng lòng lo nghĩ phải nhanh lên một chút cường hóa nhan tuyền nhi và hủy diệt đạo ấn, Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi nói, các vị tiền bối, còn có chuyện gì khác sao? Tên kia đường chủ trả lời, phụng tả hộ pháp lệnh, giám sát thằng nhóc ngươi cải tiến trận pháp. Nghe được câu này, Diệp Thần trong lòng nhất thời chợt lạnh, xem ra đối phương đã dậy rồi ngờ vực. Bất quá hắn ngay sau đó tỉnh táo lại, mặc dù ở đối phương giám sát dưới, không có cách nào lại an tâm tu hành, nhưng là vật liệu đã tới tay, có chính là biện pháp thần không biết quỷ không hay nuốt trọn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Thần hoàn toàn thu hồi tu hành chi tâm, ở Huyền Huyết Tông đệ tử giám sát dưới, tận tâm tận lực tra xem trận pháp các nơi, muốn lần nữa tìm ra cải tiến phương pháp. Dẫu sao nếu là có thể thành công cải tiến trận pháp, mình liền có thể danh chánh ngôn thuận rời đi. Nhưng mà nói dễ làm khó, không có đầu mối chút nào hắn, chỉ có thể vừa muốn chiêu, vừa dùng mình trận pháp phương diện kiến thức và tu vi, lừa bịp trước mấy cái này không hiểu trận pháp Huyền Huyết Tông đệ tử. Nghịch ngũ hành chính là hỏa sinh mộc, cho nên chỉ cần đem trụ ánh cỏ vải vào trong trận, làm trụ ánh cỏ có thể mượn lửa cháy bừng bừng thế tự đi sinh trưởng lúc đó, liền có thể bổ túc ngũ hành chưa đủ thiếu sót. Hơn nữa lửa cháy bừng bừng càng mạnh mẽ, trụ ánh cỏ liền càng thịnh vượng, đây cũng là cần số lớn hệ lửa tài liệu duyên cớ. Diệp Thần nửa thật nửa giả giải thích cho đối phương trước mình lý luận. Ta đây phải thật tốt kiến thức một phen, cái này trụ ánh cỏ như thế nào ở liệt hỏa bồi bổ hạ sống sót. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này nhất thời cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, Huyết Khô Linh Tôn đã đứng ở trước mặt mình. Lòng hắn bên trong nhất thời oán giận nói, hắn làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tới. Tiền bối vẫn khỏe. Diệp Thần mặc dù trong lòng hoảng loạn không thôi, nhưng vẫn là đổi lại nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng Huyết Khô Linh Tôn thi lễ. Hắn nơi nào sẽ biết, cái này gặp quỷ trụ oánh cỏ, làm sao dựa vào liệt hỏa bồi bổ sống sót. Nếu không phải là có Huyền Huyết Tông, mình đời này vậy không gặp qua như thế nhiều vạn năm trụ oánh CMN. Diệp Thần âm thầm hút một cái hơi lạnh, cố gắng chấn định nói, cái này trụ ánh cỏ muốn trồng sống, vô cùng là phiền toái,
nhất là ở biển máu này trong đó, vẫn là không nên trì hoãn tiền bối thời giờ quý báu. Huyết Khô Linh Tôn khoát tay một cái nói, ta chờ nổi, người cứ việc làm là được. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cầm ra một cây ngàn năm trụ oánh cỏ, làm bộ ở đáy biển bài ra. Trong lòng đồng thời âm thầm mặc niệm, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, đất sinh mộc, đất sinh mộc, đất sinh mộc. Trụ oánh cỏ ngươi có thể muốn cho chút mặt mũi, thật tốt còn sống nha. Diệp Thần thậm chí vận dụng một chút linh bia lực. Luân hồi huyền bi ở giữa linh bia vốn là đại biểu hồi phục, cũng không biết có thể hay không đối với ngàn năm trụ oánh cỏ hữu hiệu. Huyết Khô Linh Tôn gặp Diệp Thần tay cầm ngay ngắn một cái cây chân quý ngàn năm trụ oánh cỏ, liền trực tiếp đi đáy biển trầm xa bên trong cắm tới, nghi ngờ lại đau lòng hỏi, cái này trụ oánh cỏ không xa rời nhau trồng trọt, cứ như vậy đúng cây loại. Diệp Thần đối với trụ oánh cỏ tập quán vẫn hiểu, nhắm mắt giải thích cho Huyết Khô Linh Tôn, đúng cây tỷ lệ thành công cao hơn, nếu không ta cũng không sẽ xách lên muốn ngàn năm trụ oánh cỏ. Huyết Khô Linh Tôn bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Kết quả ngàn năm trụ oánh cỏ nhập đất bất quá 15 phút sau đó, Diệp Thần thậm chí liền cái khác bề ngoài công phu còn chưa kịp làm, vậy cây ngàn năm trụ oánh cỏ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô héo đi. Linh bia đối với lần này vật căn bản không có dùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết Khô Linh Tôn sắc mặt ngay tức thì chuyển âm. Diệp Thần lúng túng giải thích, tiền bối người vậy nhìn thấy, chỉ là bước đầu tiên liền gian nan như vậy, đây cũng là cần số lớn tài liệu duyên cớ. Hừ, Huyết Khô Linh Tôn hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói gì nữa, nhưng rõ ràng là chờ sau khi nhìn tiếp theo tiến triển. Diệp Thần âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, mặc dù nói láo này rốt cuộc coi như là tròn đi lên, thậm chí còn cho trước mặt nói láo tìm được chứng cớ, nhưng là sự việc còn phải tiếp tục làm. Một khi liên tục thất bại mấy lần, hắn ra bò coi như hoàn toàn thổi phá. Hôm nay đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, trụ oánh cỏ chỉ có thể ngày mai lại trồng. Trước làm cái khác cải tiến tốt. Diệp Thần tự nhiên cho mình tìm một cái cớ, dẫu sao cái khác vật liệu dùng liền sau đó có hiệu quả hay không, hiện tại còn không nhìn ra, nhưng là trụ oánh cỏ loại không trồng sống, chỉ cần có ánh mắt cũng có thể thấy. Rốt cuộc là đáy biển trầm xa vấn đề, vẫn là biển máu ảnh hưởng, vẫn là bởi vì biển máu liệt hỏa nguyên do. Diệp Thần vừa hướng trước đã hiểu trận pháp chỗ sơ hở trước làm tiểu tu nhỏ bổ, vừa suy tính cái vấn đề này. Dù sao lấy trước cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chuyện này, bởi vì cái ý nghĩ này, chỉ là vì lừa bịp Huyền Huyết Tông đệ tử, mình mới vừa rồi thuận mồm hạt bài đi ra ngoài. Huyết Khô Linh Tôn lại theo sau lưng nhìn một hồi, gặp Diệp Thần Sứ đều là chút thường gặp trận pháp thủ đoạn, thì có chút không nhịn được hỏi, ngày mai lúc nào là cao nhất trồng trọt thời gian? Ngày mai, Diệp Thần con người đông lại một cái, liền nhắm mắt nói, lại qua mấy giờ, khi đó dương khí thịnh nhất. Trụ oánh cỏ vui lửa, tự nhiên vậy dễ dàng nhất thành sống. Ừ. Huyết Khô Linh Tôn gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi, Diệp Thần lúc này mới tùng một hớp lớn khí. Sau mấy giờ, hắn cảm giác một ngày bằng một năm, vừa nghĩ tới Huyết Khô Linh Tôn lại sẽ lại tới, đến lúc đó vạn nhất lại làm hỏng, vậy coi như hoàn toàn không nói được. Dưới mắt hắn rất nhiều lá bài tẩy đều không thể vận dụng, thực lực giảm bớt nhiều, nếu như ngạnh chiến, tất nhiên phiền toái. Qua mấy giờ, Huyết Khô Linh Tôn liền trước thời hạn đi tới trong trận. Mặc dù không có cơ hội thí nghiệm, nhưng là Diệp Thần ở trong lòng vậy dự đoán liền mấy cái phương án. Dựa vào mình ở y đạo và trên trận đạo tu vi kiến thức, hắn dự định từ mấy cái phương diện đồng thời vào tay, để giải quyết trụ oánh cỏ thành sống vấn đề. Trụ oánh cỏ nhanh chóng khô héo, có thể sẽ có ba cái nguyên nhân. Nếu như đáy biển trầm xa có vấn đề, vậy thì tăng cường đáy biển trầm xa thổ nguyên tố, biển máu ảnh hưởng, hắn dự định vận dụng một cái cỡ nhỏ trận pháp, sẽ cung cấp hơn nữa tinh khiết nguyên tố nước, tận lực ngăn cách biển máu bản thân ảnh hưởng, còn như nguyên tố lửa tăng cường, trên tay có rất nhiều có sẵn vật liệu có thể lợi dụng, đổ không là vấn đề. Cứ như vậy, hết sức trả lại như cũ trụ oánh cỏ vốn là hoàn cảnh sinh tồn, trước hết để cho nó còn sống sót, còn như có hay không tác dụng, phía sau lại nghĩ biện pháp không muộn. Đến gần thời gian lúc đó, Diệp Thần liền bắt đầu tìm vị trí thích hợp, dùng đạo linh lửa lọc sạch cái này phiến đáy biển trầm xa. Nhìn Diệp Thần thủ đoạn, Huyết Khô Linh Tôn đưa ra nghi vấn, ngươi nắm trong tay ngọn lửa ngược lại có chút đặc thù, ngày hôm qua ngươi tựa hồ cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp gieo trụ oánh cỏ. Ừ, chuyện này và chất đất có liên quan, không cần làm lúc liền không cần làm.
Diệp Thần giải thích, đi qua đạo linh lửa cháy lọc sạch sau đó, nguyên bản bị biển máu ngâm nhuộm thành màu xám cho sẫm trầm xa, hiển lộ ra vốn là màu vàng đất. Diệp Thần lại tiếp theo bắt đầu bố trí một cái mô hình nhỏ nước lã trận pháp, trong trận pháp sinh ra sạch sẽ nước trong đồng thời, cùng nhau đem biển máu ngăn cách ra. Nếu như Hoàng Tuyền Đồ có thể vận dụng, sợ rằng sẽ dễ dàng hơn. Ngày hôm qua người tựa hồ cũng không có làm như vậy. Huyết Khô Linh Tôn lần nữa đưa ra nghi vấn. Diệp Thần còn chưa kịp mở miệng, đứng ở một bên đường chủ liền tiếp lời nói, hộ pháp, có lẽ là bởi vì và biển máu có liên quan. Muốn ngươi lắm mồm. Huyết Khô Linh Tôn trợn mắt nhìn đường chủ một mắt, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần âm thầm vui mừng, may mà có cái này người đường chủ lắm mồm, nếu không mình thật vẫn rất khó giải thích, dẫu sao ngày hôm qua hắn chỉ là thô bạo đem trụ ánh cỏ trực tiếp cắm vào trầm xa bên trong, ngày hôm nay nhưng phải dùng ra như thế nhiều thủ đoạn, làm sao xem đều không đúng sức lực. Trận pháp bố trí xong sau đó, rất nhanh một nhỏ phiến nước trong từ trong trận sinh ra, phân biệt rõ nơi đem biển máu chắn. Diệp Thần tay cầm một cây trụ ánh cỏ, nhẹ nhàng chôn nhập trong đất, một bên âm thầm cầu nguyện, một bên tùy thời làm xong cường hóa nguyên tố lửa chuẩn bị. Thời gian từng giờ trôi qua, trụ ánh cỏ cũng không có khô héo dấu hiệu. 15 phút sau đó, trụ ánh cỏ ngược lại lộ vẻ được càng tươi đẹp một ít. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nguyên tố lửa thì không cần lại tăng cường. Hắn bắt đầu dựa theo gốc cây này kinh nghiệm, lần nữa tìm khối đất phương, theo dạng hỏa hồ lô trồng thứ hai cây trụ ánh cỏ. Huyết Khô Linh Tôn nhìn có chút nhàm chán, liền mở miệng nói, thằng nhóc ngươi có thể chớ có biếng nhác, chậm chút ta lại tới cha xem. Nói xong câu này nói, nhấc chân liền phải rời khỏi. Vừa lúc đó, một tên Huyền Huyết Tông đệ tử la lớn, tả hộ pháp, trụ ánh cỏ chết. Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, để cho Diệp Thần thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn cẩn thận vừa thấy, trụ ánh cỏ mặc dù không có khô héo, nhưng là đã từ phần gốc bắt đầu mục nát. Tại sao sẽ biến thành như vậy? Diệp Thần cẩn thận xích lại gần trụ ánh cỏ quan sát một phen, rốt cuộc chú ý tới một chút như có như không tử khí tồn tại. Lại liên tưởng đến mình hủy diệt đạo ấn, rốt cuộc rõ ràng được. Mặc dù đi qua đạo linh lửa đối với đáy biển trầm xa lọc sạch, để cho trụ ánh cỏ có thể thành sống, nhưng là đi qua mình đối với tử khí hấp thu kết hợp, lọc sạch quá trình giống vậy cho trầm xa mang đi tử khí, đây mới là trụ ánh cỏ từ phần gốc thối giữa nguyên nhân. Nhưng mà cho dù muốn rõ ràng nguyên nhân, Diệp Thần nhưng căn bản không có đường giải quyết. Muốn lọc sạch đáy biển trầm xa, liền được dùng đạo linh lửa tới lọc sạch, nhưng là chỉ cần dùng đạo linh lửa, tử khí mang tới ảnh hưởng liền sẽ để cho trụ ánh cỏ mục nát. Trừ phi có mới lọc sạch thủ đoạn. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Nhưng mà Huyết Khô Linh Tôn đã đứng ở bên cạnh mình, hắn tổng không có thể mở miệng nói, phiền toái lão huynh ngươi tới giúp ta lọc sạch một tí đáy biển trầm xa được không? Cái này há chẳng phải là tự tìm đường chết. Đây là, đứng ở một bên Huyết Khô Linh Tôn, đã mặt lạnh hỏi, thằng nhóc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ách, cái đó, tiền bối có chỗ không biết, tạm thời ra một chút xíu ngoài ý muốn. Diệp Thần cứng rắn chống trả lời. Tạm thời, hơi bất ngờ. Huyết Khô Linh Tôn hừ lạnh một tiếng, lần này vậy là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ còn là giờ sai không được? Tiền bối người vậy rõ ràng, cải tiến trận pháp nếu như vậy dễ dàng, trận pháp này quý phái vậy chưa đến nỗi ngàn năm không nhúc nhích. Nói như vậy, ngược lại là chúng ta Huyền Huyết Tông sai rồi. Vãn bối không phải cái ý này. Vậy ngươi là ý gì? Huyết Khô Linh Tôn giận dữ nói, đến nay đã qua nhiều ngày như vậy, mấy lần dựa theo ngươi yêu cầu cung cấp vật liệu, hiện tại còn có nhiều như vậy vấn đề, ta xem ngươi chính là ở cố ý lừa gạt. Lời còn chưa dứt, Huyết Khô Linh Tôn đã nắm chặt quỷ đầu trượng, đạo đạo quy luật vần quanh, chợt quơ múa tới đây. Huyết Khô Linh Tôn dưới sự tức giận một kích này, không có cất giữ một chút thực lực, hoàn toàn cho thấy thái chân cảnh đỉnh cấp thực lực, quỷ đầu trượng mang tí ti quỷ khí, khuấy động sôi trào biển máu lửa cháy mạnh, hung mãnh hướng Diệp Thần tấn công tới. Bỗng nhiên bị tấn công Diệp Thần ở hốt hoảng bên trong, vội vàng sử dụng sát kiếm ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn được quỷ đầu trượng uy lực, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hơi chậm lại, người đã ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài. Dù vậy, quỷ đầu trượng phát ra quỷ khí đã không chịu tản ra, xít sao vây lại Diệp Thần, muốn chờ cơ hội xâm nhập hắn thân thể bên trong. Diệp Thần cắn răng nhịn được đột nhiên nhất kích mang tới tổn thương nặng,
vội vàng ngón tay bắt pháp quyết, hủy diệt đạo ấn ngay sau đó phá thể ra. Đạo ấn ánh sáng đến mức, quỷ khí ngay tức thì tiêu tán, thậm chí liền muốn bỏ trốn quỷ khí vậy không kịp chạy trốn, bị hủy diệt đạo ấn ở giữa hủy diệt ý ngay tức thì bám vào bắt được, đem hủy diệt sạch sẽ. Diệp Thần ổn định thân hình, tức giận lớn tiếng chất vấn Huyết Khô Linh Tôn, tiền bối, ngươi vì sao bỗng nhiên ra tay tổn thương người? Ngươi còn có mặt mũi hỏi nguyên nhân? Huyết Khô Linh Tôn nổi giận nói, thằng nhóc ngươi như thế sáng ngời gạt người, thật cầm chúng ta Địa Tâm vực Huyền Huyết Tông làm kẻ ngu không được. Tiền bối lời này coi như nói thua thiệt tâm. Diệp Thần trả đũa nói, uổng ta phí tâm phí sức điều nghiên nhiều ngày như vậy trận pháp, tiền bối nhưng như vậy nghi ngờ, thật để cho vãn bối đau lòng. Cái gì đau lòng không hàn tâm, ngày hôm nay dứt khoát để cho ngươi hết hy vọng. Huyết Khô Linh Tôn lạnh tâm một tiếng nói, chỉ cần giết ngươi, trận pháp này chỗ sơ hở cũng chỉ không người biết. Mặc dù ngoài miệng ở cường ngạnh uy hiếp muốn tại chỗ chém chết Diệp Thần, nhưng thực Huyết Khô Linh Tôn nhưng trong lòng thầm nghĩ, khá lắm tiểu tử, chẳng những đón đỡ hạ ta một kích này, lại liền ta quỷ khí cũng không buông tha. Thằng nhóc này thật sự là thủy nguyên cảnh tầng 8 thiên. Nói là thái chân cảnh cũng không quá đáng. Nếu không phải là như thế, hắn lại làm sao sẽ cùng Diệp Thần tiếp tục nói nhảm. Bất quá tư thái vẫn là phải thả đủ cương quyết, nếu như ngày hôm nay không thể cầm thằng nhóc này đánh phục, để cho hắn cảm nhận được sanh mạng mình yếu ớt, hắn làm sao chịu tận tâm cải tiến trận pháp. Ôm trước cái ý nghĩ này, Huyết Khô Linh Tôn lần nữa vũ động quỷ đầu trược, hướng Diệp Thần vọt tới. Lúc này Diệp Thần đã tỉnh táo lại, nhất là mới vừa rồi hủy diệt đạo ấn hiện ra hiệu quả, càng làm cho hắn nắm vững thắng lợi. Ở hủy diệt đạo ấn ra chỉ dưới, sát kiếm mơ hồ hiện ra tí ti hấp thụ tử khí hủy diệt ý, bảo vệ ở Diệp Thần phía trước. Nếu tiền bối muốn lấy tính mạng của ta, vậy vãn bối chỉ có thể liều mình phụng bồi. Huyết Khô Linh Tôn cũng không đáp lời, chỉ lo điên cuồng vũ động quỷ đầu trược, 18 máu oán hư ảnh ngưng kết thành một cái hơn nữa thân ảnh khổng lồ, thế tới hung hung. Nhìn to lớn màu máu hư ảnh nhào tới, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, xích trần thần mạch, long viêm thần mạch đồng loạt bùng nổ, hủy diệt đạo ấn cũng ở đây sát trên thân kiếm ngay tức thì mãnh tăng, sát kiếm vỗ đầu hướng hư ảnh chém xuống. Sát kiếm chỗ đi qua, hư ảnh ngay tức thì bị chém thành hai nửa đồng thời, hủy diệt ý nhanh chóng hủy diệt muốn dung hợp lần nữa hư ảnh. Trong hư ảnh phát ra vô số âm trầm kêu thảm thiết, sau đó sụp đổ, 18 máu oán mỗi người chạy mất dạng. Bất quá điều này cũng vô ích chỗ, hủy diệt ý đã sớm dính bọn họ, không ngừng đem hư ảnh chiếm đoạt hầu như không còn. Cũng không lâu lắm, theo cuối cùng một tiếng thê lương tiếng kêu biến mất, 18 máu oán tất cả thuộc về hư không. Ngươi lại dám phá hủy ta 18 máu oán. Huyết Khô Linh Tôn gặp mình trăm năm tâm huyết bị Diệp Thần nơi hủy, nhất thời tức giận lên đầu, quơ lên quỷ đầu trượng liền hướng Diệp Thần đập tới. Diệp Thần lần nữa nắm chặt sát trên thân kiếm trước ngăn cản. Chỉ bất quá lần này không giống lần trước hốt hoảng bên trong, sát trong kiếm đã sớm đổ đầy hủy diệt đạo ấn uy lực. Bành! Một kiếm một trượng cứng trọi cứng nhất kích, để cho hai người đồng thời không nhịn được lui về phía sau. Bất đồng chính là, lần này Diệp Thần chút nào không có sao, lui về phía sau mấy bước thì đã đứng vững, nhưng là Huyết Khô Linh Tôn cảm thụ nhưng hoàn toàn không cùng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nhất kích, nhưng là sát trên thân kiếm hủy diệt ý, nhưng ở ngay lập tức tới giữa bị Huyết Khô Linh Tôn quỷ khí hấp dẫn, nhất thời theo quỷ đầu trưởng, đi trên người hắn tấn công tới. Huyết Khô Linh Tôn nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng vận chuyển mình tu hành quỷ máu đại pháp chống đỡ. Đáng tiếc lúc này hủy diệt đạo ấn đặc biệt khắc chế quỷ khí, đối với hết thảy hơi thở tử vong đều tràn đầy cắn nuốt dục vọng, cái này làm cho hắn ngược lại lộng khéo thành vụng. Huyết Khô Linh Tôn càng chống cự, lại càng phát hiện xâm nhập thân thể lực lượng càng mạnh, mà mình quỷ máu đại pháp tác giống như đánh vào trong hư không như nhau, căn bản có đi mà không có về. Đây là nguyên bản đứng ở đàng xa Huyền Huyết Tông đệ tử và đường chủ kiến đến tả hộ pháp đối chiến thất lợi, đã vây lại. Huyết Khô Linh Tôn vội vàng tới giữa cũng không có gì tốt chống đỡ biện pháp, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể bí quá hóa liều, chợt ra tay, nắm lấy cách mình gần nhất một tên Huyền Huyết Tông đệ tử. Tên đệ tử kia bỗng nhiên bị tả hộ pháp gắt gao bắt, kinh hoàng thất thố hô to, hộ pháp ngươi muốn làm gì? Cho ngươi mượn thân thể dùng một chút. Nói xong câu này nói, Huyết Khô Linh Tôn bắt chặt tên đệ tử kia tay chợt căng thẳng, mấy đạo quỷ khí ở ngay lập tức tới giữa, đem thân thể của đối phương gắt gao bọc ở bên trong. Liền ở đối phương bị tử khí quấn quanh đồng thời,
Huyết Khô Linh Tôn cắn bể một cái tay khác ngón trỏ, ở trán mình loại cái kế tiếp phiền phức phù ấn. Một bên Đường chủ nhìn ra manh mối, kinh hãi nói, hộ pháp đây là muốn mượn thi chuyển kiếp. Diệp thần do dự muốn không muốn thừa dịp cái này cơ hội, một lần hành động đem Huyết Khô Linh Tôn giải quyết, miễn được hậu hoạn. Nhưng là nghĩ đến cho dù giết chết đối phương, Huyền Huyết Tông còn có nhiều hơn cao thủ, không bằng thừa dịp cái này cơ hội, mau sớm nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời ném xuống Huyền Huyết Tông đám người, lòng bàn chân Mạt Du nhanh chóng chạy ra. Mấy ngày nay, Diệp thần sớm đã đem huyết sát diệt thần trận nghiên cứu cái rõ ràng, trận pháp muốn vây khốn hắn căn bản là chuyện không thể nào, huống chi lúc này bên ngoài bảo vệ trận người, còn không biết trong trận phát sinh biến cố. Hắn nhanh chóng xông lên mặt biển, thẳng xông trận mắt đi, thậm chí liền đại trận cũng không có nhiễu động, cũng đã tùy tiện cởi trận ra. Huyền Huyết Tông tên kia Đường chủ kiến trạng, một bên phân ra người truy kích Diệp thần, một bên phái người thông báo ngoài trận, mình thì vội vàng tra xem tả hộ pháp tình huống. Lúc này Huyết Khô Linh Tôn thân thể đã rách dưới không chịu nổi, ngược lại trước bị quỷ khí bao gồm đệ tử, lần nữa mở mắt. Thật may Diệp thần không có nhân cơ hội quấy nhiễu, lúc này mới để cho Huyết Khô Linh Tôn thành công mượn thi chuyển kiếp, ở nơi này tên xui xẻo đệ tử trên mình sống lại. Mặc dù vì vậy bỏ hơn nửa tu vi, bất quá cũng may giữ được nguyên thần của mình không chịu xâm hại. Huyền Huyết Tông Đường chủ đối với vốn là đệ tử cung kính hỏi, hộ pháp ngươi không có sao chứ? Huyết Khô Linh Tôn tức giận hô lớn, nhất định phải cầm hắn bắt lại cho ta. Hộ pháp ngươi lúc này tổn thương nguyên khí nặng nề, ngàn vạn không nên động giận, thằng nhóc kia nhất định không chạy thoát. Diệp thần vừa rời đi đại trận, hai chân còn chưa kịp rơi xuống đất, mình đã bị bốn tên bảo vệ trận Đường chủ bao vây. Hai bên không cần nhiều lời, ngay tức thì đánh nhau. Cái này bốn manh mối chủ mỗi người tu hành huyết, cốt, nộ, oán bốn loại tà đạo, chịu oán giận nói bởi vì muốn tụ tập oán khí ra, cái khác ba loại đạo pháp cũng không có dính tử khí. Vì vậy Diệp thần hủy diệt đạo ấn bên trong, đối hắn ba manh mối chủ, cũng không sinh ra hơn đại tác dụng. Cho dù một tên Đường chủ đã bị hủy diệt ý ngay tức thì trong nháy mắt giết, vô lực nhìn mình thân thể bị chiếm đoạt ra, ngoài ra ba manh mối chủ lại là nổi giận đùng đùng hướng Diệp thần vây công tới đây. Ngút trời biển máu giống như một cái huyết long vậy hướng Diệp thần tấn công tới, hắn vội vàng gọi ra Nhan Tuyền Nhi, giúp mình dùng đạo linh lửa chống đỡ. Mặc dù đạo linh lửa vậy dính liền tử khí, nhưng chỉ đối với đồng loại thuộc tính lửa đạo pháp có hiệu quả, chớ nói chi là đối phương biển máu vốn là khắc chế thuộc tính lửa. Thật may đoạn thời gian này Nhan Tuyền Nhi trưởng thành không thiếu, mượn thực lực áp chế, đạo linh lửa lúc này mới miễn cưỡng đem đối phương huyết long hư ảnh lửa đốt nướng tán loạn. Ở Nhan Tuyền Nhi chống đỡ Huyết Long lúc đó, ngoài ra một tên Đường chủ thân thể đã có biến hóa, hắn toàn thân nhanh chóng sơ cứng, biến thành một cái dày đặc xương trắng, trong tay nắm một cây cự đại gậy cốt, hướng Diệp thần quơ múa tới đây. Diệp thần tay cầm sát kiếm, hai bên tiếp xúc ngay tức thì, liền cảm nhận được sức trùng kích to lớn, không khỏi phải gấp bận bịu rút lui, mới không có bị đánh bay. Còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, cuối cùng một tên Đường chủ đã giết tới. Diệp thần không thể làm gì khác hơn là toàn lực tăng lên hủy diệt đạo ấn uy lực, kiên quyết đương đầu đi lên. Mấy chiêu đi qua, Diệp thần miễn cưỡng và đối phương đánh ngang tay, lúc này sau lưng gậy cốt lần nữa đập xuống, hung hãn nện ở Diệp thần trên lưng. Mặc dù có hủy diệt đạo ấn và trần bia hộ thể, ở một kích này dưới, Diệp thần vậy chợt cảm thấy trong lòng một ngọt, một búng máu chợt phun ra. Nếu không phải Huyền Hàn Ngọc ở lúc mấu chốt bỗng nhiên bảo vệ, một kích này định để cho lòng hắn thần bị tổn thương. Diệp thần tức giận quay đầu, nhìn chằm chằm từ phía sau tập kích mình xương trắng Đường chủ, ánh mắt chợt biến đổi. Con người bên trong thậm chí có đạo đạo dấu vết. Hủy diệt đạo ấn uy lực ngay tức thì bạo tăng. Một kiếm vung ra, xương trắng Đường tay thuận ở giữa gậy cốt lên tiếng đáp lại vỡ vụn. Ở thực lực nghiền ép dưới, ba kiếm sau đó, xương trắng Đường chủ liền trên đất tán thành một chồng khung xương. Diệp thần dự định xoay người lại tái chiến, cuối cùng một tên Đường chủ tức giận đã tan biến không còn dấu tích, vội vàng xoay người đi bên trong sơn môn bỏ chạy. Giết mù quáng Diệp thần đang dự định đuổi theo, một cái thanh âm truyền tới. Thật làm ta Huyền Huyết Tông không người không được. Huyền Huyết Tông trưởng môn đến. Ở hắn sau lưng, càng đứng hữu hộ pháp và tứ đại trưởng lão, còn có còn lại bốn vị Đường chủ. Diệp thần lúc này đã tỉnh táo lại. Nhưng là hắn biết lúc này nói thêm nữa cũng là vô dụng,
liền vội bận bịu đi xuống núi bỏ chạy. Chỉ là muốn chạy trốn nói dễ vậy sao? Nhưng là vô luận như thế nào, đã đi đến bước này, cho dù chết, vậy cũng muốn đánh chết mới được. Diệp Thần mạnh chống đem hủy diệt đạo ấn tăng lên tới trình độ cao nhất, đi xuống núi phóng tới. Huyền Huyết Tông trưởng môn nhẹ nhàng liếc một mắt Diệp Thần bóng người, cười lạnh một tiếng nói, chính là thủy nguyên cảnh, vẫn là xứ lạ người, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo một cái màu máu bàn tay vô căn cứ bạo tăng, rồi sau đó chợt từ trên bầu trời bắt lại. Diệp Thần không nghĩ tới mình bại được nhanh như vậy, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, một chiêu liền bị bắt. Cuồng bạo uy áp cùng với lực lượng cuốn tới, cho dù Diệp Thần thân xác thành thánh, như cũng không cách nào ngăn cản. Hắn cảm giác tay mình cánh tay đều tựa như vỡ vụn. Cuối cùng, giống như nhân côn vậy bị đưa đến trước mặt trưởng môn. Huyền Huyết Tông trưởng môn nhìn chằm chằm Diệp Thần chất vấn nói, ước định kỳ chưa tới, ngươi vì sao sát thương chúng ta người đệ tử, muốn tự mình chạy trốn. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, lạnh giọng nói, không phải ta không thủ tín, mà là các ngươi hủy ước ở phía trước. À, Huyền Huyết Tông trưởng môn nhíu mày mau hỏi, lời này hiểu thế nào? Diệp Thần liền đem trong trận phát sinh chuyện, từ đối với bản thân có lợi góc độ nói một lần. Nhưng vào lúc này, mượn thi chuyển kiếp huyết khô linh tôn, đã ở đó manh mối chủ đi cùng dưới, vậy đi tới sơn môn. Nghe được Diệp Thần giải thích, huyết khô linh tôn nổi giận đùng đùng hô, thằng nhóc này trong miệng không có một câu nói thật, trưởng môn mau giết hắn. Trưởng môn không để ý tới huyết khô linh tôn, nghiêng đầu hỏi bên người đường chủ nói, lúc đó đi qua phải chăng như thằng nhóc này nói, là tả hộ pháp đi trước ra tay tổn thương người. Cái này, đường chủ trộm trộm nhìn một cái huyết khô linh tôn. Do dự nói, đúng là tả hộ pháp ra tay trước, bất quá đó cũng là bởi vì thằng nhóc này không có chồng sống trụ ánh cỏ. Cải tiến trận pháp vốn là khó khăn trùng trùng, thất bại một hai lần chẳng lẽ không phải là chuyện thường. Diệp Thần lớn tiếng biện giải. Trưởng môn cũng không biết trong đó tình hình rõ ràng, nhưng là nghe Diệp Thần theo như lời vậy có đạo lý, huống chi ngay cả người mình đều đã thừa nhận, là huyết khô linh tôn động thủ ở phía trước, mà không phải là Diệp Thần cố ý chạy trốn. Trưởng môn trầm ngâm chốc lát hỏi, nếu như lại cho ngươi một lần cơ hội, có thể hay không đúng kỳ hạn hoàn thành. Huyết khô linh tôn dành trước hô, trưởng môn mau giết hắn, không cần nghe hắn bất kỳ tranh cãi. Lúc này hữu hộ pháp nhìn huyết khô linh tôn một mắt, khẽ mỉm cười đứng dậy. Trước tả hộ pháp không phải hết sức đồng ý, để cho thằng nhóc này cải tiến trận pháp, vì sao bỗng nhiên sát tâm mạnh như vậy mãnh liệt, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình không được. Hữu hộ pháp nhìn huyết khô linh tôn, quái gở hỏi. Huyết khô linh tôn cắn răng nói, nơi nào có cái gì ẩn tình, hoàn toàn là bởi vì ta xem thấu tiểu tử này nói láo. Trưởng môn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hồi tưởng trước tả hộ pháp nhiều lần mượn cơ hội cải tiến trận pháp, tìm muốn thật nhiều vật liệu, nhất thời vậy sắc mặt không vui nhìn chăm chú vào huyết khô linh tôn. Hữu hộ pháp nhận ra được trưởng môn vẻ mặt biến hóa, mặc dù không rõ trắng trong đó quan khiếu. Nhưng còn tiếp tục quái gở nói, vậy cũng khó nói. Huyết khô linh tôn nhất thời có chút công khai. Nhưng là chuyện này bên trong mình hoàn toàn không có bất kỳ tư lợi, tất cả vật liệu đều đã toàn bộ chuyển giao cho cái thằng nhóc đó, nhưng là hiện tại nhưng không cách nào mở miệng cãi lại. Nếu như đem việc này nói rõ, để cho thằng nhóc kia kịp phản ứng, lại trả đũa, mình tuyệt đối không nói rõ ràng. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ đi xuống, ăn người câm thua thiệt. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Huyết khô linh tôn thần tình xa sút nói, nếu trưởng môn có những ý nghĩ khác, vậy chuyện này ta liền không nhiều lời nữa, hết thảy mặc cho trưởng môn xử trí. Hữu hộ pháp gặp huyết khô linh tôn ăn tất, đắc ý hử lạnh một tiếng. Bất quá huyết khô linh tôn vẫn là có chút không cam lòng nhắc nhở, bất quá thằng nhóc này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn nhiều vô số kể, trưởng môn có thể muốn đề phòng nhiều hơn mới là. Ta trong lòng tự nhiên hiểu rõ, không cần ngươi tới lắm mồm. Trưởng môn nghiêng đầu lại hỏi Diệp Thần một lần mới vừa rồi vấn đề, sau đó chờ hắn trả lời. Diệp Thần không nghĩ tới dưới tình huống này vẫn còn sống cơ hội, vội vàng gật đầu cam kết, tại hạ tuyệt đối bảo đảm ở ước định thời gian trước, đem trận pháp sửa đổi hoàn thành. Được, đã như vậy, đem hắn giải về đại trận, nghiêm ngặt trông coi. Trưởng môn nói xong câu này nói sau đó, liền xoay người rời đi. Diệp Thần lần nữa bị giải về liền huyết sát diệt thần trong trận. Chỉ là hắn lúc này, chẳng những vết thương chồng chất,
hơn nữa gông xiềng thêm thân, lúc nào cũng bị hai người trở lên đường chủ, mang mấy tên đệ tử thật chặt trông coi. Diệp Thần ngồi xếp bằng, linh bia vận dụng, đạo đạo hồi phục khí cuộn sạch toàn thân, hắn vậy siêu cường sinh mệnh lực và năng lực khôi phục cũng nhận được tăng cường. Rất nhiều lá bài tẩy không thể vận dụng, chân thực không thể ở chỗ này lâu ngây ngô. Thiên yêu, ngươi như nghe gặp, liền đừng giả chết. Thật là bị ngươi không giải thích được cái hố tới nơi này. Nhưng mà thiên yêu vẫn không có trả lời mình. Cùng lúc đó, kiếm đời trần. Huyết ngưng thiên đột nhiên mở mắt ra, có chút kinh ngạc, Diệp Thần. Lại có thể lại trở về. Làm sao có thể? Huyết ngưng thiên ngón tay bắt pháp quyết, muốn bắt nhân quả, nhưng Diệp Thần khoảng cách chân thực cách mình quá xa, nàng chỉ có thể bắt được một chút nhân quả. Diệp Thần ở địa tâm vực, hơn nữa tựa hồ bị khốn tại nơi nào đó. Trên mặt nàng có chút vẻ lo lắng, đứng lên, muốn đi tìm Diệp Thần, nhưng rất nhanh, đỉnh đầu ba thanh kiếm nhưng là kịch liệt lay động. Đạo đạo kiếm ý bộc phát ra. Huyết ngưng thiên mắt đẹp viết đầy ngưng trọng, cuối cùng vẫn là không có lên đường. Có lẽ không gặp, mới là lựa chọn tốt nhất. Hình ảnh quay về, rất nhanh Diệp Thần liền khôi phục lại, hắn con ngươi đông lại một cái, thành tâm bắt đầu nghiên cứu như thế nào giải quyết trước khi vấn đề khó khăn. Bất quá chuyện lần trước kiện căn nguyên, mặc dù là bởi vì mình thuận miệng hạt bài cái gì nghịch ngũ hành tới, nhưng là trụ ánh cỏ thành sống, như cũ đối với hắn có một ít dẫn dắt. Nếu không phải đạo linh lửa dính liền tử khí, cũng không có lần này không ngông tai ương. Bất quá hiện tại huyết khô linh tôn còn ở an tâm điều dưỡng, những người khác cũng không biết trước khi con đường, ngược lại để cho hắn không có gì nỗi lo về sau, có thể yên tâm thi triển. Cứ như vậy, tử khí chuyện ngược lại là giải quyết rất dễ. Vị này đường chủ, có thể hay không tìm quý phái một vị lửa tu tới, phụ trợ ta một phen. Diệp Thần đối với trông chừng mình đường chủ nói. Người mình không phải là chính là lửa tu sao? Tên kia đường chủ nhìn Diệp Thần một mắt nói, vì sao còn phải đi tìm người khác? Diệp Thần đại khái giải thích một tí nguyên do, tên kia đường chủ khẽ cười một tiếng nói, chính ta chính là lửa tu, không cần làm phiền người khác. Diệp Thần vui mừng quá đổi nói, vậy thì tốt quá, phiền toái tiền bối. Vừa nói Diệp Thần dùng trước đạo linh lửa làm mẫu liền một phen, như thế nào lọc sạch đáy biển trầm xa. Sau đó để cho tên kia đường chủ y theo mình biện pháp mà làm. Lọc sạch hoàn một nơi đáy biển trầm xa sau đó, Diệp Thần y theo lần trước phương pháp trồng trụ ánh cỏ, chỉ bất quá lần này hắn bỏ không được mình hàng tích chữ, chỉ từ một cây trụ ánh trên cỏ phân xuống một cành nhỏ tới thử nghiệm. Một nén hương thời gian trôi qua, trụ ánh cỏ không có phát sinh cái gì dị thường. Hai tiếng trôi qua, trụ ánh cỏ như cũ sống sót. Diệp Thần lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu trụ ánh cỏ thành công sống sót, tiếp theo có thể lại không thể tùy tiện trồng. Diệp Thần vừa cẩn thận thiết kế một cái mộc hệ trận pháp, tới tăng cường mộc nguyên tố uy lực, mỗi cây trụ ánh cỏ cũng dựa theo trận pháp vị trí trồng trọt đi xuống. Khi cuối cùng một cây trụ ánh cỏ thành sống sau đó, biển máu tựa hồ ở ngay tức thì có thay đổi. Nguyên bản máu đỏ trong nước biển, nổi lên sâu kín lam quang. Mặc dù vậy hai người đường chủ đối với trận pháp một đạo không có gì thiên phú. Nhưng là vậy cảm nhận được liền sự biến hóa này, ít nhất có thể biết thằng nhóc này đúng là làm việc, mà không phải là lừa bịp bọn họ. Diệp Thần mượn xem xét trận pháp hiệu quả danh nghĩa, ngồi xếp bằng. Nếu trụ ánh cỏ đã thành công sống sót, mình trận pháp vậy dựa theo dự đoán sinh ra hiệu quả, vấn đề khó khăn lớn nhất trên thực tế đã giải quyết hết. Bổ túc thiếu sót một loại nguyên tố sau đó, trong trận ngũ hành đầy đủ, phía sau như thế nào điều chỉnh liền toàn xem tâm ý của mình. Nhưng là nguyên nhân chính là làm cái này, hắn mới mượn cớ dừng lại độ tiến triển, bởi vì hắn phải cân nhắc mình đường lui mới được. Lại không nói trước mình trọng thương huyết khô linh tôn, giết chết Huyền Huyết Tông ba manh mối chủ, cho dù không có phát sinh chuyện này, vậy phải phòng bị Huyền Huyết Tông tới trở mặt không nhận người. Cho nên đối với trận pháp đến tiếp sau này cải tiến bên trong, lại không thể không giữ lại chút nào, được cho mình lưu một cái đường lui. Hơn nữa đi qua và Huyền Huyết Tông trưởng môn một lần kia giao thủ, đã để cho hắn thật sâu ý thức được, mình thực lực còn kém xa. Nếu là muốn cưỡng ép chạy trốn, đừng nói là Huyền Huyết Tông rất nhiều cao thủ, một đan trưởng môn một người, hắn cũng không có thắng cơ hội. Cho nên mình phải nghĩ biện pháp mượn ngoại lực, mà đang cải tiến trận pháp, chính là hắn thứ nhất cân nhắc. Ôm trước như vậy ý nghĩ, hắn liền đối với trận pháp đến tiếp sau này cải tiến,
lần nữa làm ra hoạch định mới, vốn là hộ sơn đại trận, phải thành vì mình tiến có thể công lui có thể thủ cậy vào mới được. Dù sao Huyền Huyết Tông cũng không có trận pháp cao thủ, liền mặc cho mình phát huy, rất nhanh Diệp Thần lần nữa quyết định mới phương án. Mặc dù trong quá trình này vậy phát sinh qua một ít nho nhỏ bất ngờ, nhưng là trận pháp cải tiến tổng thể trên coi như thuận lợi, chẳng những thành công đem mộc nguyên tố dung hợp vào chính giữa trận pháp, hơn nữa đối với trận pháp bên trong nguyên bản liền tồn tại cái khác nguyên tố, cũng đều làm ra tương ứng cải tiến. Khoảng cách ước định kỳ hạn còn có mấy giờ thời điểm, trận pháp tất cả cải tiến rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Diệp Thần hài lòng nhìn mình tác phẩm, mỉm cười gật đầu nói, từ nay về sau, trận này kêu nữ huyết sát diệt thần trận liền không thích hợp. Một người đường chủ tò mò hỏi, vậy nên gọi tên gì? Biển máu tuyệt sát trận. Hộ sơn đại trận trung tâm. Nghe huyết sát diệt thần trận sửa đổi hoàn thành, Huyền Huyết Tông trưởng môn mang hàng loạt môn nhân tới, muốn thấy sửa đổi sau trận pháp uy lực. Huyền Huyết Tông trưởng môn nhìn một cái bị đặt ở một bên Diệp Thần, khẽ cười một tiếng nói, thằng nhóc, vào trận đi để cho chúng ta xem trận này uy lực. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng là cự tuyệt nói, trận này uy lực quá mạnh, vãn bối còn chỉ trận pháp này lưu một cái mạng đâu, làm sao có thể vào đi chịu chết. Hơn nữa, trận pháp này rất nhiều điều khiển phương pháp đã có biến thành hóa, cần vãn bối ở ngoài trận điều khiển biểu diễn mới được. Đã như vậy, trưởng môn đảo mắt nhìn một vòng hỏi, có người có bằng lòng hay không chủ động vào trận thử nghiệm. Huyền Huyết Tông môn nhân không có một cái dám lên tiếng đáp lại đứng ra. Diệp Thần thấy vậy cười khuyên, trước hết để cho vãn bối trực tiếp biểu diễn một phen tốt lắm, nếu như trưởng môn bất mãn, lại vào trận biểu diễn cũng không muộn. Trưởng môn gật đầu một cái nói, ừ, nói chuyện cũng tốt. Diệp Thần ngay sau đó đi tới mới thiết lập một tòa trung tâm trước, đối với canh giữ ở cái khác bốn cái phương vị đường chủ nói, trận pháp khởi động sau đó, các vị chỉ cần nghe ta chỉ thị, đem linh phù đánh vào trung tâm, tăng cường trận pháp linh lực là được. Gặp bốn người gật đầu, Diệp Thần liền giơ tay lên đem linh phù đánh vào trung tâm, khởi động trận pháp. Trận pháp khởi động sau đó, biển máu nhất thời hơn nữa sôi trào, thời gian này vô số dị thú tranh nhau phun trào, tìm kiếm khắp nơi trước mình mục tiêu. Mặc dù cái này so với trước đó uy lực hơi lớn một chút, nhưng là trưởng môn trên mặt vẻ mặt rõ ràng bất mãn. Diệp Thần vội vàng giải thích, cái này là có người xông trận sau đó, trận pháp tự động vận chuyển kết quả, trưởng môn không cần nóng lòng. Kế tiếp biến hóa, do ta từng cái biểu diễn. Tiếp theo biển máu bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây vần, trầm thấp mây đen đầy vải ở trên trời, không ngừng đè thấp xuống. Diệp Thần một bên điều khiển một bên giảng giải, đây là trước Thiên La Liệt Diễm trận cải tiến bản, ta lấy tên kêu Kim Quang Lửa Cháy Mạnh trận. Mây đen rớt xuống ngay tức thì, biển máu trên lửa cháy mạnh ngất trời, thẳng để vân tiêu, và trầm thấp mây đen nối liền với nhau. Ngay sau đó từng đạo kịch liệt tia chớp không ngừng từ tầng mây bổ xuống, kích thích lớn hơn sóng lớn. Diệp Thần giải thích sửa đổi nguyên nhân, cái này sửa đổi dấu tinh võng, kẻ địch liền hơn nữa đoán không ra trận pháp vận chuyển quy luật, tìm được tâm trận chỗ. Trưởng môn đặt câu hỏi nói, đây cũng là mạnh nhất hiệu quả. Diệp Thần khẽ cười một tiếng nói, đây là chủ động điều khiển trận pháp yếu nhất công kích. Những lời này vừa ra, đừng nói Huyền Huyết Tông môn nhân và trưởng môn. Liền mấy ngày liên tiếp đêm trông chừng Diệp Thần vậy hai người đường chủ đều ăn kinh không nhỏ. Trưởng môn nhìn cho kỹ. Diệp Thần tiếp theo biểu diễn biến hóa khác. Ở trên mặt biển điện thiểm lôi minh để gặp, biển máu bên trong giống vậy cũng không trật tự. Nước biển bên trong dày đặc kim mũi tên bốn phía bắn ra, ngay sau đó đáy biển nhỏ yếu trụ ánh cỏ bỗng nhiên bắt đầu điên dài, dây leo bốn phía điên cuồng vũ động, sau đó đáy biển trầm xa một hồi chấn động. Từng cây một bén nhọn cột đá dưới đất chui lên. Cho dù kẻ địch có thể tránh thoát kim mũi tên tập kích, cũng sẽ bị dây leo gắt gao quấn quanh, tiếp theo liền sẽ đụng phải cột đá đòn nghiêm trọng. Theo biểu diễn một chút xíu tiến hành tiếp, Diệp Thần rõ ràng thấy được trưởng môn trên mặt mỉm cười, hắn không khỏi được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp uy lực tạm được, chỉ là tên chữ như có không ổn. Trưởng môn nhẹ giọng nói. Một tên đường chủ vội vàng tiếp lời nói. Hồi bẩm trưởng môn, thằng nhóc này đã lấy một tên mới, tên gì biển máu tuyệt sát trận. Biển máu tuyệt sát trận, trưởng môn khẽ mỉm cười nói, có thể hay không tuyệt sát, tổng được thử qua mới có thể biết. Diệp Thần đứng lên nói, trưởng môn tiền bối, biểu diễn đã hoàn thành, còn phải thế nào thử mới được. Trưởng môn cười nói, người tuổi trẻ trí nhớ không tốt lắm à.
ta không phải mới vừa đã nói qua, để cho ngươi vào trận đi thử sao? Diệp thần cấp vội vàng cự tuyệt nói, vãn bối thực lực thấp vị, tuyệt đối không gánh nổi trận pháp uy lực. Ha ha, vậy có quan hệ gì? Trưởng môn cười híp mắt nói, chết ở mình tự tay cải tiến chính giữa trận pháp, há chẳng phải là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Ngươi, Diệp thần nhất thời nổi gióa. Nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn làm sao có thể còn không biết trưởng môn ý tưởng. Đối phương quả nhiên không ăn cái gì tốt tim, bất quá thật may mình sớm có chuẩn bị. Diệp thần cắn răng gật đầu một cái nói, ta, vào trận, coi là ngươi thức thời. Trưởng môn khẽ cười hỏi, các ngươi có thể đã hoàn toàn nắm giữ khống trận phương pháp. Gặp bốn manh mối chủ gật đầu, trưởng môn hài lòng cười một tiếng. Diệp thần tiến vào trong trận sau đó, bốn manh mối chủ bên trong một người trên đỉnh Diệp thần vị trí, một vị trưởng lão thì bổ túc còn thừa lại trống chỗ. Biển máu tuyệt sát trận lần nữa khởi động. Diệp thần đứng ở mặt biển bên trên, mặc cho huyết lãng ngút trời, lửa cháy mạnh đốt người, nhưng vẫn vân đạm phong khinh, đồ sộ không nhúc nhích. Liền liền khắp nơi huyễn hóa ra tới dị thú, đối với hắn cũng thì làm như không thấy, không chút nào bất kỳ công kích nào xúc phạm. Khống trận mấy người thấy vậy, vội vàng chủ động phát động cái khác trận pháp, mây đen đầy vải dưới, kim quang lửa cháy mạnh trận lần nữa phát động. Diệp thần thân ở điện thiểm lôi minh bên trong, nhưng chút nào không hoảng hốt, bởi vì những cái kia tia chớp, căn bản là phách không tới trên đầu mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngoài trận mọi người thất kinh, Huyền Huyết Tông trưởng môn sắc mặt đã vô cùng làm khó xem. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Thành tựu một tay bố trí trận pháp người, nếu như liền một điểm này điều khiển thủ đoạn cũng không có, vậy Diệp thần có thể liền thật sự là một phế vật. Huyền Huyết Tông trưởng môn lúc này đã công khai, tức giận hô lớn, cầm thằng nhóc kia cho ta bắt trở về. Chỉ là lúc này lại không người dám động, trận pháp này uy lực đám người cũng đều là nhìn ở trong mắt, ai dám vào trận chịu chết. Hữu hộ pháp đối với khí có chút bất tỉnh đầu trưởng môn thấp giọng nhắc nhở trước dừng lại trận pháp. Trưởng môn công khai, vội vàng hạ lệnh dừng lại trận pháp vận chuyển. Đáng tiếc vô luận năm tên khống trận người như thế nào hướng trung tâm đánh vào linh phù, trận pháp vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bởi vì trận pháp điều khiển quyền thật ra thì cũng không tại trung tâm bên trong, đi qua Diệp thần sửa đổi, hắn sớm liền có thể không thông qua trung tâm, trực tiếp ở trong trận điều khiển. Mà trung tâm tác dụng duy nhất, chính là giúp trận pháp tăng cường linh lực. Vì vậy đối phương đánh vào linh phù càng nhiều, liền đối với Diệp thần càng có trợ giúp. Trưởng môn chỉ một cái hữu hộ pháp nói, người vào trận đi đem thằng nhóc kia bắt giữ. Thuộc hạ, hữu hộ pháp có lòng cự tuyệt, nhưng là khiếp sợ trưởng môn lạm dụng uy quyền, không thể không gật đầu đáp ứng, hư ảnh chớp mắt, liền tiến vào trong trận. Diệp thần gặp hữu hộ pháp bóng người xuất hiện ở trong trận, khẽ mỉm cười, xoay người lẻn vào biển máu bên trong. Hữu hộ pháp bóp động chân quyết, một bên tránh né trên trời vỗ xuống tia chớp, một bên chống đỡ dưới người lửa cháy bừng bừng, cắn răng một cái vậy lặn vào trong biển, đuổi theo. Cùng hắn nhập biển ngay tức thì, Diệp thần đã phát động trận pháp những thứ khác công kích. Giống như trước khi biểu diễn vậy, dày đặc kim mũi tên không chỗ nào không có mặt, hữu hộ pháp căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể hết sức đem kim mũi tên chặt, nhưng là đáng ghét dây leo lại không ngừng hướng mình quấn quanh tới đây, còn không cùng hắn bỏ rơi dây leo khốn khổ, liên miên không dứt cột đá lại tiếp liền đòn nghiêm trọng tới. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Hữu hộ pháp chỉ có thể chật vật trở lại trên mặt biển. Mà không bị thương chút nào Diệp thần, đang nhàn nhã ẩn thân ở biển máu bên trong. Đều là một ít phế vật. Huyền Huyết Tông trưởng môn nhìn hữu hộ pháp không thể làm gì dáng vẻ, đưa tay vạch qua tứ đại trưởng lão, nghiêm nghị nói các ngươi, cùng tiến lên. Một vị trong đó trưởng lão đứng ra nói, trưởng môn, trận pháp này uy lực quá mạnh mẽ, không bằng dùng trước phân thân vào trận. Sau khi nói xong, bốn người khẩn trương nhìn chằm chằm trưởng môn, gặp đối phương từ chối cho ý kiến, âm thầm vui mừng một phen sau đó, làm chủ dùng phân thân tiến vào trong trận. Hữu hộ pháp thấy có người giúp đến, nhất thời vui mừng quá đổi, và bốn cái phân thân cùng, kết thành trận hình lần nữa xông vào biển máu bên trong. Nhập biển ngay tức thì, không chỗ nào không có mặt kim mũi tên từ bốn phương tám hướng tới, nhất thời liền đem hai người trưởng lão phân thân biến dạng, hoàn toàn biến mất. Ngoài ra hai người trưởng lão phân thân, một cái không có tránh thoát dây leo công kích, khác một cái thì bất hạnh bị cột đá đánh trúng.
ngay lập tức tới giữa, Hữu Hộ Pháp liền lần nữa tứ cố vô thân, mà lúc này hắn liền Diệp Thần bóng người cũng còn không nhìn thấy, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa lui trở về trên mặt biển. Bốn vị trưởng lão sau khi thất bại, lo lắng trưởng môn lại để cho bọn họ chân thân vào trận, vội vàng nói, trưởng môn, trận pháp bên trong hoàn toàn bất lợi cho chúng ta, xem ra phải nghĩ điểm khác thủ đoạn mới được. Đừng thủ đoạn, trưởng môn nhíu mày mau hỏi, nói nghe một chút. Bốn vị trưởng lão lúng túng nói, cái này, mọi người cùng nhau hợp mưu hợp sức, luôn có đối sách. Hừ, không phải là nói nhảm sao, trưởng môn khinh thường nói. Muốn các ngươi những phế vật này có gì dùng, còn không phải là được dựa vào bổn tọa ra tay. Trưởng môn tu vi cao thâm, như ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, há là chúng ta có thể so sánh. Bốn vị trưởng lão nghe được trưởng môn muốn đích thân ra tay, vui mừng mình tránh thoát một kiếp, vội vàng nịnh nọt. Những lời này vượt quá bị người ở chỗ này nghe được, Diệp Thần giống vậy nghe được trưởng môn muốn đích thân vào trận tin tức, bởi vì trước kia ra trận lúc đó. Hắn đã mượn cơ hội ở trận pháp trung su trên lưu lại một cái cỡ nhỏ bùa chú, có thể ngắn ngủi nghe được hiện trường thanh âm. Sau khi nghe được câu này, Diệp Thần nhất thời cả kinh. Xem ra, hiện tại liền được phát động sau cùng thủ đoạn. Đó chính là để cho đúng tòa trận pháp vỡ ra, hoàn toàn nổ hư Huyền Huyết Tông Sơn Môn. Cái này thủ đoạn Diệp Thần vốn là suy nghĩ dùng để uy hiếp đối phương, để cho bọn họ thả mình rời đi, nhưng không nghĩ đến trận pháp hiệu quả vượt xa dự trù. Cho tới Huyền Huyết phái trưởng môn dự định trực tiếp ra tay bắt mình. Một khi đối phương tiến vào trong trận, Diệp Thần lo lắng lấy trận pháp uy lực, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đối phương, mà cuối cùng này uy hiếp thủ đoạn, vậy hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đi tới đoán trước chuẩn bị bố trí xong phòng vệ trận pháp, đồng thời trần bia bảo vệ, đem mình bảo vệ sau đó, hắn liền phát động để cho đúng tòa đại trận vỡ ra thủ đoạn. Biển máu tuyệt trong sát trận, năm loại nguyên tố lực nhanh chóng biến đổi, hợp thành một cái kỳ dị hình thái, tiếp theo một hồi bắt đầu đất rung núi chuyển. Đang dự định tiến vào trong trận Huyền Huyết Tông trưởng môn, thấy sự biến hóa này, nhất thời dừng bước. Trên mặt biển Hữu Hộ Pháp phát hiện dị động, dự cảm đến nhất định sẽ có không tốt sự việc phát sinh, nhưng không được trưởng môn trách phạt, vội vàng xoay người đi đại trận bên ngoài bỏ chạy. Còn không cùng hắn chạy ra khỏi trong trận. Nổ mãnh liệt đã phát sinh. Bành. Một hồi thanh thế chấn thiên tiếng nổ sau này, Huyền Huyết Tông Sơn Môn, đã kém không nhiều bị tiêu diệt nửa đỉnh núi. Vốn là vì thấy mới trận uy lực, Huyền Huyết Tông phần lớn các đệ tử người, có thể tới đều đến trong đại trận su, không nghĩ tới nhưng vì vậy kém không nhiều bị một lưới bắt hết, từ trưởng môn đến đệ tử mới vừa nhập môn, không người có thể ngăn cản được đại trận uy lực nổ tung, toàn bộ mất mạng nơi này. Chỉ có số ít tu vi thấp kém học trò nhập môn và hai người, may mắn tránh được một kiếp. Một cái chính là còn đang bế quan khôi phục tu vi tả hộ pháp Huyết Khô Linh Tôn, một người khác chính là chưa kịp ra trận Hữu Hộ Pháp. Biển máu tuyệt sát trận là từ trong trận nổ, vì vậy trong trận bị tổn thương, xa xa thấp hơn ngoài trận, Hữu Hộ Pháp mới may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Bất quá bởi vì hắn không có nói ra phòng vệ, như cũng được nghiêm trọng đánh vào, suy yếu nằm ở một chồng phế tích bên trong. Mà Diệp Thần thì cơ hồ không bị thương chút nào, bởi vì đại trận bùng nổ uy lực, đi qua hắn chú tâm khống chế, cỡ nhỏ phòng vệ trận pháp vừa vặn có thể chống đỡ nổ mang tới đánh vào. Người bị thương nặng Hữu Hộ Pháp chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Diệp Thần rời đi, muốn đuổi giết nhưng cũng hữu tâm vô lực. Kịch liệt nổ chấn động, kinh động đang bế quan Huyết Khô Linh Tôn, hắn đi ra động phủ, nhìn trước mắt tan hoang, một số gần như san thành bình địa tông môn, lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ biến thành như vậy? Huyết Khô Linh Tôn khiếp sợ khắp nơi tra xem, rốt cuộc phát hiện trong phế tích trọng thương Hữu Hộ Pháp. Hỏi rõ chuyện đi qua sau đó, Huyết Khô Linh Tôn cắn răng nghiến lợi nói, thù này phải được báo. Không sai. Ngược lại không phải là tả Hữu Hộ Pháp hai người đối với Huyền Huyết Tông có cảm tình bao sâu, chỉ là tông môn cơ hồ bị diệt, hắn hai người chúng ta cũng chỉ mất đi cậy vào. Vì vậy hai cái đối nghịch nửa đời người. Rốt cuộc trong chuyện này đạt thành chưa từng có nhất trí, quyết định nhất định phải bất kể bất cứ giá nào địa truy giết cái thằng nhóc đó. Cùng lúc đó, địa tâm vực một chỗ nào đó. Một đạo lãnh đạm nhưng có chút chật vật bóng người đang ngồi xếp bằng. Chính là chạy ra khỏi Huyền Huyết Tông Diệp Thần. Diệp Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lại là đổi cả người quần áo, hắn nhìn cách đó không xa Huyền Huyết Tông phương hướng,
lẩm bẩm nói, trận pháp kia uy lực nổ tung ngược lại là và ngàn binh bạo có chút giống. Ta từ kiếm đời trần mang ra ngoài không thiếu kiếm, cũng nên nghĩ biện pháp, thăng cấp một tí ngàn binh nổ, nếu không cũng sẽ không chật vật như vậy. Thiên yêu vẫn không có động tĩnh. Huyền thiên tử, người biết địa tâm vực và vậy thiên yêu liên lạc sao? Huyền Hàn Ngọc đã tỉnh lại, Diệp Thần vội vàng câu thông nói. Huyền Hàn Ngọc trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, lần này ngươi bước vào địa tâm vực yêu khí rất nặng, hơn nữa mỗi một ngày đều càng ngày càng nặng, người bình thường không cách nào phát hiện, nhưng ta tồn tại có chút đặc thù, đối với lần này cảm giác rất là bén nhạy. Tựa như liên quan tới thiên yêu một ngày nào đó sắp đến. Thiên yêu cưỡng ép để cho ngươi trở về, phải cùng ngày hôm đó có liên quan. Không quá ta mơ hồ cảm giác, dính dấp đến thiên yêu sự việc, tuyệt sẽ không đơn giản. Ngươi tiếp theo làm thế nào? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lắc đầu một cái, nếu đã nhúng tay, vậy liền tiếp tục đi xuống đi, chỉ là rất nhiều lá bài tẩy không thể vận dụng, ta thực lực giảm bớt nhiều, chân thực không rõ ràng, đồng dạng là địa tâm vực, thế nào sẽ có cái loại này khác biệt? Huyền Hàn Ngọc suy nghĩ sâu xa chốc lát mở miệng nói, cái này ta vốn muốn nói. Ta hoài nghi bởi vì thiên yêu cưỡng ép biến dạng địa tâm vực đưa ngươi đi vào, để cho một ít tồn tại phát hiện, mà những cái kia tồn tại hiển nhiên chẳng muốn ngươi đạt được vật này, lúc này mới ở khu vực này thiết trí một ít quy tắc. Bọn họ là quy tắc lập ra người, bây giờ ngươi không có sức phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước một bước xem một bước đi. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, thiên yêu sự việc không phải một lần là xong liền có thể hoàn thành. Chỉ có thể từ từ tìm dò thăm, thảo luận kỹ hơn. Huống chi điều này cũng làm cho mình rõ ràng, trước kia hắn cuối cùng quá lệ thuộc vào lá bài tẩy, không mượn lá bài tẩy, mình thực lực, ở địa tâm vực mà nói, không hề coi là mạnh mẽ, nếu không vậy chưa đến nỗi mới vừa hạ xuống, liền bị Huyền Huyết Tông vây khốn thời gian dài như vậy. Bất quá ngược lại cũng coi là nhân họa đắc phúc, chàng tai ương vô vọng này, không những tự thực lực và hỏa linh nhan tuyền nhi thực lực đều có rất lớn tiến bộ. Còn dư lại một chồng lớn vật liệu không có dùng hết, có thể cho tiểu hắc và hoang ma thiên kiếm. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần vừa tiếp tục lợi dụng còn thừa lại vật liệu tăng lên mình, một bên chậm chạp đi tới trước. Mình trong cơ thể có bữa yêu huyết mạch, hắn loáng thoáng có thể xác định thiên yêu hơi thở phương hướng. Dựa theo yêu khí phương hướng, một ngày sau, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, phía trước lại xuất hiện một cái nho nhỏ thôn trấn. Địa tâm vực linh khí so thiên nhân vực đều mạnh hơn, nhưng cũng không thích hợp đại bộ nhân tu luyện, cuối cùng có một nhóm người, không có tu luyện thiên phú, thậm chí huyết mạch thấp kém, một phần chia làm thiên quân thế gia thậm chí còn thế lực người làm, một phần chia chính là trông nom một khối thiên đường sống tạm. Thái Bình Thôn là nơi này tên chữ. Đối với địa tâm vực ở giữa phàm nhân mà nói, cũng sẽ không đối với tu sĩ và võ giả cảm giác tồn tại đến giật mình. Dẫu sao nhà nào tổ tiên không có ra khỏi mấy cái danh chấn nhất thời cường giả. Nhưng là Diệp Thần đến, vẫn là ở chỗ này đưa tới oanh động không nhỏ. Mặc dù cách mỗi một đoạn thời gian, một ít tông phái và cao nhân, cũng sẽ ở những người này bên trong tìm có tư chất tu hành hạt giống tốt, nhưng là Thái Bình Thôn thật sự là bởi vì quá hẻo lánh, hơn nữa nhân khẩu quá ít điểm, mặc dù được gọi làm thôn, nhưng cũng không quá chỉ có mấy trăm gia đình mà thôi, nhiều nhất so sơn thôn nhỏ lớn hơn như vậy một chút. Vì vậy đã có trên trăm năm thời gian, không có một cái võ giả đã tới nơi này. Mà Diệp Thần như vậy cường giả xuất hiện, tự nhiên được các thôn dân nhiệt tình hoan nghênh, nhất là nghe nói Diệp Thần dự định ở chỗ này ở tạm, lại là tranh nhau mời hắn đi trong nhà mình. Diệp Thần thật vất vả lời nói dịu dàng xin miễn mọi người ý tốt, cuối cùng mới ở trong trấn tìm được một tòa phòng trống đâu vào đấy xuống. Cơ hồ mỗi giờ đều có thôn dân đến cửa, không phải giúp hắn vẩy quét nhà. Chính là đồ tặng tới đây. Đối với thôn dân nhiệt tình, Diệp Thần khi hiểu được nguyên do sau đó, rốt cuộc rõ ràng được, bọn họ đây là hy vọng Diệp Thần có thể tra xem nhà mình đứa trẻ tư chất tu hành, tốt nhất có thể thu làm học trò. Đáng tiếc Diệp Thần không dự định ở địa tâm vực lâu ngây ngô, cũng không tiện thu học trò, cho dù là muốn giới thiệu tông môn, trừ cơ hồ bị hắn diệt môn Huyền Huyết Tông, vậy không nhận biết những tông môn khác. Bất quá Diệp Thần vẫn là đáp ứng các thôn dân. Tốn thời gian giúp trong trấn đứa bé cha xem tư chất, nếu là có thiên phú, có thể tự đi đi hỏi thăm tìm danh sư, không có thiên phú, sau này cũng tốt thu tâm tư, an tâm sống qua ngày. Bận rộn dòng dã nửa ngày, Diệp Thần rốt cuộc đem trong trấn trên trăm đứa bé từng cái cha xét một lần.
Cái này nửa ngày ngược lại cũng không coi là bận không, thật vẫn để cho hắn phát hiện mấy tư chất tốt đứa nhỏ. Cái này mấy đứa bé phụ mẫu, nghe được tin tức này tự nhiên cao hứng vạn phần, cũng thương lượng đi nơi nào tìm tông môn bái sư. Còn như cái khác phụ mẫu, thất vọng hơn, cũng không quên cảm ơn Diệp Thần. Đám thôn dân cửa liền liền tâm sự sau đó, Diệp Thần cuối cùng có thể yên lặng một chút. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục thăm dò thiên yêu nhân quả lúc đó, chợt thấy một cái 4-5 tuổi cỡ đó, cả người bẩn thỉu đứa nhỏ đang trên đất một chồng trong phế tích bỏ tới bỏ lui, không biết đang làm những gì. Diệp Thần nhất thời có chút hiếu kỳ, bởi vì thôn này bên trong dù là mới vừa sanh ra đứa nhỏ, ở trước đây không lâu cũng bị phụ mẫu ôm đến trước mặt mình, từng cái tra xét tư chất. Nhưng là cái này bẩn thỉu đứa nhỏ, mình cũng không có gặp qua. Diệp Thần liền gọi lại đi ngang qua một người thôn dân, mở miệng hỏi nói, đây là người nào nhà đứa nhỏ? Thôn dân kia gặp Diệp Thần câu hỏi, nhìn cách đó không xa đứa nhỏ một mắt, vội vàng nói, bẩm đại nhân, ngài vẫn là không nên hỏi nhiều tốt. Nói xong câu này nói, đối phương liền vội vã rời đi. Cái này làm cho Diệp Thần hơn nữa ngạc nhiên. Vì vậy hắn đi tới đứa nhỏ bên người, đem hắn từ trong phế tích ôm ra, lúc này mới phát hiện, vậy đứa nhỏ trong miệng còn gắt gao cắn nửa cây người khác chưa ăn xong đồ. Thái Bình thôn mặc dù chỗ hẻo lánh, nhưng là thông qua mấy ngày này biết rõ, Diệp Thần cũng không có phát hiện có gia đình kia, khó khăn đến loại trình độ này. Hắn vội vàng đem bẩn không còn hình dáng thức ăn từ nhỏ trẻ con trong miệng lôi đi ra, xa xa ném, sau đó hỏi, ngươi là ai nhà đứa nhỏ, tại sao lại ở chỗ này bên trong tìm ăn? Đứa nhỏ bị Diệp Thần từ trong miệng đoạt đi thức ăn, nhưng cũng không có vì vậy khóc nháo, bất quá vậy không trả lời hắn vấn đề, chỉ là mở có chút thật thà mắt to, nhìn chằm chằm hắn xem. Diệp Thần ôm lấy đứa nhỏ, lần nữa ngăn lại một cái khác đi ngang qua thôn dân, mở miệng hỏi đứa trẻ người nhà, đối phương bản không muốn nói nhiều, nhưng là ở Diệp Thần luôn mãi truy hỏi dưới, lúc này mới lên tiếng. Cái đứa nhỏ này tên là A Mao, người nhà hắn kém không nhiều đều chết sạch, trong nhà hiện tại chỉ còn lại một cái hành động bất tiện ra ra và hắn sinh hoạt. Thôn dân trả lời để cho Diệp Thần có chút tức giận, hắn không nhịn được hỏi, chẳng lẽ người trong thôn, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ sống chết đói sao? Đại nhân ngươi không biết trong này duyên cớ, cái đứa nhỏ này nhưng mà cái tai tinh. Người thôn dân kia nói, ta cũng khuyên ngươi không muốn dính chuyện này tốt. Thông qua thôn dân giải thích, Diệp Thần rốt cuộc hiểu được nguyên nhân hậu quả. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. A Mao một nhà nguyên bản sinh hoạt không tệ, nhưng là từ A Mao ra đời sau đó, biến cố liền liên tục phát sinh. Sớm nhất nhà bọn họ người bắt đầu ly kỳ chết thời điểm, mọi người cũng cho là bị bệnh, nhưng là tất cả bác sĩ kết quả chẩn đoán cũng hủy bỏ cái này phỏng đoán. Sau đó nhà bọn họ người cho là vấn đề phong thủy, rời qua mấy lần nhà sau đó, như cũng không thấy tốt hơn, cách mỗi một đoạn thời gian, tổng có người thân dính bệnh lạ bỏ mạng. Cho đến mấy năm sau đó một cái võ giả đi ngang qua thôn, sau khi xem, nói là ở A Mao trên mình ngửi thấy yêu khí, nhưng là thực lực mình nhỏ, vừa không có cách nào phán đoán hơn nữa trạng huống cụ thể, cũng không có đường giải quyết, liền khuyên A Mao người nhà tàn nhẫn hung ác tim, chấm dứt cái này đứa nhỏ tính. A Mao người nhà tự nhiên không chịu tin tưởng, dĩ nhiên càng nhiều hơn cũng là không thôi. Theo A Mao mỗi ngày một lớn lên, người nhà hắn rốt cuộc lần lượt qua đời, chỉ còn lại duy nhất ra ra vậy hoàn toàn tê liệt, nằm liệt giường không dậy nổi. Không có sức nuôi dưỡng A Mao ra ra, liền dự định đem A Mao đưa người, nhưng là ai lại dám thu. Dân trong trấn chỉ có thể thường chu tể bọn họ một lần, giúp già trẻ hai người. Cho đến giúp bọn họ nhất nhiều nhà nhân chung, tổng đi tìm A Mao chơi chung đứa nhỏ, vậy khó hiểu sau khi qua đời, dân trong trấn rốt cuộc hoàn toàn không dám và ông cháu hai người lui tới. Khá tốt chính là, tựa hồ chỉ cần không cùng hắn từng có hơn dính dấp, cũng chỉ sống yên ổn với nhau vô sự. Đây cũng là trong thôn các thôn dân không đem hai ông cháu đuổi ra thôn nguyên nhân, bất quá người trong thôn cũng chỉ có thể khi bọn hắn không tồn tại như nhau, mặc cho bọn họ mặc cho số phận nhiều sống một ngày coi là một ngày. Nghe xong những lời này sau đó, Diệp Thần có chút không chịu tin tưởng. Mặc dù tu hành trên đường vậy chú trọng nhân quả, nhưng là tai tinh giải thích thật sự là quá lời nói vô căn cứ. Bất quá làm Diệp Thần cẩn thận cảm thụ một phen sau đó, nhưng lại đúng là A Mao trên mình, cảm nhận được liền một chút như có như không yêu tộc hơi thở. Cái này yêu khí cực kỳ quen thuộc. Chính là thiên yêu.
Lúc này Huyền Hàn Ngọc mở miệng nhắc nhở, kỳ quái, cái này thật đúng là thiên yêu hơi thở. Diệp Thần không hiểu hỏi, chẳng lẽ thiên yêu để cho ta nhúng tay chuyện, liền cùng cái này đứa nhỏ có liên quan. Vậy một cái như vậy phổ thông đứa nhỏ, lại làm sao sẽ cùng thiên yêu liên hệ quan hệ? Cái này ta cũng không biết, nhưng cái này đứa nhỏ trên mình mơ hồ có thiên yêu nhân quả. Diệp Thần ôm trước nhỏ A Mao, ở thôn dân dưới sự chỉ điểm, đi tới nhà bọn họ bên ngoài. A Mao nhà tan nát vụn không chịu nổi, cửa và trong sân vậy đã sớm cỏ dại mọc tùm, Diệp Thần vậy từ nơi này trải qua nhiều lần, nhưng lấy là chỉ là một gian bỏ hoang nhà, không nghĩ tới vẫn còn có người cư trú. Ôm trước nhỏ A Mao sau khi vào phòng, Diệp Thần ở một chồng cũ nát sợi bông bên trong, thấy được một cái xương gầy như que củi thi thể, A Mao ra ra đã sớm qua đời đã lâu, nhưng căn bản không người phát hiện. Diệp Thần ôm trước A Mao rời đi nhà hắn, thông báo trong thôn dân giúp đem A Mao ra ra thu liễm mai táng, các thôn dân vốn có chút không vui, nhưng là xem ở Diệp Thần mặt mũi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Mà chính hắn, thì đem nhỏ A Mao ôm trở về nhà của mình. Hướng những người khác muốn tới đứa trẻ quần áo, đem A Mao rửa sạch sẽ sau cho hắn thay, sau đó lại cho hắn chuẩn bị sạch sẽ ngon miệng thức ăn đặt ở trước mặt. Trong quá trình này, A Mao một mực ngoan ngoãn phối hợp, cũng không khóc cũng không nháo, thức ăn đặt ở trước mặt hắn, cũng không có quá nhiều giành giật ăn, cầm lên ăn, ăn no liền thả. Đây cũng không phải A Mao hiểu chuyện, mà là bởi vì hắn tựa hồ có chút si ngu. Nhưng là Diệp Thần lại cảm thấy, cái này đứa nhỏ và những thứ khác si ngu mà có chút không cùng, còn như là nơi nào không cùng, hắn lại không nói ra được. Chẳng lẽ là thiên yêu hơi thở ảnh hưởng? Diệp Thần không nhịn được hoài nghi. Sau khi ăn uống no đủ, nhỏ A Mao tựa hồ cũng cùng Diệp Thần quen thuộc. Hắn từ từ đi tới Diệp Thần trước mặt, hắn nửa người trên nằm ở Diệp Thần trên đùi, hai cái tay nhỏ bé kéo Diệp Thần tay phải không ngừng kéo động. Diệp Thần bắt đầu lấy là hắn đang chơi đùa bỡn, có chút lơ đễnh, nhưng là ở nhỏ A Mao khế mà không thôi dưới cố gắng, rốt cuộc cúi đầu nhìn về phía hắn. Thấy Diệp Thần cúi đầu, nhỏ A Mao kéo hắn tay, lảo đảo đi về phía trước một bước, vừa quay đầu nhìn hắn. Ngươi là để cho ta đi với ngươi? Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Nhỏ A Mao không có trả lời, tiếp tục kéo một cái Diệp Thần tay, lại đi về phía trước một bước. Cái ý này lại không quá minh bạch, Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo nhỏ A Mao đi tới ngoài cửa. Tiếp theo hắn liền kéo Diệp Thần, đi thôn đi ra ngoài. Diệp Thần dứt khoát ôm lấy nhỏ A Mao, đi thẳng tới cửa thôn, sau đó sẽ đem hắn buông xuống hỏi, ngươi phải đi nơi nào? Nhỏ A Mao đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nhỏ A Mao đi tới phương hướng, chỉ Thái Bình thôn bên ngoài đỉnh núi hỏi, ngươi muốn lên núi? Nhỏ A Mao vẫn không trả lời, bất quá Diệp Thần ôm lấy hắn đi lên núi lúc đó, nhỏ A Mao rõ vẻ mặt mặc dù không có gì thay đổi, nhưng là cũng không có biểu thị cự tuyệt. Sau khi lên núi, Diệp Thần không biết bước kế tiếp hắn muốn đi nơi nào lúc đó, liền đem A Mao để dưới đất, đi về phía trước trên mấy bước. Mình lại ôm trước hắn đi tới trước, một khi Diệp Thần phương hướng không đúng, hoặc là đi qua thời điểm, trong ngực A Mao liền sẽ đưa tay đẩy Diệp Thần bả vai, hắn liền biết đối phương ý đồ. Như vậy câu thông đứng lên mặc dù phiền toái, nhưng cũng không có sinh ra vấn đề gì, Diệp Thần chỉ như vậy ôm trước A Mao, không ngừng tiến vào núi sâu bên trong. Chỉ là nhỏ như vậy đứa nhỏ, lại không có gì người nhà, Diệp Thần chân thực không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Bất quá nếu cái đứa nhỏ này cố ý muốn dẫn mình đi qua, vậy thì thăm hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ôm như vậy ý tưởng, Diệp Thần mặc cho nhỏ A Mao dẫn mình, không ngừng đi sơn lâm thâm sử đi. Rốt cuộc ở vượt qua mấy đạo núi non trùng điệp sau đó, hai người đứng ở một cái hố to bên bờ. Nói là hố to, thật ra thì có chút không đủ xác thực, bởi vì mặc dù cái hố này đường kính bất quá mười mấy xích, nhưng là dõi mắt nhìn lại, quanh co khúc chiết, căn bản nhìn không thấy đáy. Đứng ở bờ hố A Mao, không để ý nguy hiểm, một cước liền đi trong hầm đạp đi, Diệp Thần vội vàng xông tới đem hắn ôm vào trong ngực, nhờ vậy mới không có để cho hắn té xuống. Diệp Thần tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi là muốn vào trong hố? A Mao vẫn không có trả lời, nhưng là trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới ánh mắt, đã nói cho hắn câu trả lời. Cái này làm cho Diệp Thần bộc phát tò mò, đáy hố rốt cuộc có dạng gì tồn tại? Có thể quá hấp dẫn đến ngoài trăm dặm A Mao. Vì vậy hắn không để ý nguy hiểm, ôm lấy nhỏ A Mao,
liền đi trong hầm rơi đi. Cái hố đạo thẳng đứng hạ xuống mấy chục trượng sau đó, lại ta ta kéo dài đi xuống, bất quá càng đi xuống đi, không gian ngược lại so cửa hang còn muốn lớn hơn. Quanh co khúc chiết đi về phía trước mấy trăm trượng sau đó, Diệp Thần rốt cuộc tiến vào một cái to lớn hang động đá vôi bên trong. Vừa tiến vào hang động đá vôi, Diệp Thần lập tức cảm nhận được liền một cổ vô cùng là mãnh liệt yêu tộc hơi thở, và nhỏ A Mao trên mình tản mát ra vậy một chút hơi thở hoàn toàn nhất trí, chính là thiên yêu hơi thở. Tiến vào trong động, nhỏ A Mao trên mặt, rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra chính là chỗ này. Trong động trống rỗng, trừ đáy động một uông thủy đàm, không có những thứ khác bất kỳ đồ. Diệp Thần đứng ở cạnh đầm nước bên, cảm thụ trong động thiên yêu hơi thở nguồn, nhất thời rõ ràng, hơi thở này từ đáy đàm tới. Nhan Tuyền Nhi, ngươi nhìn A Mao, ta đi đáy đàm nhìn một chút. Diệp Thần cho gọi ra Nhan Tuyền Nhi, giao phó một phen sau đó, liền nhảy vào liền trong nước. Lạnh như băng thấu xương đầm nước, lại để cho Diệp Thần đều cảm giác được một chút khí lạnh vào cơ thể, thậm chí không thể không dùng đạo linh lửa và viêm bia bảo vệ ở chung quanh thân thể, lúc này mới tiếp tục lặn xuống. Một đường thuận lợi lẻn vào đáy đàm sau đó, Diệp Thần liếc mắt liền thấy được mình muốn tìm đồ, một cái nặng nề hộp đá nghiêng nghiêng rơi vào đầm nước phần đáy bùn cát bên trong. Bất kể là thứ gì, bắt vào tay nói sau. Diệp Thần nghĩ như vậy, liền tới đến hộp đá bên cạnh, chuẩn bị đưa tay đi lấy. Bỗng nhiên tới giữa, bốn phía sáng lên một hồi ánh sáng trắng nhức mắt, ngay sau đó ánh sáng trắng nối thành một cái hình tam giác khu vực, đem hắn và hộp đá cùng nhau vây ở trong đó. Diệp Thần nhất thời lấy làm kinh hãi, có trận pháp bảo vệ. Đàm nhiệt độ của nước nhanh chóng hạ xuống, Diệp Thần chung quanh thân thể đạo linh lửa lại vậy không đỡ được, cơ hồ ở trong chớp mắt cũng đã hoàn toàn tắt. Lạnh lẽo thấu xương ngay tức thì vào cơ thể, mà đầm nước thì lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu ngưng kết, Diệp Thần vội vàng lần nữa thúc giục đạo linh lửa, cưỡng ép bảo vệ ở chung quanh thân thể. Mặc dù có đạo linh lửa chống đỡ, đầm nước đông lại tốc độ nhanh, đã để cho Diệp Thần có chút hành động bất tiện, nếu như chỉ hoãn nữa một hồi, sợ rằng hắn liền sẽ bị đông ở chỗ này. Diệp Thần vội vàng đưa tay đi nhặt dưới chân hộp đá, vào tay nhưng phát hiện nặng dị thường, lại không có thể lấy được tới. Lại thử hai lần sau đó, đầm nước đã sắp hoàn toàn ngưng kết thành băng, mà trên người hắn đạo linh lửa, cũng đã chống được cực hạn. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là trước bỏ qua đã đến trong tay hộp đá, thừa dịp đầm nước vẫn chưa có hoàn toàn ngưng kết, khó khăn rời đi trận pháp ảnh hưởng phạm vi. Rời đi vậy phiến hình tam giác khu vực sau đó, ánh sáng trắng dần dần biến mất, đã đông lại đầm nước, lần nữa từ từ hòa tan. Diệp Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát trở lại trên bờ. A Mao, ta trước đem người đưa về thôn có được hay không? A Mao không có trả lời cũng không có phản đối, Diệp Thần liền dẫn A Mao, quay trở về Thái Bình thôn. Đem A Mao đâu vào đấy đến mình cư trú trong phòng sau đó, chuẩn bị xong thức ăn và nước trong, còn có một chút đứa trẻ trò vui, Diệp Thần lần nữa trở lại đáy đàm. Lần này ở Hỏa Linh Nhan Tuyền Nhi dưới bảo vệ, đạo linh lửa tùy tiện liền xua tan nước trong đầm dùng mình. Diệp Thần đứng ở trận pháp phạm vi ra, nhìn bùn cát ở giữa hộp đá, đối với Nhan Tuyền Nhi nói, một hồi sau khi đi vào, ngươi thử một chút xem có thể hay không thiêu hủy hộp đá. Nhan Tuyền Nhi gật đầu một cái nói, công tử, không thành vấn đề. Hy vọng hộp đá này ở giữa đồ, sẽ không như vậy dễ dàng bị đốt xấu xa đi. Diệp Thần suy nghĩ, nếu bị trận pháp và hộp đá bảo vệ, chắc sẽ không như vậy dễ dàng làm tổn hại. Vì vậy hắn liền mặc cho Nhan Tuyền Nhi mà làm. Lần nữa đi tới hộp đá bên cạnh sau đó không bao lâu, trước khi trận pháp lần nữa khởi động, đầm nước lại một lần nữa nhanh chóng ngưng kết. Bất quá lần này đứng đang cố gắng cháy hộp đá Nhan Tuyền Nhi bên người, Diệp Thần Đổ cũng không phát giác được thật lợi hại dùng mình. Ở Nhan Tuyền Nhi dưới cố gắng, đầm nước hoàn toàn ngưng kết trước, hộp đá trọng yếu phát ra một tiếng vang nhỏ, bị nướng nứt ra một cái yếu ớt khe hở. Diệp Thần vội vàng và Nhan Tuyền Nhi rời đi trận pháp phạm vi, đến khi đầm nước lần nữa trở về sau khi bình tĩnh, lần này Nhan Tuyền Nhi một mình tiến vào trong trận, đi cháy hộp đá. Ba lần bốn lượt sau đó, Nhan Tuyền Nhi rốt cuộc hưng phấn đối với Diệp Thần hô, mở. Diệp Thần lần nữa tiến vào trong trận, gặp hộp đá đã bị cháy thành một phiến màu đen, trên cái hộp vậy nứt ra một đạo không nhỏ khe hở. Diệp Thần cầm ra sát kiếm, nhẹ nhàng cắm vào khe hở bên trong. Dùng sức cậy một cái, hộp đá nhất thời chia hai nửa.
một cái sừng. Diệp Thần nhìn trong hộp đá lộ ra đồ, phía trên chính là từ cái này sừng bên trong, không ngừng tản ra nồng nặc thiên yêu hơi thở. Hắn đem vậy chỉ sừng thu hồi, trở lại trong thôn. Sau khi vào phòng, Diệp Thần thấy A Mao đang khéo léo ở bên trong phòng yên tĩnh chờ mình trở về, trước khi ra cửa chuẩn bị đồ, trừ nước trong có chút giảm thiểu ra, những vật khác một mực không động. Nhưng không được đi quản những thứ này, đóng cửa phòng sau đó, Diệp Thần liền đem vậy chỉ sừng lấy ra, bày ở A Mao trước mặt. Hắn nhìn nhỏ A Mao hỏi, người muốn tìm, có phải là vật này hay không? A Mao nhìn trước mặt vậy chỉ sừng, nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong, bỗng nhiên tản mát ra một cổ khác thường thần thái, phá thiên hoang địa gật đầu một cái. Sau đó hắn đưa ra mình tay nhỏ bé, dùng hai tay dùng sức đem vậy chỉ sừng nắm trong tay, động tác kế tiếp, để cho Diệp Thần có chút giật mình. Bởi vì nhỏ A Mao đem vậy chỉ sừng cầm lên sau đó, nhìn Diệp Thần một mắt, liền đi ở trên tay hắn thả đi. Diệp Thần có chút giật mình hỏi, ngươi, chẳng lẽ là muốn đem cái này sừng đưa cho ta sao? A Mao gật đầu một cái, dùng sức đem sừng nhét tới đây. Diệp Thần có chút đoán không rõ ràng A Mao ý tưởng. Thật vất vả tìm được đồ, tại sao nhưng muốn tặng cho mình, nhất là cái này sừng lên thiên yêu hơi thở, và A Mao trên mình như nhau. Bất quá ở A Mao dưới sự kiên trì, Diệp Thần cũng chỉ tốt thu xuống. Hắn vốn là muốn phải hiểu rõ cái này sừng lai lịch, nhưng là Huyền Hàn Ngọc vậy không biết, chỉ biết là phía trên yêu tộc hơi thở đến từ thiên yêu, và A Mao trên mình như nhau. Nhưng là A Mao lại không biết nói chuyện, tuổi tác cũng quá nhỏ, căn bản không có câu thông có thể. Diệp Thần tìm trong thôn dân nghe đã mấy ngày, trừ những cái kia A Mao ra đời sau này, trong nhà gặp tất cả loại thảm thiết chuyện xưa ra, những thứ khác tin tức không thu hoạch được gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ A Mao trên mình tìm được câu trả lời. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Bất quá còn chưa kịp có cái gì mới dự định, trong thôn liền tiếp liền ra mấy kiện chuyện lạ. Trong vòng một ngày, luôn có trẻ tuổi thôn dân ly kỳ mất tích, đến khi phát hiện lúc đó, phần lớn là ở thôn chung quanh, bất quá đã chết đã lâu, thi thể vậy lộ vẻ được già nua vô cùng. Diệp Thần nghe được tin tức này, thời gian đầu tiên nghĩ tới, chính là có tà tu đi tới vùng lân cận. Hắn kiểm tra cẩn thận những thôn dân kia thi thể, phát hiện không chỉ thân thể lão hóa, trong cơ thể máu tươi tựa hồ vậy trôi mất rất nhiều, không biết đi nơi nào. Nhưng là trên thân thể lại không có bất kỳ vết thương. Như vậy Diệp Thần hơn nữa xác định, nhất định là tà tu nơi là. Nghe được cái này kết luận, Thái Bình thôn dân nhất thời kinh hoàng không dứt, vội vàng khẩn cầu Diệp Thần ra tay đuổi đi tà tu, còn thôn một cái an ổn. Diệp Thần an ủi một phen thôn dân, để cho bọn họ tận lực ngây ngô ở trong nhà không nên đi ra ngoài, sau đó mình đi truy xét hung thủ hành tung. Chỉ là một ngày kế tiếp, nhưng không thu hoạch được gì. Ngày này ban đêm, Diệp Thần mới vừa đâu vào đấy A Mao ngủ, chợt nghe trong thôn tiếng hô nổi lên, hắn vội vàng theo tiếng đi. Đến khi Diệp Thần men theo thanh âm chạy tới một gia đình bên trong, đối phương cả nhà đã gặp thảm bất trắc, không một may mắn tránh khỏi. Xem ra cái này tà tu đã không cố kỵ gì, hoàn toàn không có đem Diệp Thần coi vào đâu. Diệp Thần nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, nhất thời nổi cơn giận dữ, thế nhất định phải bắt cái này tà tu thay người nhà này trả thù. Nhưng vào lúc này, xa xa lại có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, bất quá nhưng là ở thôn một đầu khác. Diệp Thần lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới hiện trường, vẫn không có tới đạt tới, hung thủ đã sớm không biết tung tích. Ngay sau đó thôn một đầu khác vang lên lần nữa tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Thần lại nghiêng đầu trở lại, nhưng chỉ thấy rất nhiều thôn dân, kinh hoàng từ nhà đi ra, tụ tập ở trên đường phố hoảng sợ khóc tỉ tê. Diệp Thần vội vàng hỏi, các ngươi có thấy hay không hung thủ đi nơi nào? Tụ tập chung một chỗ thôn dân, đồng loạt chỉ hướng Diệp Thần sau lưng. Hắn chợt quay đầu, sau lưng nhưng không có một bóng người. Các ngươi không cần kinh hoàng, nếu mọi người đã đi ra rồi, dứt khoát đem trong thôn tất cả người toàn bộ triệu tập tới một chỗ, ta cũng không tin hung thủ còn không lộ diện. Diệp Thần để cho những thôn dân này cùng nhau đi trong thôn gian tụ tập, mình thì cướp trước một bước đi tới thôn một đầu khác, đi thông báo những thôn dân khác. Vừa đuổi tới thôn bên này, một gia đình bên trong vang lên lần nữa tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần lập tức phá cửa mà vào, trừ thi thể đầy đất, như cũng không có một bóng người. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giấu đầu lòi đuôi coi là bản lãnh gì?
Diệp Thần không nhịn được giống giận, thanh âm vang khắp toàn thôn, có bản lãnh phát hiện thân đi ra. Ha ha, chúng ta nhưng mà bạn cũ. Một cái xa lạ thanh niên thanh âm, xa xa truyền tới, chính là chính giữa thôn. Nguy rồi. Diệp Thần thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng không được thông báo thôn đầu này thôn dân, vội vàng đi chính giữa thôn chạy tới. Nơi đó tụ tập một chồng lớn thôn dân, hung thủ xuất hiện ở nơi đó, vậy còn liền được. Đi tới chính giữa thôn, Diệp Thần liếc mắt liền thấy, một người trẻ tuổi đứng ở run lẩy bẩy thôn dân phía trước, trong tay nhưng chống một cây màu đen cây nạng. Xem hắn tu vi, lại tựa hồ so từ cảnh giới của mình cao hơn, mặc dù cảm thấy có chút quen mắt, bất quá Diệp Thần hoàn toàn không nhớ nổi đối phương là ai. Diệp Thần lớn tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai? Ha ha, mới qua mấy ngày, thằng nhóc ngươi liền quên mình chọc xuống nợ máu không được. Nợ máu? Diệp Thần nhất thời cả kinh, ngươi là Huyền Huyết Tông đệ tử. Người trẻ tuổi kia khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại nói, làm sao? Lão phu bất quá đổi cổ thân thể, ngươi cũng không nhận ra được. Diệp Thần nhìn người tuổi trẻ trong tay cây nạng lên quỷ đầu, nhất thời nhớ lại hắn thân phận. Ngươi là Huyết Khô Linh Tôn. Tiểu tử, hiện tại mới nhận ra ta tới, đã muộn. Ngày hôm nay sẽ dạy ngươi, chém cỏ phải trừ tận gốc. Huyết Khô Linh Tôn đắc ý cười, dùng trong tay quỷ đầu trượng ở trước người vạch qua một vòng nói, nơi này tất cả người, cũng phải cùng ngươi cùng chết. Lời này vừa nói ra, thôn dân sau lưng nhất thời khóc lóc một phiến. Ngươi dám? Diệp Thần nhất thời giận dữ nói, ngươi nếu như dám nữa động một người, ta ngày hôm nay nhất định để cho ngươi chết không toàn thây. Những lời này không chỉ có chỉ là một uy hiếp, cho dù quy tắc hạn chế không cách nào vận dụng thiên kiếm và một ít võ đạo, nhưng hủy diệt đạo ấn đối hắn có khắc chế, hoàn toàn có năng lực làm được một điểm này, hơn nữa đã thử qua một lần Huyết Khô Linh Tôn, tự nhiên cũng có thiết thân nhận thức. Bất quá nhưng gặp Huyết Khô Linh Tôn khẽ cười một tiếng, không để ý chút nào nói, đó cũng không nhất định. Còn không cùng Diệp Thần mở miệng lần nữa, sau lưng truyền tới hàng loạt thôn dân thanh âm, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mình chưa kịp thông báo thôn dân, đang hoảng sợ chạy về phía trước tới, tựa hồ sau lưng có cực kỳ kinh khủng quái vật ở truy đuổi vậy. Đến khi thôn dân chạy đến hắn vùng lân cận không xa, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ trong bầu trời đêm thoáng qua, tiếp theo một người khác ảnh đứng ở vậy một đám thôn dân phía trước. Hắn vừa thấy người tới thân phận, nguyên lai là Huyền Huyết Tông hữu hộ pháp. Thảo nào tối hôm nay hung thủ có thể nhanh chóng ở thôn hai đầu gây án, mình nhưng căn bản không bắt được bóng người, nguyên lai là hai người phối hợp mà là. Tả hữu hộ pháp tới đông đủ, phân biệt đứng ở hai bên đường phố, phía sau bọn họ, thì mỗi người tụ tập nhiều thôn dân, đem Diệp Thần vây ở chính giữa thôn trên đất trống. Diệp Thần nhìn một trái một phải hai người hộ pháp, nhất thời có chút hối hận, hai tròng mắt ngưng trọng. Cái này hai người ban đầu hắn cũng có cơ hội giết chết, nhưng hai lần cũng bỏ qua bọn họ, cái này mới đưa đến tối nay cục diện. Mà hắn không biết là, Huyết Khô Linh Tôn hai người, thật ra thì cũng không phải là gần đây mới tìm được hắn, mà là ở đã mấy ngày trước, cũng đã lặng lẽ theo đuôi ở hắn sau lưng. Bởi vì Diệp Thần căn bản không có nghĩ tới để phòng Huyền Huyết Tông trả thù, dọc theo đường đi chậm chạp đi tới trước, lúc này mới để cho hai người bọn họ người tùy tiện đuổi kịp mình. Chỉ là khi đó hữu hộ pháp trọng thương chưa lành, tả hộ pháp tu vi cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ, vì vậy hắn hai người chúng ta chỉ là xa xa theo dõi Diệp Thần, cũng không có làm xảy ra cái gì cử động. Cho đến hắn vào ở Thái Bình Thôn. Thấy Diệp Thần và Thái Bình Thôn thôn dân sống chung hòa hợp, hai người nhất thời sinh lòng một kế, nghĩ ra khắc chế Diệp Thần hủy diệt đạo ấn chủ ý. Lúc này mới có liên tục ly kỳ mất tích tử vong chuyện kiện, còn có tối hôm nay giả thần giả quỷ vậy tàn sát. Hữu hộ pháp xua đuổi thôn dân đến hiện trường sau đó, ngay sau đó cao giọng hỏi, các ngươi những con kiến hôi này, có muốn hay không để cho mình còn sống? Các thôn dân nghe được hữu hộ pháp đặt câu hỏi, nhất thời thút thít quỳ xuống một phiến, lớn tiếng la lên, cầu đại nhân thả chúng ta một con đường sống. Huyết Khô Linh Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ một cái đám người bên trong Diệp Thần nói, thả các ngươi một con đường sống cũng được, chỉ cần các ngươi lên trước đem hắn giết chết. Nghe được cái này điều kiện, trong lòng nguyên bản dâng lên một chút hy vọng các thôn dân, nhất thời lại lâm vào tuyệt vọng bên trong. Lại không nói Diệp Thần đi tới thôn sau đó, đối với các thôn dân từng có ân tình, coi như ném đi tầng quan hệ này, bọn họ thực lực, lại làm sao có thể giết chết liền Diệp Thần. Huyết Khô Linh Tôn nhìn các thôn dân do dự vẻ mặt,
cha hỏi nói, làm sao? Không muốn làm như vậy. Không làm như vậy, các ngươi có thể thì phải chết ngay tại chỗ. Vừa dứt lời, quỷ đầu trưởng tiện tay đi về sau vung lên, nhất thời đánh trúng sau lưng một tên thôn dân, nhất thời để cho hắn đổ máu tại chỗ. Mặc dù chết uy hiếp đang ở trước mắt, các thôn dân vẫn là không xuống quyết tâm. Bọn họ chẳng muốn phân biệt ai đúng ai sai, chỉ là có chút không rõ ràng, những cường giả này tới giữa tranh đấu, tại sao phải liên lụy đến bọn họ những con kiến hôi này. Hữu hộ pháp cười hắc hắc, hỏi tiếp nói, các ngươi có từng rõ ràng, thế nào sẽ có hôm nay tai họa? Các thôn dân tự nhiên không biết. Hữu hộ pháp nói tiếp, đây đều là bởi vì người này trêu chọc đến tai tinh, lúc này mới đem chúng ta đưa tới, để cho các ngươi bỗng dưng chôn theo. Một mực mai phục ở thôn chung quanh hai người hộ pháp, sớm đã đem Diệp Thần ở trong trấn hành động đã thực hiện để ở trong mắt, biết hắn cứu trợ cái đó bị trong trấn thôn dân gọi là thai tinh đứa bé. Lúc này gặp các thôn dân hạ không chừng quyết tâm, liền mang ra cái cớ này. Những lời này vừa nói ra miệng, không khỏi được có thôn dân bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, dẫu sao A Mao là tai tinh sự việc, đã sớm đi sâu vào mỗi cái Thái Bình thôn thôn dân trong lòng. Hơn nữa đúng là Diệp Thần cứu trợ A Mao sau đó, trong trấn liền bắt đầu tất cả loại tai họa. Nhất thời có thôn dân bị mê muội, vùng cánh tay hô lớn, giết chết hắn, còn Thái Bình thôn Thái Bình. Giết chết hắn, còn Thái Bình thôn Thái Bình. Lập tức có người hưởng ứng đứng lên, thanh âm càng ngày càng lớn, không cần tả hữu hộ pháp chỉ thị, đã có nhóm lớn thôn dân hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần thấy vậy, vội vàng lớn tiếng khuyên can, ta nhất định hết sức bảo vệ mọi người ngàn vạn lần chớ bị bọn họ lừa. Nhưng là căn bản không có người đi nghe hắn giải thích rõ, điên cuồng hướng Diệp Thần tràn tới. Tả hữu hộ pháp nhìn tình cảnh như vậy, mặt đầy nụ cười tránh ở một bên, chờ Diệp Thần bước kế tiếp cử động. Mặc dù thực lực của những người này cây bản không có tổn thương gì, nhưng là Diệp Thần vậy hoàn toàn không có cách nào, hướng những thôn dân vô tội này động thủ. Hắn nhìn chằm chằm đứng xa xa một bên, kẻ gây tai họa tả hữu hộ pháp hai người, hai tay chắp sau lưng lãnh đạm nói, đây chính là các ngươi thủ đoạn sao. Vừa nói, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hủy diệt đạo ấn chợt từ quanh thân lan ra. Tụ lại ở chung quanh mảng lớn thôn dân nhất thời nằm vật xuống một phiến, phần lớn cũng trực tiếp xỉu. Diệp Thần nhảy giữa không trung, thẳng xông về đứng ở đám người sau Huyết Khô Linh Tôn, vô tận sát ý phun trào. Huyết Khô Linh Tôn thấy vậy, thong thả tiện tay bắt qua một người bình thường, chợt hướng Diệp Thần ném tới. Thấy giữa không trung vạn phần hoảng sợ thôn dân xông về phía mình, Diệp Thần vội vàng đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy đối phương, còn không cùng hắn buông xuống thôn này dân. Những thứ khác thôn dân, đã bị Huyết Khô Linh Tôn tiếp liền hướng mình ném tới. Hắn chỉ có thể buông xuống trên tay tên kia thôn dân, đi đón những người khác. Chỉ là như vậy không ngừng bị thôn dân quấy nhiễu, mình căn bản cũng chưa có biện pháp rảnh tay, đi công kích Huyết Khô Linh Tôn. Huyết Khô Linh Tôn đắc ý cười nói, làm sao, có chút không giúp được, võ giả đạo không nên có thương hại, chỉ cần ngươi giết chết trên tay con kiến hôi, liền có thể đối với ta cùng ra tay. Hắn biết rõ Diệp Thần khẳng định sẽ không làm như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác dùng như vậy kích thích hắn. Diệp Thần thân ở giữa không trung bên trong cũng có chút không thể làm gì, đây cơ hồ là không tháo tử cục. Cố nhiên mình có thể thăng lên cao hơn cao độ, né tránh thôn dân và Huyết Khô Linh Tôn vô sỉ công kích, thậm chí dứt khoát có thể vừa đi liễu chi. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ hai người nhất định sẽ bắt đầu tàn sát thôn dân, uy hiếp mình trở lại cứu hạ những thứ này tánh mạng vô tội. Nhưng mà mình chỉ cần vừa rơi xuống đất mà nói, Huyết Khô Linh Tôn bọn họ hết thảy có thể tiếp tục núp ở thôn dân sau lưng, cổ động muốn mạng sống thôn dân tiếp tục đối với tự mình ra tay. Ở dưới loại cục diện này, cho dù mình người mang có thể hoàn toàn khắc chế đối phương hủy diệt đạo ấn, nhưng vậy không thể làm gì. Trừ phi hắn có thể xem cái này hai cái đồ vô sỉ vậy, không thèm để ý chút nào những thứ này vô tội sinh mạng. Đáng tiếc hắn không làm được. Diệp Thần tiến thối lưỡng nan. Vừa lúc đó, công kích không tới Diệp Thần thôn dân bên trong bắt đầu tung lên một hồi hỗn loạn, trong đó một phần chia thôn dân trong miệng lớn tiếng kêu cái gì, đi một hướng khác chạy đi. Ở dưới tình huống này, Huyền Huyết Tông hai người hộ pháp, lại căn bản không đi ngăn cản. Diệp Thần lóng tai lắng nghe, nhất thời thất kinh. Bởi vì các thôn dân họ hét loạn lên kêu lên nội dung, đã biến thành, giết chết tai tinh, giải cứu Thái Bình thôn. Tiếng khẩu hiệu càng ngày càng lớn, dần dần đổi được ngay ngắn,
vang khắp toàn bộ bầu trời đêm. Giết chết Tai Tinh, giải cứu Thái Bình Thôn. Giết chết Tai Tinh, giải cứu Thái Bình Thôn. Cầm Diệp Thần không có biện pháp chút nào, lại căn bản không chống đỡ nổi Huyền Huyết Tông hộ pháp sát ý thôn dân, vì có thể sống, lại đơn thuần cho rằng, nếu hết thảy bởi vì Tai Tinh A Mao lên, vậy chỉ cần giết chết A Mao, nguy cơ tự nhiên có thể giải trừ. Diệp Thần thấy vậy, rốt cuộc cảm thấy một chút đau lòng. Hắn không đi quản nữa, Huyết Khô Linh Tôn tiếp tục ném lên giữa không trung thôn dân, nghiêng đầu liền hướng mình ở tạm gian nhà bay đi. Cùng hắn chạy tới nhà bầu trời, tức giận đám người đã đụng vỡ cửa phòng, đang dự định xông lên vào phòng. Diệp Thần rơi xuống đất ngay tức thì, sát kiếm không chút lưu tình vung ra. Đối với những thứ này liền đứa bé cũng không muốn bỏ qua thôn dân, không cần thiết hạ thủ lưu tình. Một phiến trong tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thần vọt vào bên trong nhà. Mới vừa tỉnh ngủ nhỏ A Mao, lúc này đã bị đánh thức, đang nhìn mình lom lom mắt to, nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước. Hắn một cái từ trên giường kéo A Mao, ôm ở trong ngực của mình. Diệp Thần vẻ mặt lạnh như băng đối với tụ tập ở cửa các thôn dân nói, dám động A Mao người, chết. Các thôn dân không khỏi được lui về phía sau một bước. Ha ha ha, một trận cười điên cuồng tiếng sau đó, Huyết Khô Linh Tôn thanh âm, ngay sau đó từ ngoài cửa truyền vào. Chẳng lẽ cái đứa nhỏ này là ngươi con riêng, vì hắn ngươi lại không tiếc uy hiếp một đám tay không tấc sắt người. Diệp Thần không nhịn được mắng, Huyết Khô Linh Tôn, các ngươi những thứ này tà tu, đã tu không có một chút nhân tính, nhưng vì thế dương dương đắc ý, không biết chút nào liêm sỉ. Ha ha, đại lộ vốn là vô tình, con đường tu hành trên nếu không phải có thể vứt bỏ nhân gian tình dục, lại tại sao có thể đã thành đại lộ. Huyết Khô Linh Tôn hơn nữa đắc ý nói. Nếu ngươi không làm được một điểm này, vẫn là hơn suy nghĩ một chút, nên như thế nào mới có thể tránh được hôm nay kiếp đi. Vừa nói, Huyết Khô Linh Tôn lần nữa lớn tiếng cổ động thôn dân, trọng thân trước khi điều kiện. Đếm tiếng sau khi hét thảm, các thôn dân lần nữa hướng bên trong phòng tràn vào. Diệp Thần trong lòng biết né tránh cũng là vô dụng, chỉ có mau sớm đánh bại Huyền Huyết Tông hai vị hộ pháp, mới có thể tận lực cứu càng nhiều thôn dân hơn. Nghĩ tới đây. Hắn nhất thời ngoan hạ tâm lai, một tay ôm thật chặt nhỏ A Mao, trong một cái tay khác sát kiếm kiếm mang điên dài, xông về ngoài cửa. Một hồi tiếng kêu thảm thiết đi đôi với văng tứ phía máu tươi, Diệp Thần rốt cuộc mở ra một cái đường máu, hai vị hộ pháp liền tại tiền phương cách đó không xa. Ha ha, Huyết Khô Linh Tôn cười nói, có tiến bộ. Tiếp theo quỷ đầu trượng múa, một hồi quỷ khí bao phủ dưới, thôn dân chung quanh mặt liền biến sắc, hơn nữa quên mình hướng Diệp Thần vọt tới. Những thứ này bị quỷ khí bao phủ thôn dân, đã cùng trước không giống nhau lắm, lại nữa chỉ là một mặt chịu chết, mỗi cái thân thể người đều tràn đầy Huyết Khô Linh Tôn ban cho quỷ khí lực, một quyền một cước vậy đều tràn đầy đến gần thái chân cảnh lực lượng. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Diệp Thần trong lòng biết lúc này coi như muốn cứu những thứ này dính quỷ khí thôn dân, vậy là chuyện không thể nào, vì vậy thúc giục đạo linh lửa, sát kiếm lần nữa cuồng vũ đứng lên. Đạo linh lửa một dính vào người mang quỷ khí thôn dân, liền bắt đầu điên cuồng thiêu đốt bọn họ thân thể. Hơn nữa hủy diệt đạo ấn ăn mòn, cả hai thống khổ đồng thời dưới tác dụng, để cho những thôn dân này thảm thiết kêu rên, ở trong bầu trời đêm không ngừng vọng về. Các ngươi cũng trợn to hai mắt cho ta nhớ, như vậy địa ngục cảnh tượng, đều là cái thằng nhóc này một tay tạo thành. Huyết Khô Linh Tôn lớn tiếng đối với sau lưng bình thường các thôn dân kêu, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Các thôn dân nhìn mình người thân bạn tốt, gặp giống như trong địa ngục mới có thống khổ, nhất thời lần nữa khóc giống quỳ xuống một phiến, cầu khẩn Diệp Thần nương tay cho, dù là cho người thân một thống khoái, để cho bọn họ thiếu gặp một chút thống khổ cũng tốt. Diệp Thần mình thật ra thì vậy sớm đã có chút tại tim không đành lòng, cho dù những thôn dân này muốn giết chết mình và A Mao, vậy cũng chỉ là vì có thể sống mà thôi. Nói những thứ này nữa thôn dân cho dù dính liền quỷ khí. Mình cho dù không cần đạo linh lửa và hủy diệt ý, cũng có thể giết chết những thứ này đã không cứu thôn dân. Không đúng. Muốn thu hồi đạo linh lửa ngay tức thì, Diệp Thần nhất thời công khai, đây chính là Huyết Khô Linh Tôn mong muốn hiệu quả. Không có đạo linh lửa và hủy diệt đạo ấn, mình liền vậy mất đi khắc chế đối phương ưu thế. Chỉ dựa vào mình bây giờ tu vi, nếu như Huyết Khô Linh Tôn một người, hắn còn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng là hữu hộ pháp giống vậy mắt lom lom thủ ở một bên, làm sao sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu là không có cái này khác biệt cậy vào,
mình vô luận như thế nào vậy không có cách nào chiến thắng bọn họ hai người. Vô sỉ! Diệp Thần cắn răng thấp giọng mắng, nhưng lại biết rõ đối với mình bất lợi dưới tình huống, như cũ đem đạo linh lửa và hủy diệt ý thu hồi trong cơ thể. Chỉ bằng tự thân tu vi, sát kiếm hơn nữa điên cuồng quơ múa ra một phiến sắc bén. Dính liền quỷ khí thôn dân, tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ xuống, cho đến toàn bộ bầu trời đêm lại thuộc về bình tĩnh. Diệp Thần lúc này vậy tiêu hao không nhỏ, có chút thở hồng hộc kiếm chỉ huyết khô linh tôn, muốn cùng hắn trực tiếp tỉ thí. Ngay tại lúc này, huyết khô linh tôn một giọt máu tươi bước ra, lần nữa huy động quỷ đầu trượng, ngón tay bắt pháp quyết, bỗng nhiên tới giữa, khắp nơi tử thi lần nữa đứng lên, lần nữa đem Diệp Thần bao vây trong đó. Huyết khô linh tôn đắc ý cười, ha ha ha, tiểu tử ngươi từ từ giết thống khoái đi. Diệp Thần chỉ có thể lần nữa múa sát kiếm, chém hướng những thứ này sống lại người chết. Thật may những thứ này tử thi lại nữa kêu thảm thiết, để cho Diệp Thần trong lòng giảm bớt một chút áy náy ý. Làm phần lớn tử thi rốt cuộc chia năm xẻ bảy, lại cũng đứng không sau khi thức dậy, huyết khô linh tôn khẽ mỉm cười, lại vũ động quỷ đầu trượng, dùng quỷ khí đem một ít may mắn còn sống sót thôn dân bao phủ, gia nhập tử thi công kích bên trong. Nếu như vậy một mực đánh xuống, lúc nào mới là một đầu. Hơn nữa bó tay bó chân Diệp Thần, lúc này trong cơ thể linh khí đã tiêu hao rất lớn một phần chia, nếu như tiếp tục như vậy nữa, linh khí hao hết sạch để gặp, chính là hắn thất bại lúc. Diệp Thần một bên múa sát kiếm, một bên lo lắng suy nghĩ đối sách. Lúc này hắn sau lưng bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua, ngay sau đó Diệp Thần liền cảm thấy sau lưng gặp trùng trùng nhất kích, vô tận cự lực rơi xuống, cả người đã bị chợt đánh bay đến giữa không trung. Rơi xuống đất ngay tức thì, Diệp Thần vẫn không quên dành trước bảo vệ ôm vào trong ngực nhỏ A Mao, cho dù vì vậy để cho mình nghiêng người, trùng trùng ngã xuống đất. Không chờ Diệp Thần đứng dậy, bị khống chế thôn dân đã xuống lại. Diệp Thần lại cũng không lo cái khác, hồng mông đại tinh không chợt tạo ra, đem đè ở trên người thôn dân toàn bộ văng ra. Đến khi lần nữa đứng dậy sau đó, Diệp Thần nhất thời thất kinh. Bởi vì trong ngực A Mao, đã bị người mang đi. A Mao. Nhỏ A Mao căn bản không xảy ra tiếng, trước mắt tất cả đều là vẻ mặt khác thường thôn dân, căn bản không thấy được hắn bóng người. Diệp Thần nhất thời giận dữ. Nhưng là không chờ hắn có động tác, trước tập kích hắn bóng đen, lần nữa tấn công tới. Mặc dù nhỏ A Mao không biết tung tích, nhưng là Diệp Thần vậy vì vậy lại nữa bó tay bó chân. Hủy diệt đạo ấn uy lực mở hết, sát trên thân kiếm đạo linh lửa hừng hực cháy, điên cuồng hướng bóng đen chém tới. Bành! Một tiếng kịch liệt sau khi đụng, bóng đen rốt cuộc dừng ở Diệp Thần trước mặt. Không phải người khác, chính là hữu hộ pháp đánh lén. Diệp Thần lần nữa nắm chặt sát kiếm, tràn đầy tức giận nâng kiếm công tới. Hữu hộ pháp công pháp bên trong nhưng chút nào không chứa tử khí, Diệp Thần ưu thế ở trên người hắn căn bản không có hiệu quả. Chính là bởi vì như vậy, mới do hữu hộ pháp vào lúc này đối với hắn phát động đánh lén. Hai người chỉ có thể bằng vào tự thân thực lực, cứng đối cứng ganh đua cao thấp. Nhưng là Diệp Thần đã chiến quá lâu, trước lại là bởi vì không đành lòng thôn dân thống khổ, tiêu hao rất nhiều linh khí, mà hữu hộ pháp nhưng tinh lực dư thừa, chờ cơ hội mà động. Hơn nữa sau khi giao thủ, Diệp Thần rất nhanh cảm nhận được hữu hộ pháp thực lực, chỉ ít ở thái chân cảnh tầng 8 thiên. Không thể kéo dài được nữa. Diệp Thần hốc mắt đỏ thẫm. Nếu quy tắc của nơi này để cho có chút võ đạo không cách nào vận dụng, vậy hắn liền dùng đã từng là nguyệt hồn trảm. Lần trước địa tâm vực cơ duyên để cho hắn thu hoạch không thiếu, hắn đối với nguyệt hồn trảm cảm ngộ vậy càng ngày càng sâu. Nhưng bởi vì lệ thuộc vào cái khác võ đạo, nguyệt hồn trảm ngược lại là rất ít vận dụng. Lần này vừa vặn nhìn một chút nguyệt hồn trảm hôm nay là uy lực gì. To lớn sát kiếm bên trên, màu đen kiếm phong bên trên lưu chuyển màu đen lưu quang. Phát ra suy suy thanh âm. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần tới. Giờ phút này, Diệp Thần tay cầm trường kiếm, sửng dưng đứng, một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đầu tiên là, đem linh lực đổi thành làm lực tính, rồi sau đó, chính là hồn thể chuyển hóa. Lại đem lực lượng, đổi thành là hồn lực. Trong chốc lát, Diệp Thần thần hồn lực, đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ. Rồi sau đó, trong tay sát kiếm bên trên, kiếm quang rạo rực. Vậy vô cùng hồn lực, bơm vào đến trường kiếm bên trong,
Nguyệt Hồn Trảm, bộc phát ra. Vậy dâng trào hồn lực thi triển Nguyệt Hồn Trảm, đủ để làm thiên địa biến sắc. Nguyệt Hồn Trảm. Giờ khắc này, khí thôn sơn hà, nhật nguyệt không sáng. Mạnh yếu ngay tức thì giao dịch thế, hữu hộ pháp không nhịn được lui về phía sau. Tiếp lấy. Huyết Khô Linh Tôn thanh âm bỗng nhiên truyền tới, tiếp theo Diệp Thần liền thấy hắn đem một cái thân ảnh nho nhỏ, hướng hữu hộ pháp ném tới. Hữu hộ pháp thuận tay chụp tới, đem cái thân ảnh kia chắn trước người mình. Diệp Thần nhận ra cái thân ảnh kia, gắng gượng đem chặt xuống một nửa sát kiếm ngừng lại. Mượn cái này cơ hội, hữu hộ pháp ôm trước nhỏ A Mao trôi giạt lui về phía sau, giấu thân ở một đám thôn dân sau đó, mà Huyết Khô Linh Tôn đã lần nữa huy động quỷ đầu trượng, chỉ huy các thôn dân, hướng Diệp Thần tập kích qua tới. Đã không có đường lui Diệp Thần, ngay tức thì xua tan ngăn ở mình phía trước thôn dân, một hồi quỷ khóc sói tru trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn ngay tức thì vọt tới Huyết Khô Linh Tôn trước mặt. Huyết Khô Linh Tôn thấy vậy nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng đi về sau bỏ chạy. Diệp Thần nơi nào lại chịu cho hắn lưu xuống cơ hội, hủy diệt đạo ấn toàn lực thúc dục, đạo linh lửa giống như một con rồng lửa vậy xông ra, sát kiếm bộc phát ra vô tận kiếm ý, ngay tức thì đem Huyết Khô Linh Tôn chiếm đoạt. Một hồi tiếng kêu thảm thiết sau này, Huyết Khô Linh Tôn hoàn toàn hóa là xương máu, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Huyết Khô Linh Tôn sau khi biến mất, bốn phía tử thi mất đi khống chế, nhất thời ùm thông toàn bộ ngã trên đất, may mắn còn sống sót thôn dân, cũng đều sợ hãi kêu tứ tán trốn ra, biến mất ở hắc ám bên trong. Diệp Thần đỏ mắt, trợn mắt nhìn đứng ở cách đó không xa hữu hộ pháp, nghiêm nghị nói, buông xuống A Mao. Hi hi, ngươi lấy là ta ngu à? Hữu hộ pháp gặp Huyết Khô Linh Tôn cơ hồ ở ngay lập tức tới giữa cũng đã chiến bại, trong lòng nhất thời có chút kinh hoàng. Không có Huyết Khô Linh Tôn khống chế còn thừa lại thôn dân, lúc này lại muốn giết chết Diệp Thần, sợ rằng đã không có dễ dàng như vậy. Nhưng là thật may cái này đứa nhỏ rơi vào trong tay mình, chỉ ít bằng vào một điểm này, cũng có thể uy hiếp được Diệp Thần. Vì vậy hắn làm sao sẽ ngoan ngoãn nghe lời, buông xuống trong ngực nhỏ A Mao. Ha ha ha, ta xem ngươi là nói vớ vẩn. Hữu hộ pháp che giấu sợ hãi trong lòng, từ trên mặt gạt bỏ một chút nụ cười cứng ngắc. Đưa tay đem trong ngực đứa nhỏ ôm càng gia tăng. Nếu như người chịu tại chỗ tự sát, ta ngược lại là có thể cân nhắc, thả qua còn dư lại thôn dân còn có cái này đứa nhỏ. Nếu không, Diệp Thần làm sao chịu tin hữu hộ pháp chuyện hoang đường. Nếu hắn không chịu thả qua A Mao, vậy chỉ có tự mình ra tay mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chợt phung lên sát kiếm, chợt vọt tới. Hữu hộ pháp gặp sát kiếm công tới, vội vàng cầm ra vũ khí phản công lại. Nhưng là có cái đứa nhỏ ở trong ngực cản trở, nhất thời không đỡ được, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần chiếm hết ưu thế, một kiếm đâm về phía hữu hộ pháp, bỗng nhiên tới giữa, A Mao bóng người lần nữa ngăn cản tại tiền phương, để cho hắn một kiếm này không có cách nào lại đâm xuống. Hữu hộ pháp cười lạnh một tiếng, dứt khoát bắt A Mao giữa lưng, làm tấm thuẫn vậy dùng đứng lên. Mỗi coi mình không đỡ được lúc đó, trực tiếp dùng đứa nhỏ ngăn cản, Diệp Thần tự nhiên lui về. Ở như vậy sách lược dưới, cho dù lúc này Diệp Thần thực lực chân thật vượt xa đối phương, nhưng cũng khắp nơi bị chế, căn bản không phải đối thủ. Bành! Ở Diệp Thần nhiều lần do dự dưới, hữu hộ pháp vũ khí trong tay hung hãn đánh trúng Diệp Thần ngực, hắn không khỏi được hơi thở hơi chậm lại, một hơi máu tươi đỏ thấm khạc ra. Hỏa Linh Nhan Tuyền Nhi cảm nhận được liền Diệp Thần nguy cơ, chủ động hiện thân đi ra, quanh thân tản ra quỷ dị ngọn lửa, bảo vệ ở Diệp Thần trước mặt. Ha ha! Hữu hộ pháp nhìn một cái Nhan Tuyền Nhi, khinh thường nói, đạo linh lửa hỏa linh, ngược lại có chút ý, nếu như ngươi muốn giữ được chính ngươi, cũng không muốn xen vào việc của người khác, sớm tự tìm con đường sống đi đi. Ta không cho phép ngươi khi dễ công tử. Nhan Tuyền Nhi cắn răng vừa nói, mang theo hừng hực lửa cháy mạnh, xông về hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp cười lạnh một tiếng, vũ khí trong tay nhẹ nhàng huy động. Một hồi tản ra gai mũi mùi xương máu bỗng nhiên lan tràn ra, đạo linh lửa vừa đụng đến mảnh máu này xương mù, lại thử một tiếng, dập tắt một mảng lớn. Nhan Tuyền Nhi mặc dù không biết hơi nước rốt cuộc là thứ gì, nhưng là đối phương nhưng rõ ràng có thể khắc chế mình, nàng không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau mấy bước, lại không chịu tránh ra, như cũ đem Diệp Thần ngăn ở phía sau. Hữu hộ pháp mặt lạnh uy hiếp nói, việc này người máu trong tim cùng 33 loại độc vật luyện chế 33 xương máu ngươi đã thấy qua, căn bản không phải đối thủ, vì sao còn chưa tránh ra.
Nhan Tuyền Nhi quật cường nói, ta chính là không cho phép ngươi tổn thương công tử. Ta hảo tâm thương tiếc ngươi luyện ra linh thức không dễ, nếu không biết điều nói, vậy thì cùng lên đường đi. Hữu hộ pháp vừa nói, mảng lớn xương máu chợt tản ra, hướng Diệp Thần phương hướng bao vây. Nhan Tuyền Nhi mau tránh ra. Diệp Thần thấy vậy, khó khăn trỏi người lên, đối với bảo vệ ở trước người mình Nhan Tuyền Nhi nói. Ta không. Nhan Tuyền Nhi cố ý cự tuyệt. Lúc này ba xương máu đã đến Nhan Tuyền Nhi trước mặt, màu đỏ tím lửa cháy mạnh không ngừng nhúc nhích tắt, mặt nàng trên lộ ra đau khổ vẻ mặt. Huyền tiên tử, mượn ta lực lượng. Vội vàng tới giữa, Diệp Thần chỉ thật là lớn tiếng tìm kiếm Huyền Hàn Ngọc trợ giúp. Ngay tại xương máu tiếp tục mở rộng để gặp, Huyền Hàn Ngọc rốt cuộc đáp lại một tiếng, đem mình lực lượng cho mượn liền Diệp Thần. Cuồn cuộn lực lượng cuốn tới, hắn vội vàng nhảy lên một cái, khống chế Nhan Tuyền Nhi, lui về sau mấy chục trượng khoảng cách, tạm thời tránh ra huyết phụ phạm vi. Hữu hộ pháp cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích tới đây. Huyền Hàn Ngọc trợ giúp, để cho Diệp Thần tạm thời khôi phục năng lực chiến đấu. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Linh lực hao hết cộng thêm cắn trả tổn thương còn không có khôi phục, rất nhiều lá bài tẩy như cũ không cách nào vận dụng. Huống chi nhỏ A Mao còn ở trong tay đối phương, Diệp Thần càng là khắp nơi bị chế. Thằng nhóc thúi, là ngươi ép ta, đốt ta máu tươi, diệt thần diệt ma. Hữu hộ pháp không dám lãng phí nữa thời gian, bước ra một giọt máu tươi, cả người lại đốt đốt. Hơi thở ngay tức thì nổ. Hắn không tiếc cháy tu vi, cũng phải chu diệt Diệp Thần. Mắt thấy dơ lên thật cao tang huyết linh bổng thì phải rơi xuống, một mực bị hữu hộ pháp gắt gao bắt lưng nhỏ A Mao, bỗng nhiên vùng vẫy thân thể, huy động hai tay muốn cướp đoạt trong tay đối phương tang huyết linh bổng. Đáng tiếc bởi vì hắn chân thực quá mức nhỏ yếu, một cái 3-4 tuổi đứa bé, vừa có thể làm những gì, hai cái tay nhỏ bé cũng bất quá là ở hữu hộ pháp trên cánh tay lắc tới lắc lui. Lúc này Diệp Thần đã không có uy hiếp, hữu hộ pháp dứt khoát chê vung tay lên, chợt đem nhỏ A Mao vứt xuống đất. Thật cản trở, trước đưa người cái nhóc lên đường đi. Hữu hộ pháp vừa nói, tang huyết linh bổng đổi lại phương hướng, một gậy liền hướng ngã xuống đất nhỏ A Mao trên mình đánh. Không muốn. Diệp Thần muốn ngăn cản, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn tang huyết linh bổng rơi vào A Mao trên mình. Ở một gậy này uy lực dưới, thân thể nho nhỏ làm sao có thể chịu nổi, nhất thời vặn vẹo thành một cái quỷ dị tư thái. Bất quá cho dù là như vậy, nhỏ A Mao trong miệng, vẫn không có phát ra một chút thanh âm. Diệp Thần trơ mắt nhìn A Mao bị hữu hộ pháp một gậy đánh chết, vô tận tức giận cuộn sạch toàn thân. Hữu hộ pháp cười hì hì nói, tiểu tử ngươi không cần nóng lòng, tiếp theo coi như đến ngươi. Ngay tại lúc này, đã hoàn toàn rơi xuống A Mao, sắc mặt dần dần biến thành một hồi màu tím bầm, nguyên bản vô thần con ngươi, đang thay đổi thành màu xanh sau đó, lần nữa chuyển động lực. Thân thể nho nhỏ, từ 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 dưới đất bò dậy. Nhìn cái này quỷ dị cảnh tượng, Diệp Thần và hữu hộ pháp đều thất kinh. Huyết khô linh tôn đã sớm chết đã lâu. Hắn hai người chúng ta lại căn bản không sẽ bất kỳ khống chế tử thi thủ đoạn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ dưới đất bò dậy nhỏ A Mao, thân thể có chút cứng đờ đi tới hữu hộ pháp bên người, bỗng nhiên ôm lấy hữu hộ pháp vẩy cái chân, hung hãn ở trên bắp chân cắn. Hữu hộ pháp bay lên một cước, xa xa đem nhỏ A Mao đá bay ra ngoài. Nhỏ A Mao lần nữa từ dưới đất từ từ bò dậy, tiếp tục đi bên này liền tới đây. Hữu hộ pháp không để ý nữa cái này tiểu quỷ. Cho dù hắn sống lại vừa có thể như thế nào, còn có thể cắn chết mình không được. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa giơ lên tang huyết linh bổng, dự định chu diệt Diệp Thần. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Bỗng nhiên tới giữa hắn cảm thấy không đúng, bị cái đó tiểu quỷ cắn trúng địa phương, một hồi tê dại ý nhanh chóng khuếch tán ra, từ bắp chân cấp tốc đi lên lan truyền, đến mức hắn chỉ cảm thấy được thân thể tựa hồ đã không nghe mình sai khiến. Hữu hộ pháp kinh hô một tiếng, nhưng không được xen vào nữa Diệp Thần, lui về phía sau hai bước sau đó, vội vàng tại chỗ ngồi xuống, thúc giục linh khí, muốn đem cảm giác này bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là trong cơ thể cảm giác vô hình vô chất, cũng không là loại nào đó độc dược, càng không phải là khí tức gì, coi như hắn điều động toàn thân linh khí đi kháng nhận định, loại cảm giác đó vậy không chút nào chịu ảnh hưởng, như cũ không ngừng mở rộng phạm vi. Mà sống lại sau nhỏ A Mao. Tiếp tục từ từ hướng hai người chỗ chỗ đi tới.
Đến khi nhỏ A Mao sắp đi tới bọn họ bên người lúc đó, hữu hộ pháp lúc này trừ đầu còn có thể chuyển động, toàn thân cao thấp đã hoàn toàn không bị khống chế. Mà Diệp Thần cũng không có ngồi chờ chết, hắn đã vùng vẫy bỏ dậy, lảo đảo lắc lư đứng ở hữu hộ pháp trước mặt. Nhìn Diệp Thần giơ lên sát kiếm, hữu hộ pháp trợn to hai mắt, tựa đầu đong đưa phải cùng chống lắc như nhau, mặt đầy hoảng sợ bắt đầu cầu xin tha thứ. Không muốn, không nên giết ta, van cầu ngươi tha ta một cái mạng. Diệp Thần phí sức từ trên mặt gạt bỏ một nụ cười hỏi, dựa vào cái gì? Chỉ cần ngươi thả qua ta, sau này ta làm trâu làm ngựa vậy sẽ báo đáp ngươi đại ân, mặc cho ngươi điều khiển tuyệt đối không có câu oán hận. Ta không cần. Diệp Thần nhắc tới sát kiếm, vô tận kiếm ý phun trào, ngay tức thì, hữu hộ pháp hóa là một phiến xương máu. Hữu hộ pháp vừa mới chết, nhỏ A Mao vừa vặn lảo đảo lắc lư đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần cúi đầu nhìn trở nên có chút khác thường A Mao, màu tím bầm dưới da, thiên yêu hơi thở bộc phát rõ ràng. Hắn dùng sát kiếm chống nổi mình thân thể, chậm rãi ngồi dưới đất, đem đứng ở một bên A Mao kéo đến trước mặt mình, sau đó cười thảm một tiếng. Chàng này thảm thiết thắng lợi, rốt cuộc coi như là chuyện gì xảy ra. Thái Bình thôn thôn dân mình không có bảo vệ tốt, chỉ còn lại không nhiều thôn dân may mắn tránh được một kiếp, A Mao mình cũng không có bảo vệ thỏa đáng, A Mao hiện ở cái trạng thái này, mình thậm chí cũng không có biện pháp phân biệt, hắn rốt cuộc sống hay chết. Diệp Thần không khỏi được nhìn chằm chằm A Mao biến thành màu xanh con ngươi ánh mắt hỏi, A Mao, ngươi vì sao sẽ chết mà sống lại? Cái vấn đề này, hắn căn bản không có trông cậy vào đối phương có thể nói cho hắn câu trả lời, dẫu sao trước là cái sống sờ sờ đứa nhỏ lúc đó, cũng liền một chút thanh âm vậy không phát ra được, bắt đầu hắn lấy là A Mao chỉ là một người câm, qua đã mấy ngày sau đó hắn mới phát hiện, A Mao căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm. Không nghĩ tới A Mao lại chậm rãi lắc đầu một cái. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc vui mừng truy hỏi nói, chẳng lẽ ngươi thật ra thì cũng chưa chết. Nhưng mà trên mình ngươi sự biến hóa này, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tiếp theo A Mao lại lắc đầu. Đây là ý gì? Nhỏ A Mao là muốn nói mình đã chết, nhưng là cũng chưa chết mà sống lại. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn còn đang suy tư lúc đó, chỉ gặp A Mao đem mình tay nhỏ bé đưa ra ngoài, tựa hồ muốn thứ gì? Trong hộp đá vậy chỉ sừng. Diệp Thần lập tức kịp phản ứng, lấy ra vậy chỉ sừng đặt ở A Mao trong tay. Lần này cái này sừng đến A Mao trong tay, bỗng nhiên tản ra một hồi nhàn nhạt màu xanh ánh sáng. Mà Diệp Thần trên mình đột nhiên xông ra thiên yêu dấu vết. Màu xanh ánh sáng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể thiên yêu dấu vết bên trong, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần lấy là A Mao bắt được cái này sừng sau đó, sẽ có ích lợi gì, nhưng là đến khi ánh sáng tắt, hết thảy không có chút nào biến hóa. Mà nhỏ A Mao lần nữa đem vậy chỉ sừng nhét trở về Diệp Thần trong tay. A Mao ngươi muốn ta làm gì? Diệp Thần vội vàng truy hỏi nói, là cùng cái này sừng có liên quan sao? Vừa lúc đó, sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc chiếu vào liền Diệp Thần trên mặt, vậy chiếu vào liền A Mao trên mình. A Mao thân thể, bỗng nhiên trở nên có chút trong suốt, theo trong cơ thể tản mát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, ngay sau đó càng đổi càng nhạt, hóa thành điểm điểm tinh quang, cũng là tràn vào mình trong cơ thể thiên yêu dấu vết bên trong. Nhưng Diệp Thần nhưng ở A Mao tiêu tán sau đó, nghe được một câu đầy đủ. Thiên yêu sơ hồn hiện, thiên yêu cổ thành tế, vạn cổ đại điển, lên. Diệp Thần con người đông lại một cái, chẳng lẽ cái này nhỏ A Mao là thiên yêu sơ hồn? Nói cách khác, nhỏ A Mao chính là thiên yêu trạng thái nào đó. Nhỏ yếu nhất trạng thái. Chẳng lẽ nhỏ A Mao thậm chí còn thôn này rơi đều là thiên yêu thủy tổ bố trí? Diệp Thần nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Sau khi trời sáng, Diệp Thần lặng lẽ rời đi Thái Bình thôn. Đêm qua thảm kịch mặc dù không có thể trách đến hắn trên đầu, hắn vậy hết sức muốn cứu càng nhiều thôn dân hơn, nhưng là tình huống như cũ không quá lạc quan, toàn thôn ở nơi này trường kiếp nạn trong đó, như cũ tổn thất phần lớn thôn dân. Cuối cùng liền sống lại nhỏ A Mao, vậy ly kỳ tiêu tán. Nếu như mình hoàn toàn thức tỉnh luân hồi huyết mạch, lại đem bộ phận này người sống lại đi. Bất quá vừa nghĩ tới A Mao trên mình phát sinh ly kỳ hiện tượng, nhưng lại một lần nữa gợi lên Diệp Thần tò mò chi tâm. Hơn nữa mình mất rất khí lực lớn tìm được vậy chỉ sừng, A Mao vậy mấy lần đưa cho mình, trong đó lại cất giấu bí mật gì. Diệp Thần lần nữa cầm ra vậy chỉ sừng,
vừa cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng là trừ sừng bên trong như cũ tản ra thiên yêu hơi thở, hắn vẫn không có bất kỳ phát hiện. Nhưng là hồi tưởng A Mao biến mất trước khi cuối cùng động tác, và lúc ấy sừng bên trong phát ra nhàn nhạt màu xanh ánh sáng, Diệp Thần rõ ràng, sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có lẽ tháo ra điều bí mật này sau đó, liền cũng có thể tháo ra A Mao trên mình bí mật, thậm chí có thể làm cho hắn lần nữa sống lại. Nhưng mà hắn lại nên từ vì sao bắt tay đâu. Hôm nay thiên yêu còn không có tỉnh lại, hiển nhiên là hết thảy muốn mình đi tìm, mà cũng không phải là cho hắn chỉ điểm. Loại cảm giác này tựa hồ là thiên yêu đang sợ cái gì. Quy tắc, thiên yêu cấp bậc này tồn tại, vẫn còn có sợ hãi. Vẫn là nói sợ ảnh hưởng loại nào đó bố trí. Bất quá Diệp Thần mơ hồ biết hết thảy các thứ này đáp án ở nơi nào. Chính là vậy cái gọi là thiên yêu cổ thành. Địa tâm vực lại có một tòa thiên yêu cổ thành. Có thể thiên yêu cổ thành ở nơi nào? Hắn tuy có thể cảm giác đạo thiên yêu hơi thở, nhưng hôm nay nhưng là không biết nên như thế nào ra tay. Huyền tiên tử, người biết thiên yêu cổ thành rơi xuống sao? Huyền Hàn Ngọc lắc đầu một cái nói, thiên yêu nhất tộc hành tung năm đó mặc dù ở địa tâm vực không tính là ít gặp, nhưng là thiên yêu cổ thành thành tựu bọn họ thánh địa, tùy tiện không hề sẽ tiết lộ cho người ngoài địa chỉ chỗ, vì vậy ta chỉ là nghe qua danh tự này, nhưng không biết ở địa phương nào. Diệp Thần trong lòng thật vất vả dâng lên hy vọng, lần nữa tan biến. Hắn có chút không cam lòng hỏi, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác tìm được thiên yêu cổ thành. Trừ phi tìm được thiên yêu nhất tộc hoặc là thiên yêu thủy tổ hồi phục lại nói cho ngươi. Đúng rồi, người trước là không phải đã nói, vậy chỉ sừng ở đó một đứa nhỏ trong tay, đã phát ra màu xanh ánh sáng. Diệp Thần gật đầu hỏi, người nghĩ tới điều gì đầu mối mới sao? Huyền Hàn Ngọc nói, có lẽ vậy chỉ sừng có thể dẫn chúng ta tìm được thiên yêu cổ thành, có lẽ đang ở phụ cận. Người nói là, vậy chỉ sừng và thiên yêu cổ thành tới giữa, sẽ có liên lạc tồn tại. Huyền Hàn Ngọc gật đầu một cái nói, cái này cũng chỉ là ta suy đoán, bởi vì nghe nói lúc ban đầu thiên yêu sừng chính là màu xanh, cho đến hiện tại vậy có rất nhiều thiên yêu nhất tộc, cho rằng màu xanh sừng đại biểu hơn nữa thuần tránh thiên yêu huyết thống. Diệp Thần một lần nữa cầm ra vậy chỉ sừng, nghi ngờ nói, nhưng mà phải nên làm như thế nào, mới được nó nhắc nhở. Hắn thử hướng sừng bên trong rót vào linh khí, nhưng là vậy chỉ sừng không chút nào biến hóa, thậm chí thử dùng đạo linh lửa đi nấu, cũng không có tác dụng. Ngay tại Diệp Thần cầm vậy chỉ sừng hết đường xoay sở đi tới đi lui lúc đó, hắn bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, coi mình đem sừng mặt hướng đông nam lúc đó, sừng bên trong tản ra thiên yêu hơi thở tựa hồ hơn nữa đậm đà một ít. Diệp Thần mừng rỡ nói, chẳng lẽ thiên yêu cổ thành liền ở cái phương hướng này? Hắn ngay sau đó lên đường, hết tốc lực đi hướng đông nam đi. Ước chừng qua một ngày, Diệp Thần rốt cuộc dừng lại. Chỉ vì là xuất hiện trước mặt một tòa cổ thành. Cổ thành bên trong lại là có một cái pho tượng to lớn. Pho tượng kia Diệp Thần trong lòng mơ hồ khẳng định, chính là bữa trước yêu. Đây cũng là thiên yêu cổ thành. Chỉ là thời khắc này Diệp Thần nhưng là phát hiện, thiên yêu cổ thành, đã thành là một mảnh phế tích. Vô tận phế tích. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huyền tiên tử, người biết không? Diệp Thần hỏi. Huyền Hàn Ngọc do dự rất lâu, mới mở miệng nói, nơi này có một chút võ đạo lưu lại, nhưng cái này võ đạo lưu lại ý chí đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nếu như ta không đoán sai, nơi này sở dĩ trở thành một mảnh phế tích, chính là bởi vì mấy vị vượt xa thái chân cảnh tuyệt thế cường giả, ở chỗ này giao thủ. Sợ rằng lúc ấy hư không sụp đổ, võ đạo phá hoại quy tắc, cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thần con người đông lại một cái, đã xác định đây chính là thiên yêu để cho mình tới địa phương. Chỉ là thiên yêu trong miệng món đồ kia, rốt cuộc là cái gì? Ngay tại Diệp Thần do dự lúc đó, vậy chỉ sừng chợt tránh thoát tay mình, hướng trung ương pho tượng bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại là treo lơ lửng ở pho tượng kia trước mắt. Sau đó, lại là hóa là một đạo quang sáp nhập vào pho tượng bên trong. Diệp Thần cả kinh, không có cái này sừng, nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, pho tượng kia hai tròng mắt đột nhiên lóe lên một đạo màu xanh ánh sáng. Rồi sau đó pho tượng lại nứt ra, một cánh cửa rộng mở. Chỉ bất quá cửa bên trong lóe lên cực kỳ kinh khủng yêu khí. Diệp Thần không do dự nữa, chợt bước vào vậy cánh cửa bên trong. Không riêng gì vậy sừng, vẫn là A Mao, vẫn là trải qua hết thảy sự việc,
càng giống như là khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm cuối cùng, tất lại chính là cánh cửa này. Huyền Hàn Ngọc đột nhiên mở miệng nói, cũng may trên mình ngươi có huyền yêu tinh máu và thiên yêu thân thể, nếu không cánh cửa này quy tắc đủ để biến dạng ngươi. Ta có thể cảm giác được cửa này tác dụng là hạn chế không thiên yêu hơi thở tồn tại bước vào. Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng nhìn phía trước, càng sâu nhập trong đó, càng bất an. Nơi này quá an tĩnh. An tĩnh cho người quỷ dị cảm giác. Ở nơi này phải, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đột nhiên phát hiện cái gì, vội vàng bước nhanh. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại. Đồng thời, hắn hai tròng mắt viết đầy rung động. Hắn đi tới một phiến hố to bên bờ. Cái này hố to cơ hồ hơn 10.000 mét. Mấu chốt hố to bên trong, lại có hơn 10.000 đầu yêu tộc. Những thứ này yêu tộc thân thể cong 90 độ quỳ, đầu lâu và mặt đất cực kỳ đến gần. Phảng phất là cam tâm tình nguyện thần phục. Bọn họ hai tròng mắt đóng chặt. Đã không có sức sống. Tốt ở chỗ này trận pháp quy tắc duy trì thân xác của bọn chúng không mục. Đây càng giống như là loại nào đó hiến tế. Mà hiến tế đối tượng, chính là trong hố sâu ương tế đàn. Trên tế đàn có một cái quan tài đá. Chẳng lẽ quan tài đá bên trên nằm thiên yêu thủy tổ? Diệp Thần biết mình không có lựa chọn, chính là không ngừng đến gần. Rất nhanh, chính là xuyên qua vậy vạn yêu, đi tới trên tế đàn. Trước mặt quan tài đá dù chưa mở ra, Diệp Thần nhưng là có thể cảm nhận được hắn kinh người yêu khí. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đưa tay ra mở ra quan tài đá lúc đó, đột nhiên, vậy yên lặng hồi lâu thiên yêu thanh âm vang lên lần nữa. Cho ta dừng tay. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng dừng lại tay. Hắn thở ra một hơi thở dài, nhàn nhạt nói, thiên yêu, người cuối cùng tỉnh, người có biết người bẫy ta bao lâu? Thiên yêu tựa hồ đã sớm biết Diệp Thần mấy ngày này gặp gỡ, mở miệng nói, người biết nơi đây vì sao và cái khác địa tâm vực không giống nhau, có quy tắc hạn chế người hoàng tuyển đồ, thiên kiếm, cùng với rất nhiều võ đạo. Không biết, Diệp Thần đúng sự thật nói. Thiên yêu thủy tổ tiếp tục nói, từ vừa mới bắt đầu. Liền nhất định là khảo nghiệm, Huyền Huyết Tông khảo nghiệm ở chỗ trí tuệ của ngươi, Thái Bình Thôn khảo nghiệm ở chỗ trong lòng ngươi nói, cái này hai đạo khảo nghiệm, nếu là có một đạo thất bại, ngươi thì không thể đạt được cái đó sừng, càng không thể nào đi tới nơi này. Dĩ nhiên Huyền Huyết Tông và Thái Bình Thôn nhưng thật ra là thật tồn tại địa tâm vực, mà bọn họ tồn tại sứ mạng chính là vì cùng có tư cách bước vào người nơi này. Bọn họ không biết, bởi vì bọn họ là chúng sinh, là chúng ta bố cục một con cờ thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng hay là hỏi nói, A Mao cũng là. Thiên yêu gật đầu một cái, thật ra thì A Mao là ta một đạo thần niệm biến thành, thậm chí hắn dáng vẻ, là ta lúc ban đầu dáng vẻ. Năm đó ta còn chưa tu võ lúc đó, liền bị người dự là tai tinh, bị người đuổi, bị người căm ghét, bị người làm nhục. Diệp Thần lần này hoàn giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới thiên yêu thủy tổ lớn mạnh như vậy tồn tại, lại sẽ có như thế chán nản và không chịu nổi năm tháng. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Thiên yêu tiếp tục nói, bất quá người đối với hắn bảo vệ, hay là để cho ta rất vui mừng, ta và huyền yêu đánh cuộc, cũng may ta thắng. Diệp Thần không quan tâm huyền yêu và thiên yêu tới giữa đánh cuộc, nếu hết thảy đều rõ ràng, hắn liền muốn mau sớm rời đi. Dẫu sao cực Bắc Thiên Hải bên trong Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn còn ở nguy hiểm bên trong, cố nhiên có thiên yêu khẳng định, lòng hắn bên trong vẫn là rất nhiều bất an. Mình ở nơi này lưu lại chừng 10 ngày, biết hay không có gì ngoài ý muốn. Diệp Thần tiếp tục nói, thiên yêu, ta lúc nào có thể rời đi nơi này? Diệp Thần vừa dứt lời, một cổ cực kỳ bá đạo và kinh khủng quy tắc lực chính là xuất hiện. Một giây kế tiếp, Diệp Thần sau lưng hư không biến dạng. Một miếng cửa hư không lúc này xuất hiện. Thiên yêu nhàn nhạt nói, hiện tại liền có thể rời đi, bất quá ở trước khi rời đi, người muốn mở ra quan tài đá. Thằng nhóc, ta có chút thay đổi chủ ý, hoặc giả là bởi vì người bảo vệ nhỏ A Mao hình ảnh bị nhiễm liền ta. Người cũng có thể lựa chọn không mở ra quan tài đá, lúc này rời đi. Làm ngươi mở ra quan tài đá liền sau đó, người liền định trước bước chân vào bàn cờ này, cùng gặp phải người nọ. Sẽ bị người nọ phát hiện, sau đó. Có lẽ người biết chết. Diệp Thần nghe được câu này, trầm mặc. Hắn biết quan tài đá bên trong chính là nhân quả. Thậm chí nhân quả sau lưng kẻ địch, không thua vạn khư.
Nhưng mà hắn có Lăng Tiêu võ ý và võ tổ đạo tâm, hắn sau đó lui và sợ hãi sao? Dĩ nhiên sẽ không. Một giây kế tiếp, không cùng Thiên Yêu phản ứng, Diệp Thần chính là chợt mở ra quan tài đá. Quan tài đá bên trong một đạo yêu khí kinh thiên bỗng nhiên xuất hiện. Bên trong cũng không có gì thi thể, mà là một cái xương. Có khắc cổ xưa chữ viết xương. Thiên Yêu giải thích, đây là hỗn độn yêu cốt, yêu tộc chí bảo, cũng là một cái chìa khóa. Ngươi nếu như mang đi, hơn nữa luyện hóa nó, ngươi liền định trước và tên kia là địch, nếu như đụng phải tên kia, hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi ra tay, đến lúc đó, ngươi biết chết, thậm chí không có sống sót sức sống. Thiên Yêu vốn cũng sẽ không nói gì nhiều, hắn đối với Diệp Thần quả thật cảm thấy hứng thú, nhưng còn không có quá phức tạp hơn tâm trạng. Có thể khi thấy Diệp Thần đối với A Mao thái độ sau đó, nhưng là nghĩ tới năm xưa. Hắn ngược lại không hy vọng Diệp Thần là một con cờ, càng không muốn Diệp Thần cuốn vào trong đó. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần không chút do dự đem hỗn độn yêu cốt thu hồi, tiếp tục nói, nên như thế nào luyện hóa. Thiên Yêu ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế quả quyết, vẫn là nói, trước đem nó còn như hoàng tuyền trong bản vẽ một đoạn thời gian, lọc sạch trong đó lệ khí và quy tắc. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hỗn độn yêu cốt liền tiến vào hoàng tuyền trong bản vẽ. Diệp Thần vậy kinh ngạc phát hiện, hoàng tuyền đồ, thậm chí còn thiên kiếm đều có thể vận dụng. Cùng có thể luyện hóa lúc đó, ta thông báo tiếp ngươi, ngươi hiện tại có thể rời đi. Thiên Yêu thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm trạng, nhưng Diệp Thần nhưng là cảm nhận được liền một chút đồng tình. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không do dự, đi tới vậy phiến cửa hư không, trực tiếp bước vào. Một giây kế tiếp, hắn chính là phát hiện mình xuất hiện ở tại chỗ. Hắn nhìn một cái hoàng tuyền trong bản vẽ hỗn độn yêu cốt, không nghĩ nhiều nữa, chợt hướng huyết tử ngục đi. Làm Diệp Thần còn chưa bước vào huyết tử ngục, huyết thần và huyết long chính là cảm giác được Diệp Thần tồn tại, ra nghênh tiếp. Huyết long kích động nói, chủ nhân, ngươi đi lần này chính là mười mấy ngày, mấu chốt chúng ta lại không cảm giác được ngươi nhân quả, chỉ sợ ngươi ra lại chuyện. Diệp Thần cười một tiếng, nho tổ đều chết ở ta trên tay, ta nào có như thế dễ dàng xảy ra chuyện. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta lên đường đi cực Bắc Thiên Hải đi. Được. Lập tức Diệp Thần ngự long phá không, chạy thẳng tới cực Bắc Thiên Hải, huyết thần cưỡi kim nghê thú, theo sát phía sau. Lần này đi cực Bắc Thiên Hải, Diệp Thần có ba sự kiện cần phải giải quyết. Thứ nhất, là điều tra Bắc Võ Tử Đế gia tộc thần vật kia chuyện. Thứ hai, là tra rõ Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ, vì sao vậy sẽ bước vào cực Bắc Thiên Hải. Ba thì, là tìm Phi Hồng Ngọc Tủy, tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Nếu như có thể tu bổ nguyện vọng thiên tinh, cũng đem luyện hóa, vậy Diệp Thần thực lực, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng liên phá lượng nặng, trực tiếp xông phá thủy nguyên cảnh, bước vào còn thật cảnh vậy không nhất định. Lập tức Diệp Thần một đường bể tan tành hư không, lao tới cực Bắc Thiên Hải. Ở trên đường, Huyết Long hướng Diệp Thần nói, chủ nhân, ngươi nên cho Như Tuyết cô nương, Tư Thanh cô nương, Ngụy cô nương các nàng, phát một phong thư báo bình an, miễn được các nàng lo âu. Diệp Thần ngẩn ra, nói các nàng không có ở đây huyết tử ngục sao. Huyết Long nói, không có ở đây, từ ngươi sau khi mất tích, các nàng đi ra ngoài tìm ngươi. Diệp Thần tiêu hao linh khí, càng cháy một giọt đan rượu tiên, cẩn thận suy diễn thiên cơ, quả nhiên phát hiện Kỷ Tư Thanh các người, đều không ở huyết tử ngục, tựa hồ là ở một cái đặc thù bí cảnh bên trong. Tốt lắm. Ta liền hướng các nàng báo bình an. Diệp Thần phong tỏa ba phụ nữ hơi thở, phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, hướng các nàng báo bình an. Đồng thời, Diệp Thần vậy vận dụng tai nạn hồn ngọc, che giấu tất cả nhân quả, miễn được bị người phát hiện. Cực Bắc Thiên Hải, bên bờ biển. Tiêu Khinh Nhan một thân một mình, ngắm nhìn biển khơi, đồng thời chờ đợi Diệp Thần. Diệp Thần chỗ này người quản lý tình, vậy quá lâu đi, cũng nửa tháng. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, Diệp Thần có phải hay không xảy ra chuyện. Cũng hoặc là quên cực Bắc Thiên Hải ước định. Đang chờ đợi tới giữa, nàng chợt nghe trên trời truyền tới long ngâm, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp không gian bể tan tành, một đạo cao ngất bóng người, ngự long hạ xuống xuống, chính là Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần, cưỡi huyết long, uy vũ đường đường, giống như cổ xưa long cuộc chiến thần, ánh chiếu bầu trời, lộ vẻ được vô cùng huy hoàng. Tiêu Khinh Nhan thấy một màn này, nhất thời có chút ngơ ngác hình dáng,
trong ánh mắt mang một chút ngưỡng mộ. Tiêu cô nương, đợi lâu. Diệp thần ngự long đáp xuống, huyết thần đi theo ở sau lưng hắn. Không có sao, Diệp đại ca, đây là ngươi chiến sủng sao? Tiêu Khinh Nhan nhìn xem huyết long, chỉ cảm thấy huyết long trên mình huyết mạch hơi thở, vậy là vô cùng cường hãn, hiển nhiên không phải thông thường dị thú. Diệp thần nói, là bạn của ta, hắn kêu huyết long, vị này cũng là bạn của ta, kêu huyết thần. Tiêu Khinh Nhan nghe Diệp thần giới thiệu, hơi kinh hãi, nhìn về huyết thần nói, vị này chính là huyết tử ngục chí tôn, huyết thần tiền bối sao. Ta nghe nói hắn ở nho tổ thần điện ước chiến bên trong, đã chi nhiều hơn thu tương lai, đi về phía suy kiệt. Diệp thần trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Tiêu Khinh Nhan liền loại chuyện này đều biết, rõ ràng đi sâu vào điều tra qua thiên nhân vực các loại nhân quả, nói Tiêu cô nương tin tức thật là linh thông, ta đã chữa hết huyết thần tiền bối, nho tổ cũng bị ta chém giết, bên kia nhân quả kết thúc, tiếp theo, chúng ta nên đi cực bắc thiên hải. Tiêu Khinh Nhan vừa nghe, nhất thời mặt đẹp thất sắc, kinh hô cái gì, ngươi? Ngươi lại giết nho tổ, cái này không thể nào, nho tổ nhưng mà nắm trong tay nguyện vọng thiên tinh à, làm sao sẽ như thế tùy tiện bị giết chết? Diệp thần nói, tóm lại nho tổ đã chết, nhân quả kết thúc, chuyện này không cần lại sách, chúng ta lên đường đi. Hắn chẳng muốn lại sách nho tổ hai chữ, bởi vì rất có thể sẽ bại lộ nhân quả, đưa tới Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong cùng đám nhân vật chú ý. Hắn còn không muốn nhanh như vậy bại lộ. Tiêu Khinh Nhan gặp Diệp Thần chẳng muốn nói tỉ mỉ, cũng chỉ không hỏi thêm nữa. Lập tức Diệp Thần ngự long bay lên không, bay vào cực bắc thiên hải, huyết thần đi theo ở phía sau. Tiêu Khinh Nhan thấy vậy, trong lòng nhớ thần vật kia chuyện, vậy vội vàng đi theo lên. Trong đại dương gió bão chấn động, ùng ùng vang dội, sóng gió kinh hoàng tầng tầng cuộn sạch, giống như ngày tận thế thế giới hắc ám, cho người to lớn cảm giác bị áp bách. Tiêu Khinh Nhan chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, nàng tu vi vốn là có thái chân cảnh hậu kỳ, nhưng từ địa tâm vực đi tới thiên nhân vực, thực lực được hạn chế, lúc này đối mặt sóng gió kinh hoàng, chung quanh quy luật lại không có so rối loạn, chợt cảm thấy khó mà chống đỡ, thân thể mềm mại tựa hồ phải bị sóng biển nuốt mất. Diệp thần vẫy vẫy tay, nói Tiêu cô nương, đến đây đi. Tiêu Khinh Nhan gò má một đỏ, khá là xấu hổ, nói, đa tạ. Lập tức bay tới, ngồi ở Diệp thần phía sau, và Diệp thần cùng nhau, ngự long rẽ sóng tiến về trước. Trong đại dương sóng gió quá lớn, Tiêu Khinh Nhan không ngồi vững, một đôi cánh tay ngọc không thể làm gì khác hơn là ôm Diệp thần hông. Diệp thần cảm thấy sau lưng mềm mại, trong lòng hơi rung động, nhưng chợt thu liễm tâm thần, không có động tĩnh, tiếp tục ngự long đi tới trước. Cùng lúc đó, nho tổ thần điện bên kia, Sa La vậy giải quyết tốt lắm giải quyết tốt chuyện. Tất cả nho tổ thần điện đệ tử, lấy như một cầm đầu, toàn bộ quy thuận. Sa La mang đám người, trở lại huyết tử ngục, đồng thời phá hủy nho tổ thần điện Sơn Môn, hoàn toàn xúc diệt nơi đây tất cả nhân quả khí vận. Những cái kia nho tổ thần điện các đệ tử, thấy Sơn Môn tiêu diệt, đều là có chút thương cảm cùng thổn thức, nhưng nghĩ tới được làm vua thua làm giặc, nho tổ đã tiêu diệt, không cần phải lưu luyến, sau này đi theo Diệp thần. Bước lên luân hồi đại lộ mới là đường tránh, liền rối rít thu liễm tâm thần, lại nữa quyến luyến cựu nhật chuyện. Lần này nho tổ thần điện tiêu diệt, tin tức vô luận như thế nào, cũng thì không cách nào hoàn toàn ẩn núp. Vì không bại lộ Diệp thần, Sa La mượn huyết tử ngục thế lực, hướng ngoại giới phát ra tin tức, nói nho tổ thần điện đã bị huyết thần huyết long tiêu diệt. Huyết long chấp trưởng vạn tương thiên thư, đã thành vạn tướng vương, uy áp nho tổ, cho nên nho tổ không phải địch thủ. Bị hoàn toàn tiêu diệt. Còn như Diệp thần tin tức, hắn dĩ nhiên là hết sức giấu giếm, không có tùy tiện bại lộ. Ngoại giới nghe nói nho tổ tiêu diệt, vạn tướng vương ra đời, đều là vô cùng khiếp sợ. Huyết tử ngục tiêu diệt nho tổ thần điện, không nghi ngờ chút nào trở thành lập tức nhất là nóng rực thế lực. Một tràng mới gió bão, lặng lẽ nổi lên. Bên kia, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Thư Thanh ba phụ nữ, vì tìm Diệp thần. Đi tới thiên nhân vực một nơi tuyệt cảnh bên trong. Chỗ này tuyệt cảnh, tên là Vân Đỉnh Thiên Cung, truyền thuyết Phong Vân Vô Tướng bốn cuốn cao nhất thiên thư bên trong Vân Đỉnh Thiên Thư, liền núp ở Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong. Cái này Vân Đỉnh Thiên Cung, sớm đã thành phế tích, trên đỉnh núi từng ngọn đổ nát cung điện, cương phong vần quanh, hô hô vang dội, mơ hồ có tiếng thú gầm truyền ra, lộ vẻ được vô cùng nguy hiểm. Ba phụ nữ đi tới Vân Đỉnh Thiên Cung dưới,
nhìn trên núi liền mảnh cung điện phế tích, lẫn nhau trao đổi một tí ánh mắt. Kỷ Tư Thanh nói, Diệp Thần hẳn không ở nơi này chứ. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, nói, hẳn không ở đây, ta không cảm ứng được hắn hơi thở. Ngụy Dĩnh nói, nghe nói nơi này có thể cất giấu Vân Đỉnh Thiên Thư, vậy Vân Đỉnh Thiên Thư có thể diễn hóa Vân Đính Dịch lớn bàn cờ răng khắp nơi, có thể suy diễn thế gian hết thảy nhân quả, nếu như chúng ta có thể tìm được Vân Đỉnh Thiên Thư mà nói không chừng có thể điều tra được Diệp Thần rơi xuống. Kỷ Tư Thanh liễu nhíu mày một cái, nói, ý ngươi, là phải mạo hiểm đi vào. Cái này Vân Đính Thiên Cung phế tích, linh khí rối loạn, cương phong gào khóc, còn có không biết hung thú, rõ ràng tràn đầy nguy hiểm, so ba phụ nữ trước kia đi qua bất kỳ bí cảnh, đều phải nguy hiểm được nhiều, một khi tùy tiện bước vào, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Ngụy Dĩnh chăn thủ nhẹ một chút, nói, đúng vậy, vì Vân Đỉnh Thiên Thư, bốc lên điểm nguy hiểm cũng là đáng, Nhược Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng ánh mắt nhìn về Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp nũng nịu trên gò má, lúc này lại ẩn hàm một tơ vẻ lo âu. Vân Đỉnh Thiên Thư là phong vân vô tướng bốn ngày sách một trong, sau lưng nhân quả tự nhiên không phải chuyện đùa, muốn tìm, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng, vì tìm Diệp Thần, coi như là nguy hiểm, vậy muốn đi vào xông vào một lần. Cùng nhau đi vào đi, lấy chúng ta ba người thực lực, coi như không có thể tìm được cơ duyên gì, chí ít cũng có thể trở lui toàn thân. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, vậy đồng ý mạo hiểm bước vào, đồng thời sử dụng Minh Nguyệt Thiên Thư, bảo vệ tự thân, nghiêm thần phòng bị. Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh vậy tất cả vận công pháp, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị đi vào. Suy. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo phi kiếm truyền thư, hướng ba phụ nữ phát tới. Phi kiếm kia thoáng qua tới, phía trên nhân quả hơi thở, đã đặc biệt rõ ràng. Là Diệp Thần hơi thở. Cái này, đây là Diệp Thần truyền thư. Kỷ Tư Thanh tim đập bịch bịch, vội vàng tiếp lấy phi kiếm truyền thư. Ngụy Dĩnh mắt đẹp sáng lên, hoảng hốt vội nói, Diệp Thần thật còn chưa có chết. Hắn nói những gì? Hạ Nhược Tuyết một mặt kích động, nói, để cho ta xem. Vừa nói, nàng lại trực tiếp ra tay, từ Kỷ Tư Thanh trong tay, đem truyền thư cướp đoạt lại, mở ra thư cha xem. Kỷ Tư Thanh biết nàng trong lòng quyến niệm trước Diệp Thần, cũng không tức giận, rời bước tới đây xem kỹ đọc sách tin. Cái này phong thư, tự nhiên chính là Diệp Thần bình an tin. Ở trong thơ, Diệp Thần còn đơn giản nói mình tiêu diệt Nho Tổ, báo thù rửa hận chuyện. Hạ Nhược Tuyết thấy nội dung trong thơ, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, nói, Diệp Thần quả nhiên không có chết, hắn thậm chí còn chu diệt Nho Tổ. Kỷ Tư Thanh nói, tên này, mất tích lâu như vậy, nhất định có thiên đại kỳ ngộ, lại có thể chu diệt Nho Tổ. Ngụy Dĩnh vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Nho Tổ uy hiếp giải trừ, chúng ta mau trở về cùng Diệp Thần đoàn tụ. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Nàng trong lòng cũng vô cùng bận tâm Diệp Thần, lúc này biết Diệp Thần không có chết, luân hồi trở về, thậm chí giết chết Nho Tổ, nàng dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, chỉ muốn lập tức cùng Diệp Thần đoàn viên. Kỷ Tư Thanh nói, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, chúng ta lên đi Vân Đính Thiên Cung xem, nói xong rồi muốn cùng nhau tìm Vân Đỉnh Thiên Thư. Nàng lúc này biết Diệp Thần không việc gì, trong lòng an định lại, giọng lại khôi phục sửng dưng tự nhiên, một bộ nữ thần hình dáng. Ngụy Dĩnh nói, không tìm, trở về đoàn tụ không tốt sao? Vạn nhất phát sinh cái gì bất ngờ, vậy cũng làm thế nào? Nàng mới vừa vững chắc nhất cầm phải tìm Vân Đỉnh Thiên Thư, lúc này lại ngược lại, chẳng muốn tìm lại, chỉ là trở về đoàn viên. Hạ Nhược Tuyết thu hồi thư, dán vào ngực, nói, vẫn là vào đi một chuyến đi. Nếu như có thể tìm được Vân Đỉnh Thiên Thư mà nói, tương lai cũng có thể trợ lực Diệp Thần, sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Vân Đỉnh Thiên Thư, chính là cao nhất thiên thư một trong, uy năng vô cùng, ba phụ nữ có thể tới cái này bí cảnh, cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu như đi ra ngoài, sau này chưa chắc có thể lần nữa tiến vào. Ngụy Dĩnh vừa nghe, trầm mặc xuống, suy tư một hồi, nói, được rồi, vậy cùng nhau đi vào. Thỏa thuận xong. Ba phụ nữ liền có hình chữ phẩm trận thế, Hạ Nhược Tuyết đi ở trước, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh phân biệt ở phía sau cỡ đó, cẩn thận dọc theo đường núi, đi đỉnh núi Thiên Cung phế tích đi tới. Một bước vào trong núi, ba phụ nữ chỉ cảm thấy từng cơn gió mạnh, như đao tựa như kiếm, cơ hồ muốn biến dạng quần áo ra, cho dù vận chuyển linh khí ngăn cản, vậy cảm thấy vô cùng khó chịu. Nơi này thiên địa linh khí quá rối loạn,
cẩn thận một chút. Hạ Nhược Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, ở đi trước dẫn đường, không ngừng thúc giục Minh Nguyệt Thiên Thư, ngăn cản Cương Phong tập sát. Ba phụ nữ một bên đi tới trước, một bên để ý chung quanh biến hóa, hy vọng có thể tìm được Vân Đỉnh Thiên Thư nhân quả. Hống! Chánh hành vào tới giữa, bỗng nhiên một đạo to lớn tiếng gầm gừ, chấn triệt lên. Nhưng thấy lớn văng tung tóe, một đầu ma hóa kỳ lân, đột nhiên từ lòng đất bên trong phá giết ra, vậy kỳ lân móng vuốt cuồng chụp, liền hướng ba phụ nữ đánh tới. Không tốt! Hạ Nhược Tuyết mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, cũng là vội vàng lui về phía sau. Oanh! Vậy ma hóa kỳ lân một móng vuốt vỗ xuống, nhất thời chụp được núi cao chấn động, mặt đất nổ lên từng cây một đất gai, hướng ba phụ nữ thọt tới. Ba phụ nữ lật đật né tránh, dù chưa bị thương, nhưng lại đã 10 phần chật vật. Các nàng toàn bộ tinh thần phòng bị, lưu ý chung quanh biến hóa, lại không nghĩ rằng lòng đất lại đột nhiên giết ra tới một đầu ma hóa hung thú. Phương nào tới yêu tinh, lại dám xông vào Vân Đính Thiên Cung. Vậy ma hóa kỳ lân phát ra uy nghiêm thanh âm, mắt lạnh quét nhìn Hạ Nhược Tuyết ba phụ nữ, gặp ba phụ nữ mạo mỹ vô cùng, còn nói là yêu tộc biến thành, không giống người phàm. Ba phụ nữ chưa trả lời, vậy ma hóa kỳ lân nhưng thúc giục ra một món vân khí bốc hơi lên dưới, ba phụ nữ đều bị bao phủ, không thấy được đối phương, thậm chí tự thân linh khí tựa hồ vậy được phong tỏa. Đầu này ma hóa kỳ lân, thủ đoạn rõ ràng cay nghiệt, biết nếu là bị ba phụ nữ liên thủ, vậy cục diện đem khó mà thu thập, cho nên ra tay một cái liền tiến hành chia nhỏ. Cuồng phong quyển vân, đi! Ma hóa kỳ lân gầm thét một tiếng, trong miệng nhô lên ra linh khí, từng cơn gió lớn cuốn lên, nhiễu loạn mây mù, trong thoáng chốc gió nổi mây vần. Ba phụ nữ chân đứng không vững, đồng loạt gọi. Ngụy Dĩnh hết sức duy trì ổn định, nhưng từ đầu đến cuối đứng không vững. Bị gió lớn loạn vân một quyển, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn một mống, đã từ đỉnh núi vách đá đánh mất. Đáng chết! Ngụy Dĩnh cắn răng, vội vàng thúc giục linh khí, một món tuyệt hàn đế quang bảo vệ thân thể mềm mại. Lại nghe một tiếng, nàng thân thể rơi xuống đến dưới vách đá một cái đầm nước bên trong, thật may có tuyệt hàn đế quang hộ thể, cũng không có bị thương. Nhưng đầm nước lạnh lùng, đâm vào xương tủy, khó mà ngăn cản. Ngụy Dĩnh chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, nhẫn không ngừng run rẩy, làm nàng từ đầm nước bên trong bò ra ngoài, đã là cả người ướt nhẹp bộ dáng, khá là chật vật. Ngắm nhìn bốn phía, đây là một phiến thâm cốc, không có thực vật tồn tại, chỉ có hoang vu quái thạch, chung quanh tràn ngập từng luồng hôi vụ, làm người ta hơi có chút kiềm chế cảm giác. Nhược Tuyết, Tư Thanh, các ngươi ở nơi nào? Ngụy Dĩnh ôm ôm thân thể, kêu một tiếng, nhưng không có trả lời. Xem ra Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh đều bị vậy mưa gió cương khí, không biết thổi đi nơi nào. Ngụy Dĩnh thân thể lạnh được lợi hại, vậy đầm nước không biết hàm chứa cái gì âm hàn tính chất, tạm thời tới giữa, lại không thể dùng linh khí tiêu trừ. Nàng không thể làm gì khác hơn là một đường đi tới trước, tìm rời đi đáy cốc biện pháp, đi một hồi, nhưng bỗng nhiên thấy phía trước vách núi tới giữa, dùng từng cái xích sắt, treo một cái quan tài đá. Đá này quan có khắc rất nhiều khô lâu đồ đằng, ở chung quanh trùng trùng hôi vụ hoàn cảnh làm nổi bật dưới, lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Đây là cái gì? Ngụy Dĩnh một hồi kinh ngạc, mơ hồ tới giữa, cảm thấy quan tài đá bên trong, tựa hồ ẩn giấu cái gì đáng sợ hơi thở. Khách ầm ầm. Ngay tại lúc này, quan tài đá đột nhiên một hồi chấn động, lại có thể từ từ mở ra. Một cái gương mặt âm lệ thanh niên, đang nhắm mắt ngủ say ở quan tài đá bên trong. Có nhàn nhạt hô hấp, hiển nhiên chỉ là ngủ say, cũng chưa chết. Trong ngủ mê thanh niên, tựa hồ cảm thấy được bên ngoài có biến hóa, cặp mắt hơi hí ra, lại tỉnh lại. Ừ, Ngụy Dĩnh sợ hết hồn, chỉ gặp thanh niên kia một đôi mắt, con ngươi lại có thể phơi bày khô lâu hình dáng, vô cùng quỷ dị đáng sợ, làm người ta nhìn một cái, liền không dám lại xem. Ngươi là, ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh niên kia thấy Ngụy Dĩnh. Thần sắc mờ mịt mà đờ đẫn, từ quan tài đá bên trong chậm rãi đi ra. Hắn vừa đi ra khỏi tới, Ngụy Dĩnh chỉ cảm thấy một hồi đáng sợ khí lạnh, bức người tới. Thanh niên kia trên thân thể, còn quấn từng luồng hàn vụ, mỗi một tia hàn vụ, đều mang lãnh khí thấu xương, để cho được toàn bộ thung lũng, nhiệt độ đều là bỗng nhiên hạ xuống, thậm chí bay lên phi tuyết, chung quanh vách núi trên nổi lên sương hoa. Ngụy Dĩnh trong lòng một hồi hoảng sợ.
thanh niên này trên mình khí lạnh, quá nồng nặc, thậm chí ảnh hưởng địa mạch, để cho được địa mạch đổi được giá rét. Mới vừa đầm nước kia, như vậy lạnh lùng, thậm chí Ngụy Dĩnh đều không thể tan ra khí lạnh, hiển nhiên cũng là được thanh niên này ảnh hưởng. Ngươi kêu Ngụy Dĩnh, Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ. Thanh niên kia cong ngón tay tính toán, sau lưng hiện ra một quyển thiên thư, bữa trước trong sách linh quang tràn ngập, hóa ra một cái bàn cờ. Cái này bàn cờ ngang dọc 19 nói, tựa hồ chư thiên nhân quả, cũng tích chứa ở nơi này trong bàn cờ. Vân Đính Dịch, Vân Đỉnh Thiên Thư. Ngụy Dĩnh thấy vậy bàn cờ cùng thiên thư, nhất thời thất kinh. Vân Đính Dịch, là Vân Đỉnh Thiên Thư tuyệt chiêu, chiêu này vừa ra, có thể suy diễn vạn giới nhân quả, thấy rõ hết thảy tồn tại, giữa thiên hạ tất cả phát sinh qua sự việc, cũng sẽ ghi chép ở nơi này trong bàn cờ, vô cùng kỳ diệu. Cái này thần bí chàng thanh niên, hiển nhiên chính là Vân Đỉnh Thiên Thư chủ nhân. Mượn Vân Đỉnh Thiên Thư huyền diệu, hắn lập tức liền hiểu rõ Ngụy Dĩnh tên họ lai lịch. Ngươi nhận được cái cuốn thiên thư này, có hứng thú cùng ta chung nhau nhân sâm mài sao? Thanh niên kia tựa hồ ngủ say rất lâu, mới vừa tỉnh lại, ánh mắt thủy chung là lơ lửng không chừng, giọng nói như ở trong mộng, tựa như thật như ảo, làm người ta không đoán được. Ngụy Dĩnh lui về phía sau một bước, nói, ngươi tên gọi là gì, là lai lịch gì? Thanh niên kia ngẩn ngơ, nói ta tên gọi là gì? Ngụy Dĩnh những lời này, tựa hồ gợi lên hắn nhớ lại. Hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu, rơi vào nhớ lại bên trong, trong mắt vẻ mờ mịt dần dần tản đi, hiển hiện ra một cổ tuyệt thế kiêu ngạo, tựa như nắm giữ thiên hạ, nói. Ta tên là Thánh Vân Tôn, chính là địa tâm vực thiên mệnh chi tử, mười mấy chục ngàn năm trước, từng là thiên quân thế gia, Tiêu gia khách khanh trưởng lão, nhưng sau đó ta bị Tiêu gia đuổi ra ngoài, lưu lạc đến thiên nhân vực, ta từng thành lập động trời đạo thống. Nhưng sau đó bầu trời đột nhiên xuất hiện cửu luân huyết nguyệt dị tượng, cầm ta hết thảy cũng phá hủy, ngươi nghe qua ta tên chữ sao? Ngụy Dĩnh lấy làm kinh hãi, trong đầu nghĩ, cửu luân huyết nguyệt. Chẳng lẽ Nhâm Phi Phàm tiền bối, cùng người này có đồng thời xuất hiện? Địa tâm vực lại là địa phương nào, thiên quân thế gia lại là ý gì? Nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nói, địa tâm vực ở nơi nào? Vực ngoại chi địa, ta chỉ nghe qua bốn đại vực. Chưa từng nghe qua địa tâm vực. Diệp Thần gửi tới truyền tin bên trong, ngôn ngữ ngắn gọn, cũng không có đề cập qua địa tâm vực, cho nên Ngụy Dĩnh còn không biết. Thánh Vân Tôn ừ một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, nói, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, địa tâm vực nhân quả khép kín, liền ở vực ngoại địa tâm, người ngoài cơ hồ không thể nào đi vào, ngươi chỉ cần biết, đó là đại khí vận chi địa, là trước mắt thái thượng thế giới tổ địa, có không thể tưởng tượng nổi giá trị. Cường giả vô số, ta là địa tâm vực thiên mệnh chi tử, ngươi có thể tưởng tượng được ta có lợi hại dường nào. Ngụy Dĩnh cả kinh nói, thái thượng thế giới tổ địa. Thánh Vân Tôn nói, không sai, địa tâm vực linh khí, so với thiên nhân vực, không biết muốn đậm đà nhiều ít, nếu như ngươi chịu theo ta trở về, nhất định có thiên đại chỗ tốt. Hắn giọng nói chuyện, càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng có chủ làm thịt thiên hạ kiêu ngạo, trong tròng mắt vậy dần dần hiển lộ ra vẻ ác liệt. Hiển nhiên khôi phục năm xưa uy nghiêm. Ngụy Dĩnh nghe được hắn lời này, mơ hồ cảm thấy không ổn, lại lui về phía sau một bước. Thánh Vân Tôn tiến lên trước một bước, khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười, nhìn thẳng Ngụy Dĩnh. Lúc này Ngụy Dĩnh mới vừa từ đầm nước bên trong bò ra ngoài không lâu, cả người ướt nhẹp, áo quần dán chặt ở trên thân hình, phơi bày ra vô cùng là thướt tha thích thú đường cong, nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên mảnh khảnh địa phương nhỏ hết sức. Đủ để làm mỗi một người đàn ông làm nóng bỏng. Còn có tóc còn ướt, rủ xuống ở Ngụy Dĩnh trên đầu vai, nàng cả người chậm rãi bốc hơi lên dậy khói trắng, cả người như trong mây mù tiên tử, làm cho không người nào so ngưỡng mộ. Ngụy cô nương, người lớn lên rất đẹp, vóc người vậy rất tốt, thiên phú lại là nhất lưu, làm ta đạo lữ đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta có thể mang ngươi hồi địa tâm vực, tương lai cùng ngươi song tu, cùng nhau phi thăng thái thượng, chẳng phải tốt thay. Thánh Vân Tôn lại tiến lên trước một bước, không có chút nào che giấu mình thái độ, lời nói vô cùng thẳng trắng, trực tiếp kêu Ngụy Dĩnh làm hắn người phụ nữ. Ngụy Dĩnh ở Thánh Vân Tôn khí cơ bao phủ hạ, lại là không thể nhúc nhích, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trong đầu nghĩ, người này tu vi cực kỳ mạnh mẽ, ta và hắn chênh lệch quá lớn, nếu như đánh, khẳng định không phải địch thủ. Lập tức tỉnh bơ, duy trì trấn định, nói ta là Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ. Người dựa vào cái gì kêu ta làm phụ nữ của ngươi?
Thánh Vân Tôn cười nói, chỉ bằng ta là thiên mệnh chi tử. Ta là thiên mệnh, cái này thế gian không có người nào khí vận, có thể vượt qua ta, ngươi không cùng ta, là ngươi tổn thất. Ngụy Dĩnh nói, nếu là thiên mệnh, tại sao ngươi biết bị vậy Tiêu gia chạy ra? Nghe được vấn đề này, Thánh Vân Tôn thần sắc biến đổi, ngũ quan vặn vẹo một tí, nói, đó là Tiêu gia vô lễ, nói ta là giả thiên mệnh chi tử, chân chính thiên mệnh ở Nhâm gia, ta không phục, cùng bọn họ tranh chấp, cuối cùng bị bọn họ chạy ra, bất quá ở trước khi đi, ta hướng cân nhắc quyết định thánh đường mật báo tin tức, bại lộ bọn họ chỗ ẩn thân, làm được bọn họ bị cả nhà tàn sát, vậy coi là báo ta cừu hận. Ngụy Dĩnh nói, cân nhắc quyết định thánh đường vậy là cái gì thế lực? Nàng chỉ mong dùng lời nói dẫn được Thánh Vân Tôn phân tâm, lại chờ cơ hội chạy khỏi. Thánh Vân Tôn nói, đó là rất cường đại thế lực, bất quá ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta nắm giữ Vân Đỉnh Thiên Thư, Vân Đính Dịch bàn cờ bày ra, có thể thấy rõ thế gian hết thảy nhân quả, ta đã tra được Vô Vô Thiên Thư rơi xuống, chờ ta bắt được Vô Vô Thiên Thư, coi như là vậy cân nhắc quyết định đứng đầu, cũng không phải ta địch thủ. Vô Vô Thiên Thư, Ngụy Dĩnh trong lòng chấn động một cái, trong phảng phất cũng đã nghe nói qua Vô Vô Thiên Thư truyền thuyết, vậy cuốn thiên thư, quan hệ đến tu luyện cuối cùng bí mật, vô cùng thần bí. Thánh Vân Tôn cười nói, xem ra ngươi cũng biết Vô Vô Thiên Thư giá trị, cái này thế gian, chỉ có ta có thể tìm được Vô Vô Thiên Thư, ngươi cùng ta kết thành đạo lữ, hai chân song phi, sau này tìm được Vô Vô Thiên Thư, cùng nhau nhân sâm mài đại lộ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ta luyện hóa cái này Vân Đỉnh Thiên Thư lúc đó, được cắn trả, cả người khí lạnh quanh quẩn không tiêu tan, đọng lại thành hàn độc tuyệt chứng, nhất định phải dựa vào phương pháp song tu, âm dương bổ sung, mới có thể hóa giải, ngươi là ta gặp qua tốt nhất lò. Làm ta đạo lữ đi. Nói xong, Thánh Vân Tôn sải bước ra, đi tới Ngụy Dĩnh trước người, liền muốn đưa tay ôm nàng. Ngụy Dĩnh hù được hoa dung thất sắc, vội vàng bay ngược, né tránh hắn ôm chầm. Thánh Vân Tôn nhướng mày một cái, nói, ngươi không chịu theo ta. Ngụy Dĩnh hít sâu một hơi, nói, ngươi nếu như dám dùng sức mạnh, ta liền lập tức tự sát. Ngươi nói ngươi là trời mệnh, vậy cũng muốn chứng minh qua mới được, như ngươi thật có đại khí vận, giúp ta đi giết một người. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ao Ngánh đã đề cử. Thánh Vân Tôn nói, giết ai? Ngụy Dĩnh nói, thượng giới nữ hoàng, Huyền Cơ Nguyệt. Thánh Vân Tôn nga một tiếng. Khá cảm thấy kinh ngạc, nói, Huyền gia thánh nữ, ta không giết chết nàng, nàng cùng ta như nhau, cũng là lớn khí vận người. Ngụy Dĩnh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi liền Huyền Cơ Nguyệt cũng không giết chết, nào dám gọi thiên mệnh. Ta cũng biết có một người, đánh bắn ra ngón tay, là được kêu vậy Huyền Cơ Nguyệt tan thành mây khói. Trong lòng nghĩ nổi lên Nhâm Phi Phàm. Nếu như Nhâm Phi Phàm toàn lực xuất thủ, vậy Huyền Cơ Nguyệt sợ rằng trong nháy mắt liền muốn bị diệt. Thánh Vân Tôn nói, cái này không thể nào, thế gian không có thứ người như vậy tồn tại. Ngụy Dĩnh gặp hắn mặt có vẻ tức giận, vậy sợ chọc giận hắn, đưa tới bất trắc họa, nói, nếu Huyền Cơ Nguyệt không giết chết, vậy còn có một người, là trong thiên địa lớn ung thư, nếu như ngươi có thể diệt trừ hắn mà nói, ta có lẽ có thể cân nhắc cùng ngươi. Thánh Vân Tôn ngạo nghễ nói, là ai, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần không phải Huyền Cơ Nguyệt, những người khác ta đều có thể giết chết. Ngụy Dĩnh nói, người nọ kêu Đế Thích Thiên, là Đế Uyên Điện điện chủ, lại là đương thời tâm ma chi chủ, người mau đi giết hắn. Thánh Vân Tôn thần sắc đại biến, nói, Đế Thích Thiên. Đế Thích nhà thánh tử, chim yến trường ca học trò, cái này. Ngụy Dĩnh cười lạnh nói, người lại không giết chết, có phải hay không? Thánh Vân Tôn yên lặng không nói. Ngụy Dĩnh nói, xem ra người chỉ sẽ thổi phồng, thực thì tu vi bình thường. Có gì bản lãnh được gọi là thiên mệnh. Cáo từ, ta sau này cũng không muốn gặp lại ngươi. Nói xong, Ngụy Dĩnh liền xoay người rời đi. Ngươi sau này cũng không muốn gặp lại ta. Thánh Vân Tôn ngẩn ngơ, nghe được Ngụy Dĩnh những lời này, nhìn nàng quyết tuyệt hình bóng, nội tâm nhất thời kịch liệt quặn đau, người đàn ông tôn nghiêm được nhất đả kích khổng lồ, trong chốc lát lại ngây tại chỗ, không nói ra lời. Ngụy Dĩnh tim đập bịch bịch, nhanh chóng thoát đi, bay ra thâm cốc. Lần nữa trở lại trên núi. Nhưng gặp Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh, tóc xốc xếch, áo quần cũng rất có điểm xốc xếch, thở hồng hộc, hiển nhiên là mới vừa trải qua một trận đại chiến, đang ở nghỉ ngơi tại chỗ. Ai yêu, Ngụy Dĩnh, ngươi trở về. Thấy Ngụy Dĩnh trở về, Hạ Nhược Tuyết hô kêu một tiếng, đứng lên.
Kỳ Tư Thanh cũng đứng lên. Ngụy Dĩnh tiến lên hỏi, thế nào? Hạ Nhược Tuyết nói, ta cùng Tư Thanh liên thủ, đã đánh lui vậy ma hóa kỳ lân, thấy ngươi bị đánh rơi vách đá, chính là lo âu, muốn nghỉ ngơi xong rồi đi liền tìm ngươi, thật may ngươi đã mất bệnh trở về. Ngụy Dĩnh nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Vừa nói kéo hai nàng cánh tay, liền muốn rời đi. Hạ Nhược Tuyết mờ mịt nói, thế nào? Không phải phải tìm Vân Đỉnh Thiên Thư sao? Ngụy Dĩnh cắn răng nói, không cần tìm, ta mới vừa ở vách đá phía dưới. Lập tức liền đem gặp gỡ Thánh Vân Tôn xưng bậy thiên mệnh, thậm chí muốn nhuộm chỉ chuyện của mình, đơn giản nói một lần. Hạ Nhược Tuyết nói, vậy Vân Đỉnh Thiên Thư ở Thánh Vân Tôn trên tay. Ngụy Dĩnh nói, không sai, đối phương tu vi cực kỳ khủng bố, vượt xa chúng ta ba người liên thủ, đem hết toàn lực, có thể hợp lại cái lấy mạng đổi mạng, nhưng không có ý nghĩa, hãy nhanh lên một chút rời đi thì tốt hơn. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh nhìn nhau, vậy cảm thấy sự việc gay gắt, liền vội vàng đi theo Ngụy Dĩnh cùng nhau, đi ra phía ngoài. Ngụy cô nương, người muốn chạy đi nơi nào? Liền vào lúc này, bí cảnh lối ra ánh sáng lóe lên, khí lạnh nổ tung, một cái gương mặt âm lệ chàng thanh niên, vắt ngang ở ba phụ nữ trước mặt, chính là Thánh Vân Tôn. Vậy Vân Đỉnh Thiên Thư, trôi lơ lửng ở Thánh Vân Tôn sau ót, tóe ra muôn vàn khí tượng, thụy khí nhô lên, vô cùng là huy hoàng. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh lần đầu tiên thấy Thánh Vân Tôn, đều cảm hô hấp nghẹt thở, thực lực đối phương cường đại dị thường, quả nhiên không phải mấy người bọn họ có thể đối kháng tồn tại. Cái này hai vị phải, Hạ Nhược Tuyết hạ cô nương. Kỳ Tư Thanh Kỳ cô nương. Thánh Vân Tôn thấy Hạ Nhược Tuyết cùng Kỳ Tư Thanh, thúc giục Vân Đỉnh Thiên Thư, suy diễn hai người nhân quả, nhất thời biết được tên của hai người. Không nghĩ tới cái này thế gian, trừ Ngụy cô nương bên ngoài, còn có như thế thượng thừa lò, Hạ cô nương, Kỳ cô nương, các ngươi đều là thiên đại mỹ nhân, không bằng cũng đi theo ta, làm ta tiểu thiếp, như thế nào? Thánh Vân Tôn khẽ mỉm cười, ánh mắt ở Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trên mình quét tới quét lui. Hai cô gái một hồi chán ghét, rút ra trường kiếm. Thánh Vân Tôn đột nhiên mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết nói, trên mình ngươi có một chàng trai hơi thở, thậm chí huyết mạch dính. Lúc đầu hắn đi sâu vào suy diễn dưới, phát hiện Hạ Nhược Tuyết đã có thuộc quyền. Nam tử này hơi thở, dĩ nhiên là Diệp Thần. Cái này một tí, Thánh Vân Tôn chợt cảm thấy thiên đại làm nhục cùng tiếc nuối, nổi cơn giận dữ. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp run lên. Nói, ngươi miệng sạch một chút. Thánh Vân Tôn nói, ngươi người đàn ông, kêu Diệp Thần. Hắn là lai lịch gì, à, ta lại đẩy không tính ra hắn nhân quả. Vân Đỉnh Thiên Thư thần quang không ngừng bùng nổ, Thánh Vân Tôn đã biết Hạ Nhược Tuyết người đàn ông, chính là Diệp Thần, nhưng quỷ dị chính là, hắn lại suy diễn không ra Diệp Thần lai lịch. Cái này là chuyện không thể nào, bởi vì Vân Đỉnh Thiên Thư, bao gồm thế gian hết thảy nhân quả, không có suy diễn không ra được đồ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là theo dõi không tới Diệp Thần lai lịch. Ba phụ nữ nhìn nhau, đều biết là luân hồi huyết mạch lợi hại. Luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, chính là Vân Đỉnh Thiên Thư đều không thể suy diễn. Thấy Thánh Vân Tôn đỏ mặt lên, giận dữ thất thường hình dáng, ba phụ nữ trong lòng lại là chán ghét, cũng càng giác Diệp Thần phong độ cùng tự nhiên, trong lòng hận không được lập tức rời đi, trở về cùng Diệp Thần đoàn viên. Ừ. Còn có Kỳ cô nương, Ngụy cô nương, các ngươi. Các ngươi cũng là vậy Diệp Thần người phụ nữ. Thánh Vân Tôn liền liền suy diễn dưới, nhưng kinh ngạc hơn phát hiện, Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh nhân duyên tuyến, đều là và Diệp Thần dây dưa chung một chỗ, cuộc đời này tuyệt không phân giải có thể, đã là đồng sanh cộng tử, đến chết không thay đổi chân thành cảnh giới. Nói cách khác, Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, tương lai cũng sẽ là Diệp Thần người phụ nữ. Thoáng chốc tới giữa. Thánh Vân Tôn chỉ cảm thấy cả thế giới cũng sụp đổ, nội tâm rơi vào trống rỗng cùng tuyệt vọng, thậm chí so với ngày xưa thấy cửu luân huyết nguyệt ngang trời dị tượng, hơn nữa tuyệt vọng. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh ba vị này cô gái, đều là thế gian hàng đầu tồn tại, có thể có được một người tâm hồn thiếu nữ, đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh, mà hiện tại, lại có một người, đồng thời lấy được ba phụ nữ coi trọng tương gia. Thánh Vân Tôn không dám tin tưởng, cả người cũng chấn động. Đầu óc bên trong bị Diệp Thần hai chữ nhét đầy, cái này rốt cuộc là người nào vật, có thể có được ba vị kinh thế cô gái quyến luyến. Đi mau! Ngụy Dĩnh thấy Thánh Vân Tôn kế cận hỏng mất hình dáng, lập tức cảm thấy không ổn,
sử dụng thiên đế xe kéo, cùng Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh cùng nhau, nhanh chóng rời đi cái này phiến bí cảnh. Thánh Vân Tôn nội tâm vẫn còn to lớn rung động cùng tuyệt vọng bên trong, thật lâu không thể bình tĩnh, cùng hắn phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện ba phụ nữ đã hoàn toàn đã đi xa, lại cũng không gặp bóng dáng. Diệp Thần, bỏ mặc ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Thánh Vân Tôn cắn răng nghiến lợi, trong mắt toát ra to lớn tức giận, đố kỵ, cừu hận. Hắn ban đầu luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư, bị cắn trả, khí lạnh triền thân, nếu như không có đủ tốt lò hóa giải, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Ngụy Dĩnh, Kỷ Thư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, chính là hắn coi trọng lò, nếu như không giải quyết Diệp Thần mà nói, hắn không thể nào cướp lấy ba phụ nữ tâm hồn thiếu nữ. Mà lúc này Diệp Thần, đã cùng Huyết Thần, Tiêu Khinh Nhan các người, đi tới cực bắc thiên hải trung ương vùng biển. Nơi này, cô huyền trước một cái hải đảo. Hải đảo kia bốn phía, tai tướng vô cùng nồng nặc, tất cả loại thiên tai lôi hỏa khí tượng, không ngừng cổn đáng gầm thét, hình thành từng tầng một đậm đà sương mù, để cho người không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Bất quá, Diệp Thần nhưng là rõ ràng bắt được, Lý Phi Tuyết cùng Lý Thanh Sơn hơi thở, đều ở đây trên hải đảo này mặt. Thật là cường hãn tai khí. Huyết Thần nhìn hải đảo kia, chỉ cảm thấy trên đảo tai khí, từng cơn tấn công tới, lại làm được đan điền và thân xác, đều bị liền vô cùng ảnh hưởng lớn. Nghiêm trọng như vậy tai tướng, sợ là chúng ta tiến vào, thực lực sẽ lớn bị ảnh hưởng. Huyết Long cũng là cao mày, chỉ cảm thấy cái này hòn đảo tai khí đậm đà, đã đến xâm nhập phạt gân cốt bước, hắn căn cơ chưa vững chắc, nếu như tùy tiện bước vào nói, sợ rằng liền vạn tương thiên thư đều phải bị ăn mòn. Diệp Thần nhìn về Tiêu Khinh Nhan, nói Tiêu cô nương, Bắc Võ Tử Đế gia tộc thần vật, liền có ở bên trong không? Tiêu Khinh Nhan chăn thủ nhẹ một chút, nói, không sai, thần vật kia đúng là đang ở bên trong, hơn nữa có vô cùng cường hãn nhân vật ở trấn thủ, rất có thể là Vạn Khư Thế Gia người. Vạn Khư Thế Gia, chính là thập đại thiên quân thế gia một trong, Vạn Khư lão tổ trước kia gia tộc. Từ thái cổ hạo kiếp sau đó, Vạn Khư Thế Gia hiển nhiên cũng có chút rất nhiều huyết mạch sống sót. Diệp Thần con người có giúp một cái, nói như vậy, tiêu diệt Bắc Võ Tử Đế gia tộc Nguyên Hung, rất có thể chính là Vạn Khư Thế Gia. Hung thủ đang ở bên trong. Diệp Thần nhìn xem bên hông tai nan thiên kiếm, nói các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào xem xem. Nói xong, Diệp Thần liền muốn một mình đi vào. Hắn cầm tai nan thiên kiếm, có thể không chịu nơi đây tai khí ảnh hưởng. Tiêu Khinh Nhan bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo Diệp Thần phía sau, nói ta cũng đi. Diệp Thần khẽ cau mày, nói Tiêu cô nương, người có thể kháng nhận định bên trong tai khí. Tiêu Khinh Nhan rút ra trường kiếm, mày liễu khều một cái, nói có thể miễn cưỡng. Diệp Thần trong lòng khá là kinh ngạc, xem ra Tiêu Khinh Nhan thành tựu tiêu ra người sống sót, đúng là có chút thủ đoạn. Huyết Long nói, chủ nhân, vậy chúng ta. Diệp Thần nghĩ ngợi một hồi. Nói, ngươi vào Huyết Thần tiền bối, liền lưu ở chỗ này, thay ta hộ pháp. Bắc Võ Tử Đế gia tộc thần vật kia, rốt cuộc là cái gì, Diệp Thần cũng không biết, Tiêu Khinh Nhan có thể đi vào theo, có thể phân biệt rõ ràng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Còn như Huyết Long vào Huyết Thần, nếu bị tai khí ảnh hưởng, vậy cũng không cần phải cưỡng ép đi theo, trấn thủ ở chỗ này là được. Huyết Long vào Huyết Thần nhìn nhau, gật đầu một cái, liền lưu tại chỗ. Đi thôi, Tiêu cô nương. Diệp Thần hít sâu một hơi, mang Tiêu Khinh Nhan, bước vào chỗ tòa này tai khí phân bố hòn đảo. Tiến vào hòn đảo bên trong, nhưng gặp trên đảo bạch cốt lui lui, khô lâu khắp nơi, từng luồng quỷ hỏa không ngừng nhảy, không biết đã từng lại có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Diệp Thần, Tiêu Khinh Nhan hai người, cẩn thận đề phòng. Khặc khặc, bỗng nhiên tới giữa, một hồi nhọn quỷ tiếng khóc, từ một bên truyền ra, chỉ gặp quỷ ảnh lay động. Mười mấy đầu ác linh âm hồn, quanh thân còn quấn nồng nặc tai khí, rát rát khạc khạc cười gằn, điên cuồng hướng Diệp Thần hai người nhào tới. Chú ý! Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hải đảo này tử khí tai tướng quá nồng mãnh liệt, tử khí thậm chí hóa thành âm hồn ác linh, vô cùng khủng bố. Mắt gặp những cái kia ác linh đạp chết tới, Diệp Thần tay trái đánh ra, sử dụng thiên tiên cẩm lý sao, một món thiên tiên khí, biến ảo cá chép khí tượng, đem vậy các loại ác linh toàn bộ mất đi xua tan. Diệp Thần cũng không có rút kiếm, bởi vì tai nan thiên kiếm loại cấp bậc này binh khí, mọi cử động sẽ dắt ngay cả thiên cơ, nếu không phải khẩn cấp, tự nhiên không thể khinh thường dùng.
Tiêu Khinh Nhan thấy âm hồn ác linh đánh tới, mặt đẹp hơi ngưng trọng, lui về phía sau một bước, đột nhiên kiều xuất một tiếng, rút kiếm chém đánh ra. Thần La kiếm pháp. Một đạo vô cùng là ác liệt kiếm mang, từ Tiêu Khinh Nhan trên thân kiếm tuôn ra, chỉ là chém một cái, liền đem chung quanh ác linh âm hồn, toàn bộ chém chết chôn vùi, thậm chí liền bốn phía quỷ hỏa, các loại tai họa khí tượng, bị nàng kiếm khí đánh vào, đều là tan đi. Thần La thiên kiếm, ngươi và Huyền Cơ Nguyệt quan hệ thế nào? Diệp Thần con ngươi nhất thời có giúp một cái, chỉ cảm thấy Tiêu Khinh Nhan kiếm pháp ác liệt, mơ hồ tới giữa, lại có thể và Thần La thiên kiếm có liên quan. Điều này sao có thể? Ở tám đại vô thượng thiên kiếm bên trong, Thần La thiên kiếm mũi nhọn thịnh nhất, mà Tiêu Khinh Nhan kiếm pháp, sát phạt cũng là vô cùng ác liệt. Tiêu Khinh Nhan một hồi hồ nghi, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, biết Diệp Thần lầm lấy là nàng cùng Huyền Cơ Nguyệt có dây dưa dễ má, hoảng hốt vội nói, Diệp đại ca, ngươi không muốn hiểu lầm, ta không nhận biết Huyền Cơ Nguyệt, kiếm pháp này là ta gia truyền kiếm pháp. Diệp Thần kinh nghi bất định, nói, ngươi gia truyền kiếm pháp. Tiêu Khinh Nhan nhẹ khẽ gật đầu, nói, không sai, Tiêu gia ta lão tổ, chính là đúc tám đại thiên kiếm người, trong truyền thuyết tám đại thiên kiếm, đều là xuất từ thủ hạ hắn. Nghe được Tiêu Khinh Nhan lời này, Diệp Thần như văn sấm, đầu ùng ùng vang dội, cả người kịch chấn, nói, ngươi. Ngươi Tiêu gia tổ tông, chính là trong truyền thuyết kiếm thần lão tổ. Tám đại thiên kiếm, chính là kiếm thần lão tổ chế tạo, mà nghe Tiêu Khinh Nhan lời nói này, vậy kiếm thần lão tổ, tựa hồ chính là nàng Tiêu gia lão tổ tông. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Tiêu Khinh Nhan nói, đúng vậy, kiếm thần lão tổ chính là Tiêu gia ta tổ sư gia. Năm đó hắn lấy cựu Nhật chi chủ hồn phách là tế, thành công đúc tạo ra được tám đại thiên kiếm, mỗi một cầm đều là sát phạt chư thiên tồn tại. Diệp Thần nói, cựu Nhật chi chủ lại là ai? Tiêu Khinh Nhan nói, cựu Nhật chi chủ, chính là thái thượng thế giới cũ thời đại nắm giữ, thập đại lão tổ phi thăng sau đó, liên thủ chém giết, sáng lập thời đại mới, vậy cựu Nhật chi chủ hồn phách, liền bị nhà ta lão tổ cầm tới đúc kiếm. Diệp Thần nán lại hồi lâu, nói, khó trách tám đại thiên kiếm, mũi nhọn như vậy lợi hại, nguyên lai là huyết tế liền cựu Nhật chi chủ hồn phách. Cựu Nhật chi chủ, là thái thượng thế giới cũ thời đại nắm giữ, thực lực có thể tưởng tượng được, dùng hồn phách của hắn, nhúng luyện được thiên kiếm, lực sát thương dĩ nhiên là có 102 vạn cổ, uy chấn chư thiên. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói chờ một chút. Ta nghe nói tám đại thiên kiếm bên trong luân hồi thiên kiếm, là dùng luân hồi chi chủ xương đúc thành. Người Tiêu gia lão tổ, chính là đào đi luân hồi chi chủ thiên đế cốt hung thủ. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần giọng rất nhiều nghiêm nghị vẻ, trong mắt tinh mang bạo sáng. Tám đại thiên kiếm bên trong, xếp hạng thứ nhất, chính là luân hồi thiên kiếm. Đúc luân hồi thiên kiếm vật liệu bên trong đó thì có luân hồi chi chủ một khối thiên đế cốt. Năm đó luân hồi chi chủ, còn tấm bé lúc đó, bị người đào đi một khối thiên đế cốt, đưa đến khí vận không hoàn toàn, từ đầu đến cuối khó mà tu luyện tới trung cực cảnh giới, cuối cùng bất đắc dĩ, mới bố trí sống lại, có Diệp Thần ra đời. Moi xương đúc kiếm, thủ đoạn này cực kỳ thảm khốc. Tiêu Khinh Nhan thấy Diệp Thần nghiêm nghị vẻ, trong lòng sợ hãi, biết mình trả lời hơi lơ là, liền lập tức phải bị hắn một chưởng đập chết, hoảng hốt vội nói, Diệp đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, nhà ta lão tổ chỉ phụ trách đúc kiếm. Vật liệu là Vũ Hoàng cổ đế thu thập, nhà ta lão tổ cũng không biết chuyện, năm đó đúc tám đại thiên kiếm, cũng là vì bảo vệ thái thượng thế giới quy luật, miễn được cũ mới thời đại thay nhau, thiên địa sụp đổ, Tiêu gia chúng ta và luân hồi chi chủ, tuyệt không đối kháng ý. Sau đó, nhà ta lão tổ phát hiện Vũ Hoàng cổ đế âm mưu, vậy từng khuyên nhủ qua, đáng tiếc Vũ Hoàng cổ đế không nghe, nhà ta lão tổ dưới cơn nóng giận, đã ẩn cư, tuyệt không phải ngươi kẻ địch. Diệp Thần sắc mặt vừa chậm, vậy cảm thấy được mình trách lầm Tiêu Khinh Nhan, nói, Vũ Hoàng cổ đế là ai? Tiêu Khinh Nhan nói, Vũ Hoàng cổ đế, chính là Vạn Khư Thế Gia lão tổ, Vạn Khư Thế Gia họ Vũ Hoàng, là ngày xưa thập đại thiên quân Thế Gia đứng đầu. Diệp Thần nói, lúc đầu Vạn Khư Thế Gia, chính là họ Vũ Hoàng sao? Cái này họ ngược lại là đặc biệt, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lúc đầu Vạn Khư Thế Gia, họ là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cổ đế, chính là Vạn Khư lão tổ. Diệp Thần lần đầu tiên biết Vạn Khư lão tổ danh hiệu, tim không khỏi đập bịch bịch, nhưng lại không có từ đâu tới có chút ra đầu tê dại, hô hấp nghẹt thở,
tựa hồ bắt được vô cùng là nguy hiểm thiên cơ, tựa như dã thú đụng phải thợ săn. Không nghi ngờ chút nào, cái này Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là Diệp Thần cuối cùng địch nhân, chỉ là nghe được hắn tên chữ, Diệp Thần thì có một loại địch thủ cũ vậy khẩn trương, cả người lỗ chân lông nổ tung. Vũ Hoàng Cổ Đế tên thật là gì? Diệp Thần lại hỏi. Tiêu Khinh Nhan nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là Vạn Khư Lão Tổ tên thật, hắn họ Vũ Hoàng, tên Cổ Đế, vừa sanh ra thì có vạn cổ đại khí vận thêm thân, đế quang ngất trời, cho nên nổi lên một cái như vậy tên chữ bá đạo. Hắn xuất thế thời điểm khí tượng, có thể so với Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên muốn cường hãn hơn. Diệp Thần gật đầu một cái, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, đều là đại khí vận người, nhưng cùng Vạn Khư Lão Tổ so sánh, dĩ nhiên là không so được. Tiêu Khinh Nhan nói, Diệp Đại Ca, người kiếp trước luân hồi chi chủ ra đời lúc đó, trong ngực đạo uẩn thịnh nhất một cục xương, chính là bị Vũ Hoàng Cổ Đế đào đi, và Tiêu gia ta không liên quan. Diệp Thần nhiệt huyết dâng trào. Luân hồi chi chủ cùng Vạn Khư ân oán, quả nhiên ở kiếp trước mới vừa sanh ra thời điểm, cũng đã kết. Lúc ấy Vũ Hoàng Cổ Đế, vì sao không trực tiếp giết luân hồi chi chủ? Diệp Thần trong lòng lại rất có nghi vấn, dẫu sao cũng có thể đào đi xương, vì sao không thuận tay giết chết luân hồi chi chủ? Tiêu Khinh Nhan lắc đầu một cái, nói, không giết được, lúc ấy luân hồi chi chủ có đại khí vận che chở, nếu như cưỡng ép giết chết, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng phải bị cắn trả mà chết. Chỉ có thể chờ luân hồi chi chủ sau khi lớn lên, thoát khỏi tiên thiên, bị hậu thiên trần tục tạp khí che đậy, mới có thể động sát thủ. Diệp Thần gật đầu một cái, cẩn thận cảm ngộ thiên cơ dưới, phát hiện Tiêu Khinh Nhan đích xác không có nói láo. Tiêu gia và luân hồi chi chủ cũng không ân oán, kiếm thần lão tổ chỉ phụ trách đúc kiếm, những chuyện khác một mực không biết. Chân chính và luân hồi chi chủ, có khắc cốt thù lớn, là Vạn Khư lão tổ, Vũ Hoàng Cổ Đế. Thiên yêu để cho ta ở địa tâm vực lấy được hỗn độn yêu cốt, nếu như luyện hóa trong cơ thể ta, không biết đúng hay không có thể thay thế kiếp trước vậy bị đào đi cốt. Cái này nhất thế ta nhân quả và huyết mạch đã vượt xa đời trước. Đợi một chút, có Vũ Hoàng Cổ Đế hậu duệ ở chỗ này. Bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần thiên cơ cảm ngộ dưới, phát hiện một cổ không so tầm thường hơi thở kia, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế bốn chữ, có thiên ti vạn lũ liên lạc. Hiển nhiên chính là Vũ Hoàng Cổ Đế hậu duệ. Trên cái đảo này, có Vũ Hoàng thế gia người. Tiêu Khinh Nhan nghe nói như vậy, nhưng không có gì kinh ngạc hình dáng, nói, bọn họ tự nhiên ở chỗ này, chu diệt ninh gia, cướp đoạt thần vật người, chính là Vũ Hoàng thế gia, Vũ Hoàng thế gia, chính là phía sau màn hung thủ. Diệp Thần trong lòng giật mình, chợt tỉnh táo lại, thật ra thì hắn mới vừa liền suy tính đến, Vạn Khư thế gia có thường nghiệt ở chỗ này. Chỉ là nghe Vũ Hoàng Cổ Đế danh hiệu, để cho hắn tâm cảnh có chút rối loạn, lúc này ngược lại là kinh hãi quái vật nhỏ. Mộ chủ đại nhân, xin thay ta trả thù, chu diệt hung đồ, đoạt lại ta ninh gia thần vật. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Võ Tử Đế thanh âm truyền ra, trịnh trọng khẩn cầu. Gia tộc hắn, chính là bị Vũ Hoàng thế gia tiêu diệt, hắn giọng bên trong, cũng có to lớn bi phẫn vẻ.